Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 36. Chương 629, ông nội của tôi sẽ tức giận. Vì chứng bệnh thụt lùi trí tuệ cũng thuộc về loại bệnh thần kinh thế nhưng chứng bệnh này không hoàn toàn thuộc về vấn đề thần kinh. Nguyên nhân xảy ra chứng bệnh này cũng có thể là do trong cơ thể thiếu một chất nào đó hay một bộ phận trong não bộ xuất hiện khiếm khuyết nên phát bệnh. Căn bệnh này chủ yếu phát bệnh trong người già. Số người trẻ tuổi và trung niên mắc bệnh rất ít. Những người mắc căn bệnh này thì trí tuệ sụt giảm với tốc độ rất nhanh, cử chỉ và ngôn ngữ hoàn toàn giống với trẻ em, vì vậy y học mới gọi là chứng bệnh thụt lùi trí tuệ. Tần Lạc kiên nhẫn giải thích cho Trương Mẫn nghe. Đương nhiên loại bệnh này cực kỳ hiếm gặp nên trong các tài liệu y học lưu trữ cũng không nhất định có những ca bệnh tương tự. Đó chính là nguyên nhân tất cả các bác sĩ trước đó tới khám bệnh cho hai chị em sinh đôi này đều kết luận là bệnh tâm thần. Thật ra trong thư viện của Tần gia có một cuốn sách gọi là Quỷ bệnh tập chú. Trong cuốn sách này có ghi lại chi tiết căn bệnh này. Vào triều Minh có một người hành nghề trung y tên là Hàn Dũ đã phát hiện một bà lão mắc quái bệnh này. Khi Tần Lạc đọc qua đã ghi nhớ rất kỹ. Quỷ bệnh tập chú chỉ là một quyển sách chuyên môn sưu tập các bệnh tật quỷ dị của các triều đại. Trong cuốn sách này không ghi lại phương pháp chữa các căn bệnh này, vì vậy cách chữa trị những căn bệnh này phải do Tần Lạc tự mình tìm tòi. Trương Mẫn không phải là thầy thuốc, tuy nàng hiểu chuyện gì xảy ra với căn bệnh của con gái mình, nàng vẫn mơ hồ đối với những vấn đề quan trọng. Trương Mẫn lên tiếng hỏi Tần Lạc, bác sĩ Tần, chứng thụt lùi trí tuệ, này có nghiêm trọng không? Nghiêm trọng, Tần Lạc trả lời. Còn nghiêm trọng hơn so với bệnh thần kinh sao? Niềm vui sướng của Trương Mẫn mới xuất hiện khi nghe nói con gái mình không mắc bệnh thần kinh đã biến mất, thay vào đó là một tâm trạng vô cùng nặng nề. Cũng khó nói lắm, Tần Lạc thẳng thắn nói. Nếu như Hy Dung và Hy Vũ mắc bệnh là vì trong cơ thể thiếu một chất nào đó, chúng ta chỉ cần bổ sung tố chất đó cho hai chị em thì coi như đã bắt đúng bệnh. Việc chữa trị sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu là do nguyên nhân một bộ phận nào đó trong não bộ xuất hiện vấn đề thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tần Lạc quay đầu nhìn hai chị em Hy Dung, Hy Vũ đang cười đùa huyên náo nói tiếp, nếu như vì nguyên nhân thần kinh gây nên loại bệnh này thì rất tồi tệ. Việc chữa trị khi đó sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc chữa trị căn bệnh tâm thần không thường. Ông trời ơi, Trương Mẫn nói, vậy bây giờ cần phải làm gì đây? Trước tiên chỉ cần phải nghĩ cách để hai chị em để cho tôi bắt mạch. Để tôi có thể biết được tình hình cơ thể của họ, Tần Lạc nói. Trương Mẫn nói sau đó nàng kéo Hy Dung tới trước mặt Tần Lạc nói, Hy Dung ngoan, hãy để cho bác sĩ xem bệnh cho con. Con không đâu, Hy Dung giãy giụa nói. Anh ta không phải là bác sĩ, anh ta là sắc lang. Lúc nãy anh ta còn muốn cầm tay Hy Vũ. Chú ấy không phải là sắc lang, chú ấy là bác sĩ. Con hãy mau chia tay ra, Trương Mẫn định dùng sức mạnh ép con mình. Không. Con không muốn, quả nhiên tính tình Hy Dung như một đứa trẻ. Người khác càng cưỡng ép, nàng càng phản ứng mãnh liệt. Anh ta không phải bác sĩ. Nếu anh ta là bác sĩ, tại sao anh ta không mặc quần áo màu trắng? Quần áo màu trắng? Tần Lạc sửng sốt, chẳng lẽ trong con mắt trẻ con chỉ những người mặc quần áo màu trắng mới là thầy thuốc sao? Nghĩ vậy trong lòng Tần Lạc như có một cơn đau mơ hồ. Tây y không chỉ nắm giữ một thị trường áp đảo mà ngay cả về phương diện phân biệt hình tượng cũng có cái nhìn riêng. Chỉ cần nhìn logo màu vàng là biết đó là MC Donan. Chỉ cần chúng ta nhìn thấy ký hiệu hình tam giác là nghĩ tới Mercedes. Chúng ta nhìn thấy váy kẻ ô vuông cùng với quần chip màu trắng mờ mờ bên trong là nghĩ tới nữ sinh Trung Quốc. Chúng ta nhìn thấy quân phục màu trắng là biết bọn họ là lính hải quân. Trung y nhất định cũng phải có biểu tượng riêng của mình, Tần Lạc thầm hạ quyết tâm trong lòng. Trước tiên là bắt đầu từ Hiệp hội Trung y, sau đó sẽ mở rộng dần ra bên ngoài. Chỉ cần người dân nhìn thấy quần áo của người đi trên đường cũng biết người đó là thầy thuốc Trung y Trung Quốc. Hôm nay chú ấy quên thay quần áo, bác sĩ Trương Mẫn nói, mau tới đây. Hy Dung, hãy nghe mẹ nói. Nhưng con gái bị đàn ông sợ sẽ mang thai, Hy Dung vô cùng sợ hãi nói, nếu anh ta không cưới con. Cục cưng của con không có cha thì làm sao? Trương Mẫn bất đắc dĩ nhìn Tần Lạc nói. Yên tâm đi, chú ấy sẽ lấy con. Hy Dung chăm chú quan sát, đánh giá Tần Lạc một lát rồi gật đầu nói, được lắm. Anh ta cũng không tệ lắm, con đồng ý lấy anh ta. Hy Dung nũng nịu chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt Tần Lạc, đỏ mặt nói, sợ tôi đi. Thật sự quá hoang đường, Tần Lạc thầm nghĩ, sau đó hắn giơ tay bắt mạch cho Hy Dung. 3 giây sau, Tần Lạc bỏ tay Hy Dung ra nói, mạch tượng hư còn tất cả đều bình thường. Vậy có phải nó không có vấn đề gì hả? Trương Mẫn hỏi,
không phải là vấn đề cơ thể, vậy là vấn đề thần kinh hả? Tần Lạc nói, tạm thời vẫn chưa thể kết luận được. Trước tiên tôi cần xem mạch cho Hy Vũ. Nhưng khi hắn quay đầu lại thì thấy hai cô gái đang bỏ chạy lên trên lầu. Hy Vũ, còn đứng lại. Trương Mẫn vừa gọi vừa đuổi theo hai con gái. Tần Lạc không biết chuyện gì đã xảy ra nên cũng vội vàng đuổi theo. Sau khi hai cô gái bỏ chạy lên lầu liền trốn vào phòng mình. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng đóng kín lại. Hy Dung, mở cửa mau. Hy Dung, Trương Mẫn ở bên ngoài gọi to. Hai cô con gái của nàng không trả lời nhưng hình như bên trong hai cô đang thảo luận chuyện gì đó rất sôi nổi. Tần Lạc vỗ vai Trương Mẫn nói, cứ chờ một chút nghe xem hai người nói gì trong đó. Trương Mẫn hiểu ý, không tiếp tục gõ cửa nữa. Có chấm hay không? Em sờ đi. Không sờ thấy. Em hãy sờ nữa đi. Vẫn không sờ thấy. Sau khi giọng nói dừng lại trong chốc lát lại tiếp tục vang lên, liệu có thể mang thai không nhỉ? Nhưng rõ ràng em thấy anh ta đã sờ vào tay của chị rồi mà. Mang thai. Bên ngoài cửa, Tần Lạc như hóa đá. Cô bé đó không bắt mình chịu trách nhiệm đấy chứ. Không biết có thể giải thích với hai cô bé đó là mình đã có hôn thê, không thể lấy người con gái khác không? Bác sĩ Tần, thật sự xin lỗi. Trương Mẫn xấu hổ nói, hai đứa nó không hiểu gì hết. Anh đừng có để bụng. Tôi biết các cô ấy là bệnh nhân. Tần Lạc gật đầu nói. Hắn ngược lại cũng hy vọng người ta cũng không để bụng chuyện này. Chị có chìa khóa không? Ở bên dưới lầu, tôi sẽ đi lấy. Trương Mẫn nói, phòng nào tôi cũng có riêng một chìa khóa. Tôi sợ hai đứa khóa cửa trong không vào được. Tần Lạc cười cười, tỏ vẻ thông cảm. Một người con gái mắc bệnh là chuyện đủ khiến người ta phải đau đầu. Hai con gái cùng mắc bệnh, hơn nữa đều là bệnh tâm thần. Nếu chuyện này xảy ra với một số người khác thì chỉ e chính bọn họ cũng đã mắc bệnh thần kinh rồi. Kẹt. Không đợi Trương Mẫn xuống lầu dưới lấy chìa khóa, cảnh cửa phòng đã được mở ra. Hy Dung và Hy Vũ đứng ở cửa phòng dùng ánh mắt sững sờ nhìn Tần Lạc. Sau đó Hy Vũ lần lượt cầm bàn tay trái và bàn tay phải của Tần Lạc quan sát, nàng còn kéo ra tay của Tần Lạc và nói, bề mặt không có màng. Tần Lạc cảm thấy hắn đã hiểu được tình trạng bệnh tật của hai cô gái này. Hắn cần pa ỉ giữ thế chủ động chứ không thể cứ bị động để hai cô dẫn dắt. Tần Lạc dễ dàng nắm lấy cổ tay Hy Vũ, sau đó ngón tay cái của hắn khẽ ấn mạnh, cả người Hy Vũ liền mềm nhũn ngã vào người Tần Lạc. Hả, em sao vậy? Hy Dung sợ hãi kêu lên. Cô ấy ngủ. Tần Lạc cười nói. Tần Lạc bế Hy Vũ tới chiếc giường, đặt nàng nằm lên đó rồi quay lại đi tới trước mặt Hy Dung nói, cô cũng đi ngủ đi. Tôi không ngủ, tôi không buồn ngủ. Hy Dung quay người định bỏ chạy nhưng đã bị Tần Lạc bắt được. Tần Lạc ấn một cái vào cổ Hy Dung. Hy Dung cũng ngất xỉu ngã vào trong lòng Tần Lạc. Trương Mẫn nhìn thấy Tần Lạc nhanh nhẹn khống chế được hai con gái của mình thì lo lắng hỏi, bác sĩ Tần, hai đứa có sao không? Không việc gì. Tần Lạc nói, tôi chỉ muốn châm cứu cho hai cô ấy nhưng khi châm cứu cần phải yên tĩnh. Nếu để hai người tỉnh táo, e rằng sẽ rất khó châm cứu. Vậy là tốt rồi. Trương Mẫn nói, có cần tôi làm gì không? Hãy mang cho tôi một bình nước ấm. Tần Lạc nói, trong nhà có tủ thuốc không? Hãy lấy cho tôi một ít bông tiệt trùng hay cồn cũng được. Được, tôi sẽ lập tức đi lấy cho anh. Trương Mẫn vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi từ biệt Trương Mẫn, Tần Lạc bảo đại đầu lái xe quay về. Hôm nay là ngày đầu tiên, Tần Lạc chỉ cần tìm hiểu một số tình hình của người bệnh mà thôi. Hắn đã dùng thái ất thần châm vận khí đi khắp người của hai chị em để kiểm tra xem trong cơ thể của hai chị em có bệnh lý nào về nội tạng không hay là nảy sinh hiện tượng tắc nghẽn kinh mạch hay không. Việc điều trị cụ thể thì cần phải có thời gian. Lần này Tần Lạc đã gặp một vấn đề mới mẻ, vô cùng khó khăn. Đây cũng là một thách thức mới. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tác chiến lâu dài. Mặc dù Tần Lạc nhận nhiệm vụ tới đó nhưng trước mặt Trương Mẫn hắn không hề nhắc tới tên Lý Đằng Huy, thậm chí hắn cũng không hỏi tới chuyện vì sao không nhìn thấy chồng của Trương Mẫn. Vào lúc này cho dù có cái nhiệm vụ kia hay không, có nhân vật chính Lý Đằng Huy hay không, Tần Lạc đã xác định phải chữa khỏi bệnh cho hai chị em song sinh này. Là một người có nhân phẩm là niềm say mê, Tần Lạc say mê chữa bệnh. Ở hắn có sự say mê và sự vui sướng khi chinh phục được các loại quái bệnh. Ngay khi xe của Tần Lạc vừa mới rời khỏi tiểu khu, một chiếc BMW đã lao nhanh tới, vượt lên chắn ngang đường xe của hắn. Cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú xuất hiện. Cút ngay, nếu không muốn chết thì sau này đừng quay lại tiểu khu này nữa, càng không được có mưu đồ chữa bệnh cho hai đứa kia nữa. Gã đàn ông lạnh lùng quát. Anh là,
Tần Lạc thò đầu qua khung cửa xe hỏi. Hắn xác định mình không biết thanh niên này. Hắn không thích quen biết nhiều anh chàng đẹp trai. Tao là ai mày không cần biết. Mày không xứng để hỏi, gã đàn ông nói vẻ khinh bỉ. Hãy nhớ kỹ lời tao nói, nếu không mày sẽ chết rất bi thảm. Tôi không đồng ý với anh, Tần Lạc lắc đầu nói. Nếu như tôi bỏ giữa chừng việc chữa bệnh cho bệnh nhân, ông nội tôi sẽ rất tức giận. Chương 630, mày có súng, tao cũng có súng. Việc Tần Lạc trở thành một người thông minh khác thường, một lôi phong của thời nay hoàn toàn không thể tách rời với Tần Tranh. Tần Tranh là người thầy thuốc y đức hàng đầu. Những lời nói, việc làm mẫu mực của ông đã ảnh hưởng tới Tần Lạc. Nếu Tần Lạc để ông mình biết hắn chỉ vì một lời đe dọa mà từ bỏ việc chữa trị cho bệnh nhân của mình thì nói không chừng ông sẽ tức giận nhảy khỏi giường bệnh tát cho đứa cháu bất hiếu Tần Lạc một cái tát. Cả đời của ông, những uy hiếp ông gặp phải còn chưa đủ sao. Nhưng ông chưa bao giờ khuất phục, con người ông cũng như tên, kiên cường như thép, kiêu ngạo, chí khí lẫm liệt. Vì vậy Tần Lạc mới dùng sự tức giận của ông mình làm chiêu bài để từ chối. Hiển nhiên gã đẹp trai trong chiếc BMW không ngờ Tần Lạc lại dùng lý do đó để từ chối, giống hệt như một đứa bé con nói với bạn của mình rằng nó không thể ra sông bơi với bạn vì mẹ nói biết sẽ tức giận. Nhưng Tần Lạc rõ ràng là một người trưởng thành mà, hắn lại còn cố ý mặc áo trường bào màu xám cho ra vẻ lão luyện, thành thục. Nếu mày không nghe lời tao nói, tao cũng sẽ tức giận, gã đẹp trai nhếch môi cười nói. Nụ cười của hắn rất lạnh, đằng đằng sát khí. Tần Lạc cũng cười nhưng là một nụ cười rụt rè, xấu hổ giống như một cô bé mười mấy tuổi con nhà lương thiện. Dù sao tôi không quen biết anh tức giận hay không cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ quan tâm ông nội của tôi có tức giận hay không mà thôi. Mày có biết tao là ai không? Nụ cười của gã càng rạng rỡ, gã lạnh lùng nói. Không biết, Tần Lạc lắc đầu, tôi không xứng để biết. Những câu đó là của gã đẹp trai dùng để đả kích Tần Lạc, nhưng gã không ngờ Tần Lạc đã nhận lấy rồi lựa chọn thời điểm thích hợp để trả lại. Mới chỉ một thoáng đấu khẩu với nhau, bầu không khí đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Khi gã nói những câu đó thật sự không muốn nói là không xứng mà chỉ có ý châm chọc. Nó dám châm chọc mình sao? Gã đẹp trai trong chiếc BMW nổi giận, gã mở cửa xe sau đó cầm một cây thiết côn ở sau xe rồi bước xuống xe. Gã cầm thiết côn bước nhanh tới trước đầu xe của Tần Lạc. Hắn muốn đập xe của chúng ta, Tần Lạc nói với đại đầu. Vậy thì sao? Đại đầu hỏi, hắn đang chờ đợi mệnh lệnh của Tần Lạc. Dù đại đầu chưa từng trải nhiều nhưng bản thân hắn cũng nhận ra gã đẹp trai này có thân thế hùng mạnh. Chủ động tấn công hay thụ động chấp nhận, là một vệ sĩ, hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu có tức giận không? Tức giận. Vậy thì đánh hắn, Tần Lạc quả quyết. Gã đẹp trai ở chiếc BMW đứng trước đầu xe của Tần Lạc, gã giơ côn định đập vỡ kính xe của Tần Lạc. Kết quả của những kẻ ngu xuẩn không nghe lời chính là. Tiếng thiết côn xé gió vang lên ngay khi cây thiết côn đang hạ xuống, chuẩn bị đập vỡ kính xe thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì đại đầu đã móc súng ra. Nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào ngực gã, hình như bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng nhả đạn vậy. Súng? Sao bọn chúng lại có súng? Một thầy thuốc có tài xế riêng đã là điều kỳ quái. Một tài xế riêng lại có mang súng bên người thì lại càng kỳ quái hơn. Tao không tin mày dám nổ súng, gã đẹp trai giễu cợt. Mày có thể thử xem, bàn tay cầm súng của đại đầu vẫn không nhúc nhích, hắn bình tĩnh nói. Chính sự bình tĩnh và vững vàng này làm gã đẹp trai vô cùng sợ hãi. Gã cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn cảm thấy đại đầu thực sự có can đảm nổ súng. Gã lâm vào tình trạng lúng túng. Không biết tiếp tục đập côn xuống hay thu lại và nói đó là sự hiểu lầm. Đập vỡ. Nhưng tên kia nổ súng thì sao? Không đập vỡ. Vậy thể diện của mình thì sao? Lúc này gã đẹp trai lại bắt đầu hận hai gã kia đã làm mình rơi vào tình cảnh khó xử này. Gã thầm nghĩ cho dù chúng có từ bỏ việc chữa bệnh hay không, gã cũng phải làm cho hai tên này sống dở chết dở. Có phải bây giờ không biết làm thế nào cho phải không? Tần Lạc thò hẳn đầu ra ngoài. Cười tủm tỉm hỏi gã đẹp trai. Tần Lạc dương dương tự đắc giống như một tiểu hồ ly vừa mới chiếm được tiện nghi gì đó. Hừ, tao không tin bọn mày dám nổ súng, gã đẹp trai mạnh miệng nói. Nếu không thì cứ thử xem. Lần này gã đẹp trai không trả lời. Gã không biết trả lời thế nào. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ bỏ gậy gộc xuống rồi mọi người bình tĩnh nói chuyện với nhau, Tần Lạc cười nói. Mặc dù tôi không học đại học nhưng tôi cũng là người văn minh. Không thích động chân, động tay với người khác. Không có phong cách. Gã đẹp trai hạ cây thiết côn xuống,
đứng thẳng người nhìn Tần Lạc, cắn răng nói, lần này mày thắng. Tôi vẫn chưa thua, Tần Lạc nói, tại sao anh lại ngăn cản tôi chữa bệnh cho hai cô gái đó? Đợi khi tao thắng, tao sẽ nói cho mày biết lý do gã đẹp trai ném cây thiết côn vào ghế phụ rồi gã lái xe rời khỏi đó. Cứ để cho hắn đi như vậy sao? Tần Lạc hỏi. Lần này đại đầu đã hiểu rõ ý tứ của Tần Lạc. Tần Lạc là một người văn minh không học đại học, đại đầu hắn cũng là người như vậy. Một lần nữa đại đầu móc súng ra, hắn đợi sau khi chiếc BMW chạy thẳng phía trước xe của mình thì bóp cò liên tục hai phát. Đoàng, đoàng, két. Ba âm thanh gần như vang lên cùng một lúc, gần như ngắt quãng lại. Phát súng đầu tiên Tần Lạc bắn vào lốp xe sau bên trái của chiếc BMW. Phát súng thứ hai đại đầu bắn vào lốp xe sau bên phải của chiếc BMW. Tiếng két đó không liên quan gì tới đại đầu, đó là do sau khi mất thăng bằng, thân chiếc xe BMW nghiêng đi sau đó cọ sát với mặt đường. Chiếc BMW chạy thêm mấy mét sau đó mới dừng lại giữa đường. Cửa xe BMW bị người đạp tung ra, gã đẹp trai trong chiếc BMW điên cuồng chạy ra ngoài, tức giận chỉ vào Tần Lạc chửi mắng, mẹ kiếp, mày điên hả? Chúng mày muốn làm gì hả? Muốn giết người sao? Muốn giết người thì cứ nổ súng đi, nào, hãy bắn tao đây này. Gã đẹp trai gào lên, gã vỗ vào ngực mình. Tần Lạc giật khẩu súng trong tay đại đầu, nhằm gã đẹp trai nổ súng. Đoàng! Hai chân gã đẹp trai mềm nhũn, suýt chút nữa gã ngã ngồi xuống mặt đường. Bọn chúng, nổ súng thật sao? Nhìn thấy gã đẹp trai đã yên lặng, đứng thần người như con gà gỗ ở giữa đường, Tần Lạc cười nói, kỹ thuật bắn súng của tôi không tốt lắm, có thể bắn chúng nhưng cũng có thể bắn trượt. Việc này chỉ dựa vào may mắn của anh thôi. Bây giờ hãy nói cho tôi biết vì sao anh muốn ngăn cản tôi chữa bệnh cho hai cô gái đó. Một con tình nhân sinh ra hai đứa nghiệt chủng ngốc nghếch, chết cũng không đáng tiếc, gã đẹp trai vẫn còn muốn thể hiện khí phách và sự kiên cường của mình nhưng giọng nói của gã đã xuống thang rất nhiều. Hai mắt Tần Lạc sáng lên, quả nhiên không khác là mấy so với suy đoán của hắn. Gã này nhất định là người của Tần gia, chưa biết gã có quan hệ thế nào với Tần Túng Hoành nhưng nhất định có quan hệ với người gì của Tần Túng Hoành gả cho Lý Đằng Huy. Tần gia vẫn biết sự tồn tại của Trương Mẫn và hai người con gái. Hơn nữa Tần gia còn tiến hành giám sát chặt chẽ nhưng vấn đề là Lý Đằng Huy vươn lên rất nhanh trong Tần gia nên Tần gia không muốn làm quá mức. Ít nhất thì vợ của Lý Đằng Huy cũng là một người phụ nữ thông minh. Cô ta không muốn gây chuyện, sợ cá chết lưới rách. Thế nhưng cô ta cũng có giới hạn của chính mình. Giới hạn đó chính là không cho bất kỳ bác sĩ nào tới khám, chữa bệnh cho hai chị em gái sinh đôi đó. Không biết điều này xuất phát từ suy nghĩ gì, có lẽ là muốn trả thù Lý Đằng Huy có tình nhân bên ngoài, hay cũng có thể là vì chính mình không thể sinh con nên cũng không muốn người phụ nữ khác sinh con cho Lý Đằng Huy. Nếu không thì chính bản thân mình là không có năng lực gì sao? Thảo nào Trương Mẫn nói sau khi các bác sĩ tới khám bệnh cho hai chị em song sinh này đều lắc đầu thở dài. Sau khi kê đơn thuốc xong thì không bao giờ xuất hiện nữa. Không ô ải là vì bọn họ bệnh nặng không thể chữa trị. Quan trọng hơn là bọn họ bị người nào đó của Tần gia uy hiếp. Có lẽ gã đẹp trai này cũng không biết chính bản thân Tần Lạc hắn là ai. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, nhất định Tần gia sẽ biết hắn tới chữa bệnh cho hai con gái của Lý Đằng Huy. Với trí tuệ của Tần Túng Hoành, hắn còn không thể nhận ra điều bí ẩn ở trong đó sao? Anh họ Tần sao? Tần Lạc hỏi, việc thụ động để người khác vạch trần thân phận không bằng chính mình chủ động nói ra. Một khi như vậy sẽ làm cho động cơ của mình càng không rõ ràng hơn. Ít nhất Tần gia sẽ không thể kết luận mà chỉ nghi ngờ. Gã đẹp trai kinh ngạc nhìn Tần Lạc hỏi, tại sao mày biết? Bởi vì tôi cũng họ Tần. Tần Lạc cười nói. Họ Tần sao? Tôi là Tần Lạc. Tần Lạc giới thiệu tên mình, hẳn anh đã nghe nói tới tên tôi. Sau khi nghe Tần Lạc giới thiệu tên của mình, sự thù hận càng tăng lên trong mắt của gã đẹp trai. Gã cười nhạt nói, thì ra là mày. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Chúng ta không có, thù oán. Tần Lạc phản đối. Mày nghĩ rằng tao tin lời mày sao? Mày năm lần bảy lượt khiêu khích Tần gia, khiêu khích anh Túng Hoành. Mày còn dám nói chúng ta không có thù hận sao? Tôi muốn nói là hai chúng ta không có oán cừu. Tôi oán hận Tần Túng Hoành thôi. Tần Lạc thấy gã đàn đẹp trai cười đắc ý, hắn liền nói tiếp ba từ vô cùng cay độc, anh không xứng. Trong giây lát gã đẹp trai cảm thấy một cơn tức giận dâng lên từ đan điền của gã sau đó lan truyền lên não bộ. Gã thầm nghĩ muốn xông lên đại chiến 300 hiệp, bắt Tần Lạc quỳ xuống, gặm Tần Lạc, cắn Tần Lạc, nhổ nước bọt vào người.
Gã hy vọng tất cả những gì đả kích nhất mà con người có gã đều trút hết lên người Tần Lạc. Tần Lạc mặc kệ suy nghĩ của gã đẹp trai, hắn chỉ vào chiếc BMW nổ lốp của gã nói, hãy lái xe của anh sang bên, chúng tôi còn phải đi tiếp. Lần này gã đẹp trai không thể nhẫn nhịn được nữa, gã đang định lên tiếng thì bất chợt chuông điện thoại vang lên trong túi gã. Sau khi nghe điện thoại, gã đẹp trai lập tức quay người nhìn con đường phía trước. Từ phía đó có một đoàn xe màu đen đang chạy tới, chỉ trong chốc lát đoàn xe đó đã chạy tới chỗ mấy người. Rầm. Cửa xe mở ra, một toán đàn ông mặc quần áo màu đen từ trên xe nhảy xuống. Chúng không đợi người sai khiến đã lập tức bao vây xung quanh gã đẹp trai càng Tần Lạc và đại đầu. Gã đẹp trai nhìn thấy viện binh của mình đã tới, sức mạnh cũng tăng lên nhiều phần, gã cười nhạt nhìn Tần Lạc nói, lần này tới phiên tao thắng. Mày có súng, trong tay bọn tao cũng có súng. Đáng tiếc mày chỉ có một khẩu súng còn chúng tao có rất nhiều. Chương 631, vô sinh. Một người đắc đạo, chó gà thăng thiên, Tần Giật không phải là dòng trưởng của Tần gia, gã cũng chỉ là anh em họ xa của Tần Túng Hoành nhưng dù sao gã cũng là người họ Tần. Hơn nữa cha gã đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong tập đoàn kinh tế của Tần gia vì vậy gã có cơ sở để kiêu căng. Nói một cách văn vẻ để hình dung là, ngay cả con chó, con mèo của Tần gia đi trên đường thì cũng khác so với những con chó, mèo của người khác, huống hồ là một người thật sự của Tần gia. Tần Giật mới từ nước ngoài về, gã cũng không hiểu rõ lắm về mọi chuyện của Tần gia nhưng gã hiểu anh họ Tần Túng Hoành của mình và một người tên Tần Lạc đối đầu với nhau một cách kịch liệt. Người đó thậm chí còn vô tội cho Tần Túng Hoành để cảnh sát tới bắt Tần Túng Hoành. Tần Túng Hoành là một ngôi sao của Tần gia, một người mà ngay cả chỉ cần cảm sốt thông thường cũng đủ gây nên một cơn địa chấn nhỏ huống chi là chuyện tày trời bị bỏ tù. Tần Giật đã được nghe nói tới tên của Tần Lạc, cũng biết Tần Lạc là một thầy thuốc nhưng gã chưa từng gặp mặt Tần Lạc, hơn nữa gã cũng không biết Tần Lạc có gì lợi hại. Đây cũng chính là nguyên nhân gã mới xuất hiện đã hung hăng xua đuổi Tần Lạc. Lại còn nói Tần Lạc không xứng để biết thân phận của gã. Gã chỉ coi Tần Lạc là một thầy thuốc bình thường giống như những thầy thuốc trước kia đã bị bọn gã đuổi đi. Nhưng gã không thể ngờ gã đã húc đầu vào sắt. Gã đã gặp Tần Lạc, hơn nữa tài xế của Tần Lạc lại còn mang theo súng. Gã đã từng nghe bạn bè của mình nói câu, ta là người không thích thủ oán nhưng một khi đã có thủ oán thì nhất định phải báo. Đúng vậy lúc này gã có thể báo thù. Ít nhất trong mắt gã. Lúc này gã đã chiếm ưu thế tuyệt đối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 khẩu súng đối đầu với một khẩu súng. Ai là người thắng cuộc? Câu trả lời không cần nói ra cũng biết. Mày hãy đưa súng cho tao Tần Giật chìa tay ra nói với đại đầu. Trong tình huống có nhiều súng chỉ vào người mình như này, Tần Giật tuyệt đối không tin tên tài xế này dám phản kháng. Đáng tiếc chuyện xảy ra tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của gã. Tên tài xế tướng mạo bình thường đó lại điềm nhiên như không nghe thấy lời gã nói, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý định giao súng cho gã. Mày có nghe lời tao nói không? Đưa súng cho tao Tần Giật tự tay ra hiệu cho hai gã vệ sĩ tiến gần tới chiếc xe, tạo cảm giác uy hiếp nhiều hơn nữa. Không thể được đại đầu trả lời, ngắn gọn, thẳng thừng, không chút kiêng dè. Mày không sợ chết sao? Tần Giật cười nhạt hỏi. Đại đầu liếc mắt nhìn mấy khẩu súng trên tay mấy gã vệ sĩ nói, thân thủ chúng cũng được thế nhưng tao biết chắc trước khi chúng bắn chúng người bọn tao, tao đã bắn tung đầu của mày. Mày! Tần Giật nổi cáu, gã tuyệt đối không ngờ một lái xe mà cũng dám đối đáp với gã như vậy. Đương nhiên Tần Giật cũng không biết rằng tài xế này là một thành viên Long Tức. Thậm chí Tần Giật cũng không biết Long Tức là một tổ chức nào. Tần Lạc cười nói, số lượng súng rất quan trọng nhưng người dùng súng còn quan trọng hơn. Mấy khẩu súng như này không thể uy hiếp được chúng tôi. Xin mời người bên trong xe hãy ra ngoài. Tần Lạc vừa nói, ánh mắt hắn vừa nhìn chằm chằm vào chiếc Mercedes thứ ba cửa vẫn đóng chặt. Tần Lạc không rõ bên trong có điều gì nhưng hắn cảm giác là nhất định có người đang ngồi trong đó. Bởi vì tất cả các cửa xe khác đều mở, từ trong xe nhảy xuống ít nhất cũng mấy tên vệ sĩ nhưng chỉ có cửa xe đó vẫn đóng chặt, không có ai từ xe đó bước xuống nhưng có hai gã vệ sĩ chia nhau đứng hai bên. Ngầm bảo vệ cho chiếc xe đó. Cho dù không phải là cao thủ nhưng với trực giác của mình, Tần Lạc hiểu rằng thân thủ của hai gã vệ sĩ đó cao hơn rất nhiều so với những gã vệ sĩ áo đen khác. Hơn nữa người bọn chúng ngầm bảo vệ cũng chính là thủ lĩnh của đám người này. Thôi bỏ đi, nếu như không được thì chúng tôi đi trước, Tần Lạc nói to với đại đầu. Đại đầu hiểu ý, hắn lập tức khỏi động xe. Còn muốn chạy sao?
không dễ như vậy đâu. Tần Dật chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng gã lại không báo được mối nhục lúc trước. Gã sao có thể đồng ý thả người đi như vậy? Tiểu Dật, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, quát bảo Tần Dật ngừng lại. Loảng xoảng, cánh cửa xe bị người bên trong mở ra. Một người phụ nữ mặc vài sa mỏng dài màu đen, đeo kính râm cỡ lớn bước ra khỏi xe. Dáng người phụ nữ rất thon thả, có lồi, có lõm, ngực đầy đặn. Dù không nhìn thấy đôi mắt của cô ta nhưng kính râm cũng không thể che khuất hết nét đẹp của đầu mũi và đôi môi. Cô ta đi một đôi giày cao gót màu bạc trắng, tiếng giày gõ trên mặt đường phát ra những tiếng cộc cộc. Cô ta sải bước tới chỗ Tần Lạc, khi tới trước cửa xe của Tần Lạc, cô ta đứng lại, chìa tay ra nói với Tần Lạc, chào bác sĩ Tần, tôi là Ngô Sương. Ngô Sương, Tần Lạc đã nghe thấy cái tên này từ chính Bạch Lão gia. Ngô Sương chính là vợ của Lý Đằng Huy, dì của Tần Túng Hoành. Bản thân hắn tới chữa bệnh giúp con gái của Lý Đằng Huy nhưng không ngờ lại bị chính người nhà của Lý Đằng Huy xuất hiện ngăn cản. Vì sao lại xảy ra điều này? Tần Lạc mở cửa xe bước xuống. Đám vệ sĩ áo đen tưởng Tần Lạc có ý đồ xấu với Ngô Sương nên cũng cầm súng bước lại gần. Tất cả lui lại, Ngô Sương quát. Bà chủ đã ra lệnh, không thể không nghe lời. Mấy gã vệ sĩ lập tức nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh lui lại sau, không có bất kỳ rối loạn, cùng lộn xộn nào. Tần Lạc bắt tay Ngô Sương, cười nói, chào chị. Mặc dù người phụ nữ này không mang họ Tần nhưng dường như cũng mang dòng máu di truyền tốt đẹp của Tần gia. Gương mặt xinh đẹp, phong thái tao nhã, thật sự là một người phụ nữ rất hấp dẫn. Lý Đằng Huy cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy sao hắn còn nuôi tình nhân bên ngoài? Chẳng lẽ là bởi vì Ngô Sương không thể sinh con sao? Nghĩ vậy, ánh mắt Tần Lạc thoáng lơ đãng liếc nhìn bụng của Ngô Sương. Bằng phẳng, mềm mại, không có một chút thịt thừa. Có lẽ đây chính là được hưởng lợi từ việc không sinh đẻ. Tiểu Dật không biết chuyện này nên khi nói có gì đắc tội với bác sĩ Tần. Kính xin bác sĩ Tần tha thứ, Ngô Sương nhìn Tần Lạc nói. Không cần khách sao, Tần Lạc ra vẻ rất độ lượng, tôi không bao giờ chấp nhặt với trẻ con. Dù sao hắn cũng không tổn thất gì, tên đại đầu thô lỗ kia còn dám bắn nổ lốp xe chiếc Mercedes của người ta. Nếu như đối phương không trực tiếp tới gây chuyện với hắn, hắn tuyệt đối không muốn làm lớn chuyện. Thậm chí Tần Lạc còn hy vọng chuyện này không tới tai Tần Túng Hoành. Đương nhiên Tần Lạc điều này chỉ là một suy nghĩ rất xa vời. Nếu như chính hắn là Tần Túng Hoành, hắn cũng sẽ phái người giám sát nhất cử nhất động của gã danh con Tần Lạc đó. Ai bảo Tần Lạc hắn đẹp trai, xuất sắc, thông minh, phong độ, có thể bày mưu quyết thắng cách xa ngàn dặm như vậy. Gì, không cần phải khách khí với nó như vậy, Tần Dật không hài lòng với thái độ của Ngô Sương. Hơn nữa, cháu đắc tội gì với nó, là nó có thái độ xấu. Tần Dật muốn nói từ đầu tới cuối toàn là Tần Lạc coi thường gã nhưng gã không thể nói ra để tránh bản thân mình mất mặt. Tần Dật mới chỉ nói ra một nửa thì dừng lại. Câm miệng, Ngô Sương lạnh lùng quát. Hình như Tần Dật rất sợ gì của mình. Gã tức giận trừng mắt nhìn Tần Lạc nhưng không dám nói gì nữa. Ngô Sương quay đầu nhìn Tần Lạc, cô ta không cười nhưng cũng không còn mang gương mặt lạnh như băng. Lúc này đây sắc mặt cô ta như đang thảo luận sôi nổi với đồng nghiệp của mình. Ngô Sương nói, bác sĩ Tần, tôi có mấy câu hỏi muốn thỉnh giáo. Vấn đề gì? Tần Lạc hỏi. Anh có biết mẹ của hai chị em song sinh đó họ gì không? Họ Trương, Tần Lạc trả lời. Vậy anh có biết cha của hai chị em đó là ai không? Ngô Sương lại hỏi. Tần Lạc cẩn thận quan sát gương mặt của Ngô Sương. Khi nhắc tới một vấn đề có thể làm bất kỳ người phụ nữ nào cũng phát điên nhưng sắc mặt Ngô Sương vẫn không thay đổi. Có lẽ đôi kính râm đã che khuất sự đau buồn trong đôi mắt. Không biết, Tần Lạc trả lời, tôi vẫn chưa gặp cha của hai cô gái đó. Trương nữ sĩ cũng không nói với tôi về chuyện này. Tần Lạc cười nói tiếp, tôi là thầy thuốc, chỉ hỏi chuyện bệnh tật của bệnh nhân. Liệu có cần phải hỏi chuyện gia đình của người khác không? Cha của hai chị em đó là Lý Đằng Huy. Có lẽ anh không biết người đàn ông này là ai nhưng tôi có thể nói cho anh biết. Lý Đằng Huy chính là người có 6 bản quyền phát minh nguồn năng lượng mới của thế giới, là chuyên gia giỏi nhất Trung Quốc về nguồn năng lượng tái sinh, là công trình sư kỹ thuật của công ty nguồn năng lượng bảo vệ môi trường Thất Tinh, là người chồng hợp pháp của tôi. Tần Lạc ra vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Sương nói, thì ra. Không sai, hai chị em đó là con riêng. Người phụ nữ đó chính là tình nhân bên ngoài của chồng tôi, Ngô Sương bình tĩnh nói. Cô ta cố không biểu hiện sự tức giận cùng với cảm xúc phẫn nộ của mình. Thế nhưng chị nói cho tôi điều này để làm gì? Tần Lạc làm bộ ngơ ngác hỏi, tôi là thầy thuốc.
Tôi không quan tâm tới thân phận của bệnh nhân, tôi chỉ muốn chữa bệnh cho bọn họ. Ngô Sương gật đầu tỏ vẻ hiểu, cô ta nói tiếp, thế nhưng vẫn có chuyện có thể anh không hiểu lắm. Công ty nguồn năng lượng bảo vệ môi trường Thất Tinh chính là tài sản chủ chốt của Tần gia, cũng là công ty Tần Túng Hoành coi trọng nhất. Lý Đằng Huy cũng là nhân tài Tần Túng Hoành coi trọng nhất, là người đáng tin cậy nhất. Vậy thì sao? Tần Lạc cười hỏi. Chẳng lẽ anh không cảm thấy trong thời điểm quan trọng này, anh đột nhiên xuất hiện ở nhà Lý Đằng Huy, chữa bệnh cho hai con gái của người ta là chuyện khiến người khác rất nghi ngờ sao? Rốt cuộc Ngô Sương cũng nói ra mối nghi ngờ của mình. Đây là một người phụ nữ rất thông minh, cũng là một người phụ nữ rất có trách nhiệm. Sau khi biết được thân phận của Tần Lạc, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là bảo đảm sự an toàn của sự nghiệp gia tộc. Bị người ta vạch trần nhanh chóng như vậy sao? Tần Lạc tươi cười nói, tại sao không thể giải thích? Chỉ vì hai cô gái đó là con riêng của Lý Đằng Huy, vì các cô ấy không có mối quan hệ huyết thống với Tần gia nên tôi phải từ chối chữa bệnh cho hai cô ấy sao? Trước đây tôi không hiểu rõ lắm về thân phận của hai cô ấy. Sau khi được bạn bè giới thiệu, mẹ của hai cô ấy là nữ sĩ Trương Mẫn liên lạc với tôi qua điện thoại. Đối với tôi mà nói, hai cô gái đó là bệnh nhân, tôi là thầy thuốc. Thiên chức của thầy thuốc chính là cứu chữa bệnh nhân. Tôi đương nhiên không vì thân phận nhạy cảm của mẹ các cô ấy mà từ bỏ việc khám chữa bệnh cho hai cô ấy. Trừ khi nữ sĩ Trương Mẫn chính thức đề nghị hủy bỏ lời mời tôi chữa bệnh, tôi sẽ không bao giờ chủ động từ bỏ việc chữa bệnh cho hai cô gái đó. Ánh mắt Tần Lạc sáng ngời, vẻ mặt kiên nghị, hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Sương nói, cho dù bản thân Tần Túng Hoành mắc chứng bệnh gian mai, chỉ cần anh ta mời tôi kính sẽ tới tận nhà chữa bệnh cho anh ta. Ánh mắt Tần Lạc nhìn xuống rồi dừng lại ở bụng Ngô Sương, hắn cười nói, kể cả là chị không sinh đẻ được. Chương 632, tôi thực sự tin. Cái gì gọi là trí công vô tư? Cái gì gọi là không tính toán hiềm khích khi trước? Cái gì gọi là tấm lòng thẳng thắn, quang minh chính đại, nói và làm luôn đi đôi với nhau, không nói hai lời, nói được thì làm được, quân tử nhất ngôn, dám làm dám chịu, ăn nói có khí phách, lời nói có trọng lượng. Hãy nhìn Tần Lạc một chút, ngay khi nói xong câu đó, chính bản thân Tần Lạc cũng cảm động. Trong lòng hắn luôn coi bản thân mình chính là một thầy thuốc mẫu mực, kiên quyết giữ vững y đức và lương tâm, không sợ cường quyền. Nếu như Tần Túng Hoành mắc bệnh, mình thực sự sẽ tới nhà khám chữa bệnh cho anh ta sao? Đây là lời khẳng định. Người bệnh có cầu, thầy thuốc mới đáp lại. Thế nhưng điều này cũng không gây ảnh hưởng nếu một khi Tần Lạc xác định chính xác là Tần Túng Hoàng tổ chức bắt cóc ông hắn, làm tổn thương văn nhân Mục Nguyệt, hắn sẽ tự tay loại trừ Tần Túng Hoành. Tần Lạc hắn có thể giết người nhưng cũng không phản đối việc giết người. Nếu những con người đó làm ra những chuyện vượt quá giới hạn. Ví dụ như Tần Minh. Khi nghe Tần Lạc nói Tần Túng Hoàng mắc bệnh giang mai, Ngô Sương thầm tức giận vì dù sao Tần Túng Hoành cũng là một người quan trọng nhất của Tần gia, bây giờ hắn bị người ngoài rủa như vậy nên đương nhiên người Tần gia phải cảm thấy khó chịu. Nhưng sau khi nghe Tần Lạc nói câu cuối, hai mắt Ngô Sương thoáng ánh lên. Ngô Sương tháo kéo xuống, nói vẻ vui mừng, xen lẫn sự sợ hãi, bác sĩ Tần, anh nói thật sao? Thảo nào Ngô Sương luôn đeo kính bởi vì bên dưới khóe mắt phải của Ngô Sương có một cái bớt màu tím. Thật ra cái bớt này cũng không ảnh hưởng tới sự duyên dáng, thậm chí coi đây như là nốt ruồi duyên của ông trời cố ý ban cho một số phụ nữ. Cái bớt đó càng làm tăng thêm sự quyến rũ, nóng bỏng của Ngô Sương. Không thử thì sao có thể biết được Tần Lạc cười nói. Hơn nữa chuyện có thể sinh con hay không còn liên quan rất nhiều tới người đàn ông. Mặc dù cơ thể của chị không có vấn đề gì nhưng vẫn cần người đàn ông tích cực phối hợp. Trước đó cũng có bác sĩ đã nói chuyện có thể sinh con hay không, không chỉ phụ thuộc vào người phụ nữ mà còn phụ thuộc cả vào thể chất cùng chất lượng tinh lực của đàn ông. Thế nhưng ông ấy đã có con với người phụ nữ, chứng tỏ bản thân ông ấy không có vấn đề gì. Tôi đã đi kiểm tra, quả thật do bản thân cơ thể tôi có vấn đề nên rất khó có thể mang thai. Ngô Sương nói vẻ không rõ ràng nhưng Tần Lạc nghe lại hiểu. Bởi vì nguyên nhân cấu tạo của cơ thể Ngô Sương hay vì trước kia đã từng đẻ nên đã gây tổn thương nghiêm trọng đối với cơ thể của cô ta. Cơ hội có thai một lần nữa quả thực trở nên rất xa vời. Thể chất của chị thuộc về tính hàn, Tần Lạc nói. Tại sao anh biết? Ngô Sương kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Hàng đêm trước khi đi ngủ tôi đều phải dùng nước ấm ngâm chân, nếu không thì cả đêm chân tôi đều lạnh buốt. Tôi có nhận ra chị chưa bao giờ mang thai, sao lại có thể không nhìn ra thuộc tính cơ thể của chị? Tần Lạc cười nói. Lúc này Ngô Sương mới bắt đầu cảnh giác. Cô ta đã suýt quên mất đây là lần đầu tiên cô ta và Tần Lạc gặp nhau.
Trước kia có lẽ Tần Lạc còn không biết tới tên của cô ta. Một khi đã như vậy, sao anh ta có thể nhận ra bản thân mình chưa từng sinh đẻ? Điều này quả thực rất kỳ quái. Sao anh có thể biết tôi chưa từng sinh con? Ngô Sương hỏi. Tôi hy vọng chị không cho là tôi dở trò lưu manh. Tần Lạc đỏ mặt nói, thứ nhất là xem chân. Chân của người phụ nữ đã từng sinh đẻ thì hơi dạng ra một chút, giống như một chiếc compa đang dùng. Hai chân của chị khép lại rất kín, không giống với người phụ nữ đã từng sinh con. Thứ hai là xem vòng eo. Vòng eo của người phụ nữ tuyệt đối khác hẳn với vòng eo của người phụ nữ chưa từng sinh con. Cũng có một số phụ nữ sau khi sinh con, trải qua rèn luyện cùng với tập yoga thì vòng eo sẽ phục hồi lại như cũ nhưng vẫn có thể nhìn ra một số đầu mối khác biệt. Thứ ba, Tần Lạc cẩn thận liếc nhìn bộ ngực của Ngô Sương rồi hắn nói vẻ xấu hổ, chỉ dựa vào hai đặc điểm đó là có thể kết luận chị chưa từng sinh con. Ngô Sương nói vẻ khâm phục, thảo nào bác sĩ Tần lại nổi tiếng như vậy, quả nhiên y thuật rất cao. Vậy tại sao bác sĩ Tần còn biết tôi có thuộc tính Hàn? Nói một cách chính xác thì không hẳn là Hàn mà là ngoài Hàn trong nhiệt. Chứng Hàn chỉ là do suy nghĩ của chị, sợ lạnh, sợ gió, tay chân lạnh lẽo nhưng trong người chị lại có chứng hỏa. Chứng hỏa. Tần Lạc chỉ vào hai mắt Ngô Sương nói, hai trong mắt chị hơi vàng, xuất hiện nhiều tia máu. Đây chính là chứng hỏa. Miệng khô, phế khát. Đây cũng chính là chứng hỏa. Còn nữa dưới khóe miệng của chị có một hạt đậu nhỏ, càng bộc lộ chứng hỏa của chị ra ngoài, chỉ cần liếc mắt cũng biết. Nghe Tần Lạc giải thích một hồi, Ngô Sương càng tin phục. Cô ta kích động nói, bác sĩ Tần, anh quả thực có thể chữa trị chứng vô sinh của tôi không? Có thể thử, Tần Lạc nói. Hắn quả thực không dám nói là chắc chắn bởi vì rủi ro của chuyện này quả thực rất lớn. Việc sinh con là chuyện riêng của nam nữ, nhất là phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe. Mặt khác một bên không muốn phối hợp hay là việc tích trữ tinh lực không đủ chất lượng thì cũng không thể nào giải quyết vấn đề. Tóm lại Tần Lạc có thể chạy tới tìm Lý Đằng Huy và chữa bệnh cả cho hắn không? Hay là giới thiệu Ngô Sương đi tìm một người đàn ông khác có thể giúp nàng mang thai? Quá hoang đường. Gì, sao gì lại tin hắn? Tất cả trung y đều lừa gạt, chúng chỉ biết nói lời lừa dối, cũng chẳng khác gì đám thầy tướng số giang hồ. Tần Giật đương nhiên không muốn Ngô Sương chúng phải ma trưởng của Tần Lạc nên gã lên tiếng đả kích Tần Lạc. Trước nay chúng ta vẫn tin Tây y, dùng thuốc Tây y. Cháu đã từng nói với dì là ở nước Mỹ có một bác sĩ rất tài giỏi. Ông ấy đã từng chữa khỏi bệnh cho nhiều ngôi sao, giúp bọn họ sinh con một cách thuận lợi. Chính ông ấy đã chữa khỏi bệnh cho Brett Hudson. Tần Lạc liếc mắt nhìn Tần Giật một cái rồi âm trầm nói, anh không tin, tôi không có ý kiến gì nhưng anh không nên chửi bới trung y. Bây giờ trung y đang ở tình trạng gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Không phải chỉ dựa vào mấy tiếng gào to lừa dối mọi người là mấy người có thể cải tử hoàn sinh. Không có nguyên lý khoa học, không có lý luận làm nền tảng, trung y có gì khác với thầy Mo thời cổ đại. Sớm muộn gì trung y cũng diệt vong, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Giật phản bác. Anh tin tưởng vào thầy phù thủy sao? Tần Lạc tươi cười hỏi. Những điều Tần Giật nói thực sự đã làm Tần Lạc nổi giận. Lần này Tần Lạc còn tức giận hơn nhiều lần so với lần Tần Giật vác thiết côn đánh đập phá xe của hắn. Không tin, Tần Giật nói. Tao không tin là một ai đó có thể đọc mấy câu thần chú là có thể giết chết người bị niệm chú. Tôi cũng không tin, Tần Lạc nói. Cho dù là cổ độc thì cũng không phải chỉ riêng sử dụng thần chú là có thể thành công. Thần chú chỉ có tác dụng thúc đẩy phụ trợ mà thôi, còn sát thương thực sự chính là vật có chứa cổ độc. Ví dụ như độc tố không mùi không vị trong phấn hoa của chậu hoa Phật Đà. Thế nhưng tôi tin tưởng vào trung y. Tao không tin trung y. Từ trước tới giờ Tần Giật không có ấn tượng gì với trung y, thậm chí gã không đếm xỉa gì tới trung y. Có cũng tốt, không có cũng chẳng sao. Sống cũng được mà chết cũng tốt, hoàn toàn không có liên quan gì tới gã. Khi gã mắc bệnh, gã sẽ tới bệnh viện tốt nhất của Tần gia. Ở bệnh viện đó các trang thiết bị hiện đại nhất trong nước và các y bác sĩ giỏi nhất. Không có trung y cũng giống như mất đi một người. Thế nhưng lúc này sau khi nghe Tần Lạc nói, đột nhiên gã cảm thấy trung y vô cùng đáng ghét. Tâm trạng này cũng giống như khi bạn thù ghét một ngôi sao thì bạn sẽ thù ghét cả thế giới giải trí vậy. Tôi có thể làm cho anh tin tưởng, Tần Lạc nói, không tin chúng ta hãy đánh cuộc. Đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc tôi có thể làm anh tin tưởng trung y. Tao không tin, Tần Giật khăng khăng nói. Có dám đánh cuộc không? Được, tao đánh cuộc với mày, Tần Giật nói. Gã không tin, bản thân gã không muốn chấp nhận, thậm chí chán ghét trung y. Gã không muốn chính mình bị tẩy não.
Tần Lạc chìa tay ra nói, Nhất Ngôn. Tần Giật do dự một lát rồi gã cũng giơ tay, bắt tay Tần Lạc và nói, tuyệt đối không đổi ý. Đánh cuộc cái gì? Anh muốn đánh cuộc cái gì cũng được. Đột nhiên Tần Lạc nhếch môi cười rất gian xảo, giống như hắn chuẩn bị gây ra trò đùa quái ác với kẻ nào đó. Tao cá là, Tần Giật vẫn chưa nói xong, đột nhiên gã cảm thấy có gì đó khó chịu. Chỗ nào khó chịu nhỉ? Đúng rồi, tay gã ngứa. Gã vừa mới bắt tay với Tần Lạc thế mà không hiểu bây giờ lại bị ngứa. Một kiểu ngứa như muốn khoan vào da thịt, giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé gã hay giống như có muốn ngàn con sâu gióm đang bò trên tay gã làm gã muốn buồn nôn. Hơn nữa càng lúc gã càng ngứa, giống như làm người ta chỉ hận là không thể xé toạc ra tay mà thôi. Tuyệt đối không nên dùng tay gãi, Tần Lạc nhắc nhở. Nhưng Tần Giật sao có thể chịu được đây? Tần Giật dùng bàn tay trái còn nguyên vẹn gãi bàn tay phải bị ngứa, nhưng ngứa không dừng lại mà càng lúc ngứa hơn nữa. Mỗi khi gã gãi thì cơn ngứa lại càng tăng mạnh hơn rất nhiều. Điều càng tồi tệ hơn chính là sau một hồi gãi ngứa, bàn tay trái của gã cũng bắt đầu ngứa. Ban đầu còn mơ hồ, lừa thưa, nhưng sau mấy giây đồng hồ trôi qua, tay trái hắn bắt đầu ngứa như có hàng vạn con sấu gióm từ trong da tay hắn chui ra ngoài. Tay phải ngứa, tay trái gãi. Tay trái ngứa, tay phải gãi. Hai tay cùng ngứa và hai tay cùng gãi hộ nhau. Thế nhưng ngứa không ngừng lại, ngược lại càng lúc càng ngứa hơn, hành hạ thần kinh của gã. Cuối cùng hai tay Tần Giật sưng đỏ, tấy như đầu heo. Da tay gã cũng trở nên trong suốt, giống như bị lột da vậy. A, à, ngứa, a, à, a, à, ngứa quá, tao điên mất, mày đã làm gì, tao? Mày mau tới đây, mau trị ngứa cho tao. Con mẹ nó, hãy mau trị ngứa cho tao. Tần Giật phung chân múa tay một cách loạn xạ, lời nói hỗn loạn. Lúc này gã đã bị cảm giác đó tra tấn tới phát điên. Đám vệ sĩ đó nhào tới nhưng luống cuống chân tay không biết cần phải làm gì. Có hai tên vệ sĩ muốn lấy lòng chủ, vội vàng giơ tay gãi ngứa cho Tần Giật. Không ngờ cả hai mới gãi mấy cái đã đồng loạt ôm tay kêu gào. Ngứa là chứng bệnh độc, bất kỳ ai chạm vào cũng lây bệnh. Bác sĩ Tần, có chuyện gì với Tiểu Giật vậy? Tại sao nó lại trở thành như vậy? Ngô Sương thấy tình trạng thê thảm của Tần Giật, sốt ruột hỏi Tần Lạc. Anh đã làm gì với Tần Giật vậy? Tại sao tay nó lại sưng đỏ như vậy hả? Tôi không làm gì cả, Tần Lạc cười nói, tôi chỉ bắt tay với anh ta mà thôi. Trong tay mày có cái gì? Nhất định trong tay mày có cái gì đó. Tần Giật chạy tới trước mặt Tần Lạc, tức giận nói, mau đưa thuốc giải cho tao. Con mẹ nó, mày hãy mau đưa thuốc giải cho tao. Đưa thuốc giải cho anh cũng vô dụng, Tần Lạc cười nói. Thuốc giải là thuốc trung y, anh lại không tin trung y, lại cùng không muốn dùng trung y. Tao tin, hai mắt Tần Giật đỏ lên, tao tin rồi, tao thật sự tin rồi. Tôi biết anh không tin, Tần Lạc lắc đầu nói. Hắn đi vào trong xe nói với Tần Lạc, đi thôi. Cứu mạng, hãy cứu mạng, Tần Giật nhìn thấy Tần Lạc định bỏ đi, gã liều mạng nhào tới giữ cửa xe. Tần Lạc mặc kệ Tần Giật ôm chặt cửa xe. Hắn không có ý định mở cửa. Đại đầu nổ máy, chiếc Chevrolet chậm rãi lăn bánh. Phịch, Tần Giật chạy tới trước xe, gã quỳ rạp xuống mặt đường. Tôi tin rồi, Tần Giật vừa lau nước mắt vừa gào khóc nói, tôi thật sự tin. Chương 633, bí kíp giang hồ, bột phấn ngứa. Đây là lần đầu tiên Tần Giật trải qua chuyện đau khổ, sống không bằng chết. Tần Giật không biết Tần Lạc đã bôi gì lên tay mình. Thậm chí ở chỗ phát tác ngứa hoàn toàn không có biểu hiện khác thường nào. Nhưng Tần Giật biết một điều, Tần Lạc đã ra tay. Đàn ông quỳ gối nghĩa là thất bại. Quỳ gối là một điều vô cùng nhục nhã, tổn thương lòng tự trọng, nhưng Tần Giật không còn sự lựa chọn nào khác. Có lẽ gã còn một sự lựa chọn khác, cái chết. Đại đầu đạp phanh, dừng xe lại. Hắn không phải là Dược Gia Hâm, một thiếu gia con nhà giàu. Lái xe gây tai nạn và giết người ở Trung Quốc mới bị tuyên án tử hình, nên hắn không thể lái xe đè chết Tần Giật. Tần Lạc ngồi ở ghế phụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Giật đang khóc giống lên như trẻ con, hai tay gãi ngứa, đau khổ tới mức chết đi sống lại, miệng không ngừng nói, tôi tin, tôi thực sự tin. Tần Lạc không có ý định xuống xe. Tần Lạc biết Tần Giật không tin. Hắn chỉ sợ hãi, sợ ngứa và sợ chết. Bác sĩ Tần, xin hãy mau cứu Tiểu Giật. Ngô Sương đã vô cùng kinh ngạc khi thấy cháu của mình đột nhiên gãi ngứa, tâm trạng như điên như khùng, nhưng khi cô ta thấy Tần Giật chạy tới ôm lấy cửa xe của Tần Lạc, thậm chí quỳ rạp xuống mặt đường trước xe Tần Lạc thì sợ hãi tới cùng cực.
Cuối cùng thì Ngô Sương cũng hiểu nếu như cô ta không lên tiếng thì cháu của mình đã bị ngứa tới chết nên vội vàng đi tới cầu xin Tần Lạc. Nó tin rồi, nó thật sự tin rồi. Ngô Sương cũng đứng chắn trước đầu xe của Tần Lạc. Bác sĩ Tần, hãy mau cứu nó đi, không thể để nó tiếp tục như vậy. Nó chết mất. Trong lúc Ngô Sương đang nói, Tần Giật đã liều mạng cọ sát bàn tay của mình xuống mặt đường. Làn da mỏng manh của gã đã bị nền xi măng xé toác, máu chảy loang lổ. Tần Lạc mở cửa xe bước xuống, hắn ngồi xổm trước mặt Tần Giật, cười nói, đây là trung y. Đây là tác dụng của trung y, tôi đã dùng bột phấn ngứa với anh, chỉ dùng mấy vỏ cây mà anh đã coi thường để chế ra. Thật ra bột phấn ngứa là một phương thuốc cổ xưa. Không biết vị tiền bối y học nào đó đã chế ra loại thuốc này với mục đích gì, nhưng từ khi nó xuất hiện tới nay, rất nhiều người yêu thích loại thuốc này. Loại thuốc này được coi là độc dược vô bổ, nhưng trải qua bao nhiêu năm phương thuốc bột phấn ngứa này vẫn được lưu truyền, không biến mất theo năm tháng. Mấy năm nay bột phấn ngứa này một lần nữa tái xuất giang hồ. Vào ngày cá tháng tư, tình hình tiêu thụ loại đồ vật để trêu đùa này đột nhiên tăng cao, vô cùng sôi động. Thế nhưng loại thuốc đó đã được cải tiến, chỉ hơi ngứa. Trong khi đó loại thuốc Tần Lạc sử dụng lại là loại do hắn đã nghiên cứu, cải tiến, tăng mạnh độ ngứa. Tần Lạc vốn định dùng để đối phó với Hoàng Thiên Trọng trong lúc hai người vô tình bắt tay nhau. Đáng tiếc lần này đã bị một người nhỏ nhoi là Tần Giật phá hỏng đại sự. Tôi biết sai lầm rồi. Tôi thật sự biết sai lầm rồi. Tần Giật ôm chân Tần Lạc cầu khẩn. Tôi không bao giờ xem thường trung y nữa. Không bao giờ nữa. Tôi van anh hãy mau cứu tôi. Tôi muốn chết. Thật sự muốn chết. Anh không chết được. Tần Lạc cười nói. Nếu như tôi không cho anh thuốc giải thì nửa tiếng nữa tác dụng của thuốc cũng hết. Nửa tiếng đồng hồ nữa, vậy không phải là muốn chết sao? Tần Giật ôm chân Tần Lạc không muốn bỏ ra, gã khóc lóc nói. Tần đại ca, tôi sai lầm rồi. Tôi thật sự sai lầm rồi. Tôi không dám trêu chọc anh nữa. Anh là đại nhân đại lượng, hãy tha cho tôi lầm này. Lần sau tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ trốn mất từ xa. Tôi không dám trêu chọc anh nữa. Tôi biết anh không tin. Tôi cũng chẳng cần anh tin hay không. Tần Lạc móc từ trong túi ra một cái bình nhỏ. Hắn đổ ra mấy viên thuốc màu đen để trên mặt đất. Trung y tồn tại là để chữa bệnh cứu người chứ không phải vì nguyên nhân nào khác. Tin thì có lợi, không tin thì anh thích ai thì đi tìm người đó. Chuyện sống chết của anh có quan hệ gì với tôi sao? Tần Giật nào còn tâm trạng để nghe Tần Lạc nói gì đó. Hai chân gã lên trên mặt đất. Tay gã nhặt mấy viên thuốc lên, cuống cuồng nhét vào mồm. Tránh ra, Tần Lạc quát. Tần Giật vội vàng lui sang một bên, sau đó xe của Tần Lạc chạy vượt qua bên cạnh gã. Ngay khi xe của Tần Lạc biến mất khỏi tầm mắt, đám người của Ngô Sương mới thu lại ánh mắt của mình. Bây giờ thế nào rồi? Ngô Sương đứng trước mặt Tần Giật hỏi. Tần Giật cẩn thận nghe ngóng cơ thể mình rồi gã kêu lên vẻ vui mừng. À, tôi không việc gì rồi. Hoàn toàn không việc gì nữa rồi. Không ngứa nữa, hoàn toàn không ngứa nữa. Còn không mau đứng dậy, Ngô Sương tức giận nói. Tần gia đã bị cháu làm mất mặt rồi. Tần Giật xấu hổ đứng dậy, nịnh nọt Ngô Sương. Dì đừng nói chuyện này với ai. Dì không nói, những người khác không biết nói sao. Ngô Sương hỏi ngược lại. Tần Giật liếc nhìn đám vệ sĩ bốn xung quanh, buồn bực thở dài. Gã biết trong đám người này nhất định sẽ có cơ sở ngầm của Tần Túng Hoành. Tần Túng Hoành sẽ nhanh chóng biết được chuyện xảy ra hôm nay. Ở Tần gia, không có chuyện gì có thể thoát khỏi Tần Túng Hoành. Nói cách khác, không có chuyện gì có thể giấu giếm được con cáo giả của Tần gia. Trong nhà có một người như vậy cũng như có một bảo vật. Nói vậy cũng không quá chút nào. Mặc dù là người nối nghiệp tập đoàn Tần Thị, khắp Yến Kinh, thậm chí là cả Trung Quốc này cũng chỉ có vài người như vậy, nhưng văn phòng Tần Túng Hoành không xa hoa chút nào. Rộng rãi, trống trải, đơn giản. Thật ra thì điều này cũng hoàn toàn tương tự với văn phòng làm việc của văn nhân Mục Nguyệt. Bỏ qua một số đồ vật rườm rà, không cần thiết, dùng phương thức truyền đạt mệnh lệnh hữu hiệu nhất, có được câu trả lời nhanh nhất, thuyết phục nhất. Không phải trong phòng cứ có một giá sách, trong đó nhét đầy những tác phẩm của các học giả nổi tiếng mới đủ chứng minh bản thân mình là người uyên bác, cũng không phải trong góc tướng có một chậu hoa lan hay trúc tía thì mới chứng minh mình là người tao nhã. Những danh nhân thư họa, nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng cũng chỉ có những tác phẩm không giá trị mà thôi. Thật sự người có tiền không bao giờ khoe khoang sự giàu sang của mình. Chỉ người nghèo mới thế. Cạch cạch, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tần Túng Hoành bỏ bút máy trong tay xuống, hắn tháo kính ra nói, mời vào. Một người đàn ông trung niên đeo kính,
Mặc Âu Phục đẩy cửa bước vào. Ông ta cười nói, đại thiếu gia, tìm tôi hả? Dượng, cháu đã nói nhiều lần rồi. Không cần gọi cháu là đại thiếu gia. Tần Túng Hoành cười nói, cứ gọi cháu là Túng Hoành thôi. Ha ha, gọi là đại thiếu gia thân thiết hơn. Người đàn ông cười nói. Khi ông ta cười, bên má trái hiện lên một núm đồng tiền trông rất hấp dẫn. Tần Túng Hoành chỉ vào cái ghế trước mặt người đàn ông nói, hạng mục điện năng tiến triển thế nào rồi? Tiến triển thuận lợi, người đàn ông nói, chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm lần thứ 19. Nếu như độ ổn định đạt tới 80% thì có thể tiến hành mở rộng ra bên ngoài. Nhất định phải thận trọng, Tần Túng Hoành nói, khi độ ổn định đạt tới 90%, cháu sẽ tới phòng kỹ thuật của Dượng chúc mừng. Tại sao lại yêu cầu cao như vậy? Người đàn ông ngạc nhiên hỏi. Trước kia chúng ta hợp tác với các công ty, Tần Túng Hoành cũng không muốn cố ý giữ bí mật. Hắn luôn đối xử thành thật với cấp dưới. Hắn biết một khi nói cho cấp dưới một số bí mật thích hợp nhất định sẽ nâng cao được lòng trung thành của bọn họ. Lần này chúng ta hợp tác với chính phủ. Mấy hôm trước cháu đã ăn cơm với mấy vị lãnh đạo của Bộ Năng lượng. Bọn họ còn đặc biệt quan tâm tới hạng mục điện năng của chúng ta. Vậy tốt quá, người đàn ông vui mừng nói. Nếu như vậy có khả năng phát triển ra cả nước, đây chính là sự hợp tác vô cùng quan trọng. Đúng vậy, cháu đã xếp nó vào công trình trọng điểm 5 năm. Liệu có thể thành công hay không còn phải dựa vào tài năng của Dược. Tôi nhất định sẽ cố gắng, người đàn ông nói vô cùng nghiêm túc. Ừ, cháu tin tưởng vào năng lực cùng sự chuyên nghiệp của Dượng, Tần Túng Hoành gật đầu nói. Đột nhiên Tần Túng Hoành chuyển chủ đề, hắn lơ đãng hỏi, gần đây gì có khỏe không? Gì, người đàn ông sửng sốt, ông ta không ngờ Tần Túng Hoành lại đột nhiên nói về vấn đề này. Ông ta phản ứng rất nhanh chóng, cười nói, gì vẫn khỏe. Dì vẫn thường nói về việc mời đại thiếu gia tới nhà, nói đại thiếu gia thích ăn sư tử đầu. Hay hay, Tần Túng Hoành nói. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ nói, tối hôm nay thế nào? Có tiện không? Người đàn ông thừa người một lúc lâu sau đó vui mừng nói, đương nhiên không thành vấn đề. Hoan nghênh, hoan nghênh. Bây giờ tôi gọi điện cho dì, bảo dì nhanh về nhà chuẩn bị. Ông ta chỉ thuận miệng nói ra, mục đích là làm cho mối quan hệ với Tần Túng Hoành gần gũi hơn mà thôi. Không ngờ Tần Túng Hoành lại đồng ý, nên làm ông ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nên có phần không đoán ra ý đồ thực sự của Tần Túng Hoành. Không cần vội, Tần Túng Hoành khoát tay nói, bây giờ dì còn đang ở Hoa Hồng Viên. Hoa Hồng Viên, nụ cười trên gương mặt người đàn ông đông cứng lại. Ông ta liếc nhìn Tần Túng Hoành vẻ bất an nhưng thấy hắn không có dấu hiệu tức giận nên nói, tại sao cô ấy lại tới đó? Tần Túng Hoành nhìn người đàn ông, hắn cười nhã nhặn nói, cuộc sống của người đàn ông không dễ dàng gì. Có mối quan hệ bên ngoài cũng chẳng sao, nhưng mà gia đình mới là quan trọng nhất. Tôi hiểu rõ, người đàn ông liên tục gật đầu, trán ông ta lấm tấm mồ hôi. Đại thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện nhà, tôi sẽ không để Ngô Xương thiệt thòi. Cũng không được để mấy người sống ở Hoa Hồng Viên thiệt thòi, Tần Túng Hoành nói. Sau khi nghe câu đó, người đàn ông ngây người. Không phải anh ta gọi mình tới đây để bênh vực người gì đã bị mình làm tổn thương sao? Anh ta lại khoan thứ cho hành vi phản bội của mình sao? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Trong lòng người đàn ông vô cùng rối loạn, điều kinh khủng nhất là không đoán ra suy nghĩ của kẻ khác. Thôi được, không có chuyện gì đâu. Dượng bận cứ đi đi, lát nữa cháu gọi điện thoại cho Dượng, nhất định tối nay phải tới ăn thức ăn gì nấu để xem nghệ thuật nấu ăn của gì có kém đi không? Tần Túng Hoành cười nói. Được, được, người đàn ông bối rối đứng dậy. Sau khi ông ta khom lưng chào Tần Túng Hoành rồi mới rời HK ỏi phòng. Tần Túng Hoành đi tới cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn về Hoa Hồng Viên xa xa ở phía đông bắc. Muốn đi đường vòng cứu nước sao? Tần Túng Hoành nhếch mép cười lạnh lùng, tự phụ. Các ngươi thông minh, ta cũng không phải kẻ ngu. Nếu như ta là kẻ ngu như vậy thì sao xứng là đối thủ của các ngươi? Chương 634, Lật thuyền trong mương. Nhị gia, ngài đã về. Ông lão mở cánh cổng sơn đỏ. Cung kính chào, người đàn ông toàn thân toát ra sự nguy hiểm. Gã đó không thèm quan tâm, thậm chí còn không liếc mắt nhìn ông lão. Gã đi ngang qua người ông lão tới chỗ ông già đang nằm phơi nắng trên chiếc ghế ở hành lang, ngồi xổm bên cạnh ông ta. Bọn chúng đã gặp nhau rồi, Bạch Tàn Phổ cười nói. Tất cả đều nằm trong dự liệu của ta. Với trí tuệ của Tần Túng Hoành, hắn sẽ không thể không nhận ra mục đích thật sự của Tần Lạc khi tiếp cận con riêng của Lý Đằng Huy. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi chờ chúng cắn xé nhau. Chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi, ông già rút tẩu thuốc ra nói. Chúng ta không ra tay trợ giúp sao?
Bạch Tàn Phổ hỏi. Chúng ta không trợ giúp. Chúng ta không trợ giúp con bé đó sao có thể yên tâm liều chết với Tần gia. Đừng thấy con bé lạnh lùng như băng, nó khôn khéo như hồ ly vậy đó. Chúng ta xuất lực nhưng giữ lại chủ lực. Hơn nữa chuyện này vốn không phải là chuyện ta quan tâm. Cứ để cho hai nhà chúng đấu một sống một chết, chỉ cần mình ta sống là đủ. Cháu đã hiểu cần phải làm gì, Bạch Tàn Phổ nói. Vậy chuyện này nên làm thế nào? Bạch lão gia cười hỏi. Dáng vẻ ông ta mơ màng như buồn ngủ vậy, thoạt nhìn giống như con mèo già lười biếng không muốn trèo lên tường. Cháu đã gặp qua Tần Lạc, hắn nhất định sẽ không nghi ngờ, Bạch Tàn Phổ nói. Hơn nữa hắn có nghi ngờ thì đã sao nào? Hắn không có chứng cớ, hắn chỉ có thể chấp nhận sự thật làm theo sự sắp đặt của chúng ta. Hãy cẩn thận, Bạch lão gia dặn dò. Cháu biết việc này có ý nghĩ thế nào với chúng ta, Bạch Tàn Phổ cười nói. Văn nhân Mục Nguyệt không phải là kẻ ngốc, Tần Túng Hoành cũng không phải là kẻ ngốc, Tần Lạc cũng không phải là kẻ ngu, Phá Cục cũng không ngu. Cháu có biết vì sao ta giao Bạch gia cho Phá Cục nhưng lại giao những chuyện bí mật này cho cháu không? Bởi vì cháu tàn nhẫn hơn anh ấy, Bạch Phá Cục âm trầm nói. Phá Cục cũng tàn nhẫn như cháu, Bạch lão gia nói. Nhưng Phá Cục không xấu như cháu, có một số việc Phá Cục không làm được nhưng cháu lại làm được. Đây chính là nguyên nhân ta không muốn cho Phá Cục tham dự vào. Phá Cục muốn làm người thừa kế Bạch gia thì còn cần phải tôi luyện. Nếu như vậy, tại sao ông không chọn cháu? Bạch Tàn Phổ cười hỏi. Danh tiếng của cháu không tốt, Bạch lão gia cười nói. Người có danh tiếng không tốt, không phù hợp là người đứng đầu gia tộc. Không phải điều này rất oan uổng cho cháu sao? Bạch Tàn Phổ nói. Gia trận là huynh đệ, chiến tranh cha con đều là lính, Bạch lão gia nói. Hai anh em cháu chính là người ta coi trọng nhất. Một sáng, một tối, một chính, một tà, một cuồng, một điên, một người có cái nhìn đại cục xuất sắc, một người biết hoàn thành những chi tiết nhỏ nhất. Bạch gia nằm trong tay hai cháu, ta chết cũng yên tâm. Nhiệm vụ lần trước thất bại làm cháu rất áy náy. Lần này cháu đã mời tới cổ vương Miêu Cương. Không động thì thôi, đã động thì phải giết người. Thất bại là điều xấu hổ nhất trên thế giới này. Không thể tha thứ, Bạch lão gia nói rồi đột nhiên mở mắt ra. Hai mắt mờ mờ, ánh mắt sáng ngời. Trong mắt ông ta như có luyến tiếc sự thay đổi bất ngờ của năm tháng nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Ông ta đã thất bại nên bản thân luôn khắc sâu điều đó. Đúng vậy, ông Bạch Tàn Phổ trả lời. Tần Lạc vốn định quay về bệnh viện gặp ông mình nhưng hắn nghĩ tới Natasha, ân nhân cứu mạng của mình vẫn đang ở trong nhà Lệ Khuynh Thành. Bản thân hắn không tới gặp, không hỏi thăm là không có đạo nghĩa, vì vậy hắn liền bảo đại đầu lái xe chạy về hướng nhà của Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc gọi điện thoại cho Lệ Khuynh Thành, em đang ở đâu? Em vẫn đang ở công ty, có chuyện gì hả? Anh muốn tới nhà em gặp Natasha, em có thể quay về nhà không? Tần Lạc hỏi. Bây giờ không được, Lệ Khuynh Thành nói, nửa tiếng nữa em phải chủ trì một hội nghị. Anh có thể tìm được đường đi, Natasha ở nhà cũng có thể mở cửa giúp anh không cảm thấy em quay về là thừa sao? Quan hệ của anh và cô ấy không phải như vậy, Tần Lạc buồn bực nói. Trong đầu nàng luôn có suy nghĩ lưu manh như vậy, cho dù là hai người trong sáng thuần khiết như nào cũng bị nàng nghĩ cho những trò rất nhơ bẩn. Em biết, Lệ Khuynh Thành nói, nhưng có thể phát triển. Chẳng lẽ anh thật sự không muốn nếm thử cơm Tây à? Anh không có hứng thú, Tần Lạc nói. Em nghĩ anh sẽ cảm thấy tiếc nuối, Lệ Khuynh Thành cười khúc khích. Cưng ơi, em phải làm việc, anh cứ tự đi hưởng thụ đi. Dù sao cá đã lên bờ, muốn nấu thế nào là tùy anh. Em không quay về, bọn anh không thể nói chuyện với nhau, Tần Lạc sốt ruột nói. Có một số việc chỉ cần hành động nói xong, Lệ Khuynh Thành ngắt điện thoại. Trong điện thoại của Tần Lạc vang lên tiếng tút tút. Tần Lạc cười gượng, chẳng lẽ trong suy nghĩ của Lệ Khuynh Thành, hắn chỉ là kẻ hám gái, thấy gái đẹp là nhào vào lòng hay sao? Sau khi bấm chuông, Tần Lạc kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài. Cánh cửa phòng mở ra, Natasha mặc áo tắm màu trắng đứng trước cửa. Nàng vui mừng nói, Tần Lạc, anh đã tới. Tần Lạc không hiểu Natasha đang nói gì. Hắn biết dù mình nói nàng cũng không hiểu. Sau khi Tần Lạc chắp tay chào Natasha, hắn chỉ tay vào đầu nàng. Hỏi xem vết thương ở đầu nàng còn đau không? Natasha lắc đầu, ra hiệu vết thương của mình đã bình phục, sau đó nàng ra hiệu cho Tần Lạc vào phòng. Tần Lạc nhìn thấy chiếc áo tắm trên người Natasha cùng với một mảng da ngực trắng nõn lộ ra ngoài, đôi bắp chân thẳng mê người nên chần chừ không dám vào. Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu cô gái này cá tính mạnh mẽ, đột nhiên nàng đẩy ngã hắn xuống ghế xa,
hắn nhất định sẽ không phản kháng. Dáng người nàng cao lớn, khỏe mạnh, nhất định sẽ rất khỏe. Hơn nữa Natasha là ân nhân cứu mạng hắn. Nàng đã tình nguyện giơ đầu ra đỡ côn hộ hắn. Cho dù nàng thực không thực lòng làm như vậy, hắn có thể nhẫn tâm từ chối không? Có ai đã nói câu, đại ân đại đức không thể báo được thì hãy lấy thân báo đáp. Natasha thấy Tần Lạc vẫn chăm chú nhìn vào chiếc áo tắm của mình, không muốn bước vào trong phòng, vì vậy nàng chỉ tay vào toilet nói một tràng. Tôi không hiểu gì, Tần Lạc chỉ hận là không thể mở đầu ra để xem rốt cuộc nàng đang nghĩ gì trong đầu. Cần phải nhanh chóng phổ biến ngôn ngữ Trung Quốc. Natasha nóng nảy, nàng kéo tay Tần Lạc tiến vào ban công. Lúc này Tần Lạc mới biết thì ra chiếc sườn xám của nàng đã được nàng giặt. Tần Lạc muốn tìm quần áo của Lệ Khuynh Thành cho Natasha mặc, nhưng hắn lại sợ Lệ Khuynh Thành không thích người khác mặc quần áo của mình. Tần Lạc đành phải gọi điện cho Lệ Khuynh Thành. Thật ra Lệ Khuynh Thành là người phụ nữ hào phóng, nàng nói trong tủ quần áo của mình có một bộ quần áo mới mua vẫn chưa mặc, có thể lấy cho Natasha mặc. Tần Lạc liền đi lấy quần áo cho Natasha mặc. Đó là một bộ vest nữ màu trắng. Vóc người Natasha tương tự như Lệ Khuynh Thành nên khi nàng mặc vào rất vừa vặn. Tần Lạc lại tìm quần áo lót trong tủ quần áo của Lệ Khuynh Thành cho Natasha. Không thể không nói khi Natasha mặc áo vest nữ, dáng người nàng càng nóng bỏng. Có lẽ vì Natasha mặc quần áo của Lệ Khuynh Thành nên Tần Lạc cũng có cảm giác thân thiết với nàng hơn. Sau khi Natasha đứng trước gương soi mình, cảm thấy vô cùng hài lòng với bộ quần áo đó, nàng liền kéo Tần Lạc tới trước cửa sổ, chỉ tay vào một cao ốc rất cao, sau đó nàng lại chỉ tay vào chính mình. Dựa theo ý của nàng, Tần Lạc hiểu rằng Natasha muốn đi đâu đó và nàng muốn Tần Lạc đưa mình đi. Tần Lạc do dự một lát rồi sảng khoái đồng ý. Là một người chủ nhà, Tần Lạc nhất định phải làm cho ân nhân cứu mạng mình có cảm giác thoải mái như ở nhà mình. Mặc dù hai người không thể nói chuyện với nhau nhưng Lệ Khuynh Thành đã nói rất đúng. Một số việc chỉ cần hành động. Nơi Natasha chỉ chính là trung tâm thương mại Yến Kinh, là trái tim của Yến Kinh. Tần Lạc và Natasha đi lẫn trong dòng người hối hả. Cả hai có cảm giác ngẩn ngơ, kỳ lạ. Ngày hôm qua hai người còn chưa biết nhau, nháy mắt hôm nay đã nắm tay nhau đi dạo phố. Mối duyên phận này quả thực rất thần kỳ. Bởi vì cả hai không thể nói chuyện với nhau nên Tần Lạc không nói gì với Natasha, vì vậy Natasha đi đâu, Tần Lạc đi đó, nàng đứng lại, Tần Lạc đứng lại. Ngay khi hai người nhìn thấy một cửa hàng bán quần áo bằng gấm, Natasha vui mừng kéo tay Tần Lạc bước vào. Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp chị cái gì? Một cô gái bán hàng xinh đẹp mặc áo sườn xám màu đỏ bước tới đón hai người. Đương nhiên cô gái nói tiếng Anh. Natasha rất cao hứng, nàng nói chuyện với cô gái bán hàng, sau đó nàng chọn một chiếc áo sườn xám có hoa văn rồi đi vào phòng thử quần áo. Tần Lạc đang ở trong nước nhưng hắn lại có cảm giác như mình là người nước ngoài. Hắn không hiểu người khác đang nói gì, vì vậy chỉ đứng quan sát xung quanh. Tiên sinh cô gái bán hàng đã nói chuyện với Natasha đi tới, tươi cười nói, vợ của anh mời anh vào trong. Vợ, Tần Lạc ngơ ngác, hắn vẫn chưa kết hôn, hắn nhớ rõ mình chưa có vợ. Không phải vậy sao, cô gái đó nói như vậy, cô gái bán hàng ngạc nhiên nói. Ồ, tôi sẽ đi xem, Tần Lạc nói. Hắn không hiểu Natasha đang chơi trò gì đây. Tần Lạc đi theo cô gái bán hàng tới khu thử quần áo. Cô gái chỉ vào cánh cửa nhỏ thứ hai đang đóng chặt nói. Cô ấy ở bên trong. Cảm ơn, Tần Lạc cười nói. Không cần khách khí, nói xong câu đó cô gái bán hàng rời khỏi đó. Tần Lạc gõ cửa, không ai trả lời. Tần Lạc khẽ đẩy cửa, cánh cửa tự động mở ra nhưng bên trong trống trơn. Natasha không ở bên trong không có bóng dáng của bất kỳ ai. Không hay rồi, rút lui, Tần Lạc vội vàng quay người rời khỏi đó. Đáng tiếc đã quá muộn. Tần Lạc đã ngửi thấy một mùi hương, hắn vốn tưởng mùi hương này là của quần áo nên hắn không chú ý. Thế nhưng khi cả người hắn bắt đầu không còn chút sức lực, thân thể mềm oặt, hắn mới ý thức được rằng đó không phải là mùi thơm trên quần áo, mùi nước hoa của phụ nữ mà là. Mùi hương này rất lợi hại, khi con người mới tiếp xúc thì không phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Khi phát hiện ra mình đã ngửi nó thì toàn thân đã mất hết sức phản kháng. Vừa mới dùng thuốc ngứa giáo huấn kẻ khác, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại bị báo ứng, Tần Lạc bực tức thầm nghĩ. Đây đúng là người bắt rắn bị rắn cắn, chơi chim ưng lại bị ưng mổ. Không có chuyện nào bi kịch hơn so với chuyện này. Thế nhưng như vậy cũng tốt, rốt cuộc hắn có thể vạch trần chân tướng. Khi thân thể Tần Lạc từ từ ngã ngồi xuống bức tường thì cánh cửa phòng thử quần áo bị mở ra.
Chương 635, lần đầu tiếp xúc thân mật, cổ vương xuất hiện. Một đôi chân nhỏ đi giày thêu hoa hiện ra trước mắt Tần Lạc. Một giọng nói dịu dàng vang lên, mùi vị chờ chết thế nào. Tần Lạc thoáng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ sai người sao? Tần Lạc cố sức ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy một cô bé dễ thương có giọng nói ngọt ngào đó đang cười hì hì đứng trước mặt hắn thì vô cùng kinh hãi. Cháu là ai? Tần Lạc hỏi. Tần Lạc biết chắn hắn chưa từng gặp cô bé này. Nói cách khác Tần Lạc biết chắc bản thân hắn chưa từng gặp mặt một cô bé con khả ái như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ Bối Bối. Đôi mắt to, tròn, đồng tử trong veo, không có bất kỳ cái gì gọi là hỗn tạp giống như là đã bị núi băng, sông tuyết gột rửa vậy. Hàng lông mi thon dài, đôi môi hồng, mũi tròn cao. Gương mặt vô cùng xinh đẹp giống như được thượng đế tạc vậy. Mái tóc dài mềm, đen bóng rối bù buông xuống vai, một chiếc váy dài vàng vàng nhạt, tao nhã. Trên cổ cô bé đeo một cái vòng cổ bằng bạc to. Phía dưới chiếc vòng bạc có gắn một cái khóa, trên đó có khắc những chữ kỳ dị. Ta là Hồng Phu, cô bé ngọt ngào nói. Hồng Phu, Tần Lạc ngần ngừ rồi hỏi, tôi không biết cháu. Ta cũng không biết ngươi, cô bé nói vẻ rất ngây thơ. Nhưng ta muốn giết ngươi. Tại sao cháu muốn giết tôi? Bởi vì ngươi giết dì bà của ta, cô bé thẳng thắn nói, mặc dù ta không thích dì bà nhưng ta cũng không thích bà ấy bị người khác giết. Dì bà của cháu là ai? Tần Lạc hỏi. Muội Đông. Tôi không biết, Tần Lạc nói. Hắn đứng dậy nói, có phải cháu tìm nhầm người không? Ngươi không việc gì sao? Hồng Phu thấy Tần Lạc đứng dậy thì giật mình kinh hãi hỏi. Đương nhiên tôi không việc gì, Tần Lạc nói. Căn bản là tôi không có hít phải mùi hương của cháu. Tần Lạc vẫn mang theo sự cảnh giác rất lớn với Natasha nên khi cô gái bán hàng bảo hắn là vợ hắn bảo hắn đi vào khu thử quần áo, hắn lại càng cẩn thận đề phòng. Khi Tần Lạc gõ cửa phòng thử quần áo nhưng không ai trả lời. Sự cảnh giác trong lòng hắn đã lập tức được đẩy tới mức cao nhất. Vì vậy Tần Lạc đã nín thở đi vào. Hơn nữa bàn tay hắn còn nắm lại. Nếu như cô gái đó dám có mưu đồ gây bất lợi cho hắn, hắn sẽ vung tay đánh một quyền vào ngực nàng. Một chiêu này Tần Lạc đã thử trên người của Ly, trăm phát trăm trúng. Chỉ cần hắn ra quyền trúng vào ngực nàng, nàng sẽ mềm người ngã xuống. Đây là chiêu Tần Lạc đã vô tình phát hiện ra sau khi hắn bị Ly đánh như đánh con chó chết. Từ đó về sau toàn là hắn đuổi, Ly chạy. Tình cảnh đó thoạt nhìn không giống như hai cao thủ đang đấu với nhau mà càng giống như đăng đồ tử đang đùa giỡn với một con gái nhà lành. Tại sao lại như vậy? Hồng Phu trợn tròn mắt, cô bé không tin được. Nhưng người vừa mới nói, khi nói chuyện sẽ phải hít thở không khí, trong không khí cũng có chứa độc tính. Tần Lạc lắc đầu nói, cô bé, nói một cách chính xác chúng ta là người cùng nghề. Tôi có sự mẫn cảm đối với những dược vật tồn tại trong không khí. Loại chất độc kiểu này đối với tôi mà nói là không có hiệu quả. Nếu như đổi lại là một loại độc chất có độc tính mạnh hơn, tình hình có thể khác. Không thể không thừa nhận, hai người đã sắp đặt cái bẫy này rất hoàn hảo. Bẫy. Dường như cô bé này phải chịu sự oan ức rất lớn, ta không biết đặt bẫy. Ta chỉ một chị đi ra mời ngươi vào mà thôi. Chẳng lẽ Natasha không phải là đồng bọn của cháu sao? Tần Lạc hỏi. Natasha, người, chị tóc vàng kia hả? Hồng Phu hỏi, ta không thích người nước ngoài. Không thích, Tần Lạc cảm thấy đau đầu. Nếu như hai người không phải là đồng bọn vậy cô ấy đâu? Hi hi, Hồng Phu cười đắc ý nói, chị ấy đang ở phòng bên cạnh. Tần Lạc kinh hãi, chẳng lẽ Natasha đã bị cô bé này đánh thuốc mê sao? Ai đã sai cháu tới? Tần Lạc cười hỏi, nếu như cô bé này không nói thật thì đừng có trách hắn ra tay độc ác. Ta không nói cho ngươi biết, Hồng Phu nói, ta phải đi rồi. Ngươi là người rất hứng thú, lần sau ta sẽ lại tới tìm ngươi. Rất hứng thú, lần sau lại tới tìm. Ngươi nào đi ngang qua nghe thấy còn tưởng quan hệ của hai người rất thân thiết. Tần Lạc nổi giận nói. Nếu không nói rõ ràng, tôi không cho cháu đi. Ta phải đi, ngươi không thể ngăn được ta, Hồng Phu có vẻ hoàn toàn không e ngại Tần Lạc, cô bé bình tĩnh nói. Không ai biết rốt cuộc trong người cô bé có chứa nguồn năng lượng gì. Cứ thử xem, Tần Lạc nói, vừa nói hắn vừa vươn tay nhanh như chớp chộp lấy cánh tay của Hồng Phu. Thế nhưng Hồng Phu vẫn không né tránh, cô bé vẫn đứng bất động một chỗ, ra vẻ chào đón Tần Lạc đi tới vuốt ve mình. Không hay rồi. Có gian trá khi Tần Lạc nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của cô bé, hắn lập tức bừng tỉnh, hai tay vội vàng rụt về rồi cả người hắn lui lại sau.
Cánh tay của cô bé có độc hay nói một cách chính xác là toàn thân cô bé có độc. Ngươi thật là, ta để cho người bắt mà cũng không bắt. Hồng Phu cười khúc khích nói, anh chàng đẹp trai, gặp lại sau. Hồng Phu vung tay lên, một màn xương trắng như khói bay lên. Tần Lạc vội vàng nhắm mắt, ngậm chặt mồm, hắn không dám nhiễm loại chướng khí này. Khi màn xương khói tan hết, Tần Lạc mở mắt ra thì Hồng Phu đã bỏ đi. Tần Lạc đẩy cửa phòng thử quần áo, chạy đuổi theo ra tới cửa ngoài nhưng đã không còn thấy bóng dáng của cô bé Hồng Phu. Đại đầu canh giữ bên ngoài cửa nhìn thấy Tần Lạc đi ra vội hỏi, có chuyện gì vậy? Có nhìn thấy, một cô bé đi ra ngoài không? Tần Lạc hỏi. Không, đại đầu trả lời. Không, Tần Lạc cau mày, hắn gọi một cô gái bán hàng tới hỏi, cửa hàng của các cô có mấy cửa? Hai cửa, cô gái bán hàng trả lời. Một cửa chính, một cửa sau thông với khu siêu thị đại thế giới. Tiên sinh, tôi có thể giúp anh điều gì không? Không cần, Tần Lạc nói. Tới phòng thử quần áo tìm Natasha. Đại đầu hiểu ý, hắn lập tức đi về khu thử quần áo. Tần Lạc bị cô gái bán hàng nói chuyện với Natasha lừa gạt vào trong đó. Dù cô gái đó không phải là đồng mưu thì cũng là đồng lõa. Tần Lạc đi một vòng quanh cửa hàng tìm kiếm. Hắn phát hiện ra cô gái đó đang giới thiệu quần áo cho một nữ khách hàng. Tần Lạc vội vàng bước tới, cầm tay cô gái nói, cô hãy theo tôi lại đây. Anh muốn làm gì? Cô gái kinh hãi kêu lên. Tiếng kêu kinh hãi của cô gái đã thu hút sự chú ý của nhiều nhân viên cửa hàng. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào lụa đen đi tới, cười nói, tiên sinh, có chuyện gì không nên kích động? Có chuyện gì cứ từ từ nói. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy gạt tôi, Tần Lạc chỉ vào cô gái bán hàng nói. Lừa anh, quản lý cửa hàng quay người nhìn cô gái bán hàng hỏi, Lý Lệ, cô lừa gạt vị khách hàng này hả? Tôi không, cô gái bán hàng tên Lý Lệ căng thẳng nói. Là bạn của anh ta mời anh ta vào, tôi chỉ ra nhắn lại lời mời của bạn anh ta mà thôi. Người bạn nào? Tần Lạc hỏi. Chính là cô gái tóc vàng đi với anh, Lý Lệ nói, cô ấy nói tên mình là Natasha. Cô chắc chính là cô ấy chứ? Tần Lạc hỏi, nếu đúng như lời Lý Lệ nói, sao Natasha không ở trong phòng thử quần áo, phòng thử quần áo số 2 lại biến thành một cái bẫy giết người. Đúng vậy, Lý Lệ nói. Trong lúc đang nói, đại đầu đã ôm Natasha đang hôn mê đi tới. Cô gái này thật sự rất đáng thương, nàng chỉ mới quen biết hắn 2 ngày thì đã 2 lần liên tiếp bị thương. Trước tiên nàng đã vì giúp hắn mà trúng một côn vào đầu. Hôm nay nàng còn bị người ta đánh thuốc mê. Điều càng bi kịch hơn chính là bản thân hắn lại nảy sinh sự cảnh giác đối với nàng. Thậm chí hắn còn tưởng tượng người muốn giết hắn chính là Natasha. Trước đó Tần Lạc giả bộ bị làm điên đảo, trong lòng hắn đã thầm quyết định. Hắn đợi khi Natasha tiến vào trong hắn sẽ moi ra mục đích của nàng cùng người đứng sau màn kịch đó, sau đó hắn đột nhiên ra tay chế ngự nàng. Trong lòng Tần Lạc vô cùng áy náy, hắn cảm thấy bản thân mình đã làm tổn thương tình hữu nghị của vị khách nước ngoài này. Tần Lạc dự định khi quay về sẽ giải độc dược mãn tính mà hắn đã hạ trong thức ăn của nàng. Chính cô ấy bảo tôi đi tìm anh. Đúng là cô ấy, Lý Lệ nhìn thấy Natasha thì giống như nhìn thấy cứu tinh, cô chỉ vào Natasha nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô gái này bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt người quản lý vô cùng căng thẳng, ông ta không ngờ lại có khách hàng ngất xỉu trong cửa hàng. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ông ta không thể gánh vác nổi. Tần Lạc bảo đại đầu đặt Natasha lên bàn. Sau khi bắt mạch cho Natasha, Tần Lạc giơ tay nhẹ nhàng xoa bóp kinh quý huyệt ở cổ tay của nàng. 2 phút đồng hồ sau, Natasha mở mắt, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi, tôi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy nói cái gì? Tần Lạc hỏi. Cô ấy nói ở đây có chuyện gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Viên quản lý nói, tiên sinh, cô gái này không phải là bạn của anh sao? Bản thân mình mang theo bạn tới đây nhưng lại không hiểu bạn nói gì. Không phải bọn họ sẽ nghĩ hắn là lừa gạt mỹ nữ ở những sơn thôn nghèo khó bán cho người ta làm vợ chứ? Tôi không biết tiếng Anh, Tần Lạc nói, hãy phiên dịch lời của tôi cho cô ấy nghe. Có phải cô đã bảo cô gái này đi tìm tôi tới phòng thử quần áo không? Viên quản lý đồng ý, sau đó ông ta dịch lời Tần Lạc sang tiếng Anh cho Natasha nghe. Sau khi Natasha trả lời, ông ta dịch lại cho Tần Lạc nghe, cô ấy nói là cô ấy bảo Lý Lệ tới tìm anh. Cô ấy bảo cô ấy muốn anh nhìn xem cô ấy mặc chiếc sườn xám đó có đẹp không. Thật vậy sao? Tần Lạc nghi ngờ hỏi.
Nếu như tình hình đúng là như vậy, thì tình huống thật sự khi đó sẽ như sau, Natasha bảo Lý Lệ đi tìm hắn. Khi Lý Lệ đi ra khỏi phòng, cô bé tên là Hồng Phu kia đã vào phòng đánh thuốc mê Natasha, mang nàng sang căn phòng bên cạnh sau đó sang bên căn phòng mà hắn chuẩn bị đi vào, bố trí một cái bẫy. Một sự sắp đặt không chê vào đâu được, mỗi một chi tiết đều chu đáo tới mức hoàn mỹ, không thể chê được. Nếu không phải chính bản thân hắn có tâm lý đề phòng Natasha rất cao, cứ như vậy xông vào trong thì không chừng đã có chuyện. Cô bé đó thật sự là quá lợi hại. Rốt cuộc cô bé đó là ai? Đúng vậy, giám đốc Trịnh Trọng gật đầu. Tất cả thật hay giả đều do ông quyết định, vì dù sao tôi cũng không biết tiếng Anh, Tần Lạc nói. Mặc dù bên ngoài Tần Lạc ra vẻ không tin nhưng trong lòng tin tưởng Lý Lệ không phải là kẻ đồng lõa. Cô và Natasha giống nhau, chỉ bị người khác lợi dụng. Trong cửa hàng của các ông có camera không? Tần Lạc hỏi. Chương 636, cút ra ngay. Khi nhân viên cửa hàng quay lại đoạn băng camera của hôm nay, Tần Lạc đã nhìn thấy cô bé giống như yêu ma đó ngang nhiên đi ra từ cửa sau. Dường như cô bé còn cố ý thị uy, khi ra tới cửa còn cố tình đứng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào, đáng yêu giống như một thiếu nữ mới lớn thuần khiết, trong sáng. Chính là cô ta, Tần Lạc nói với đại đầu. Hãy sao lại băng ghi hình, đại đầu nói nhân viên cửa hàng ngồi trước máy tính. Được viên quản lý cho phép, nhân viên cửa hàng đã cắt đoạn băng ghi hình có hình ảnh của cô bé Hồng Phu, sao lại giao cho Tần Lạc. Tần Lạc đưa cái đĩa CD đó cho đại đầu, còn về việc sau này nên làm thế nào là chuyện của đại đầu. Tiên sinh, thật sự xin lỗi. Chúng tôi không ngờ lại xảy ra sự cố này, viên quản lý nhìn Tần Lạc nói lấy lòng, tôi đã thảo luận với cửa hàng tổng. Bộ sườn xám bạn của anh đã thử chúng tôi có thể miễn thanh toán hóa đơn, coi như đây là tâm ý nho nhỏ của chúng tôi. Xin tiên sinh hãy chấp nhận đề nghị của chúng tôi. Khách hàng bị người đánh ngất trong phòng thử quần áo, Tần Lạc lại bị nhân viên cửa hàng đánh lừa. Nếu như bọn họ thực sự làm lớn chuyện, danh tiếng của cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Điều chủ cửa hàng quần áo này muốn chính là sự thừa nhận của khách hàng. Nếu như không có sự thừa nhận an toàn của khách hàng, còn ai dám tới cửa hàng này mua sắm nữa không? Với đẳng cấp kinh doanh của cửa hàng này, bộ sườn xám này đại khái khoảng chừng 5 vạn tệ gì đó. Nhưng thật ra Tần Lạc không quan tâm tới chút tiền đó. Bản thân hắn cũng hiểu thật ra chuyện Annie không liên quan gì tới người của cửa hàng. Người ta mở cửa hàng làm ăn buôn bán không dễ dàng gì, hắn không cần phải cố hạch sách người ta. Thôi bỏ đi, Tần Lạc nói, hy vọng sau này các ông không còn dám làm những chuyện ngốc nghếch như này nữa. Lần sau có người phụ nữ nào nhờ nhân viên của ông ra tìm chồng, hãy yêu cầu người đó cho xem giấy đăng ký kết hôn. Ai nói gì các ông cũng tin, không phải những người đẹp trai đều gặp nạn hết sao? Dạ, dạ, tiên sinh nói rất đúng, viên quản lý liên tục gật đầu. Chủ yếu là do tiên sinh cũng anh tuấn hơn người. Ha ha ha. Khi nói viên quản lý còn cố tình liếc nhìn Natasha, ông ta tỏ vẻ rất khâm phục Tần Lạc. Ngay cả những mỹ nữ nước ngoài cũng chiếm được dễ như trở bàn tay. Ánh mắt đó những người đàn ông có thể hiểu ngầm với nhau nhưng Natasha thì không hiểu. Sau khi đã xảy ra chuyện đó, Natasha không kìm hứng thú đi dạo phố. Sau khi từ cửa hàng quần áo ra, hai người quay về nhà của Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc vốn cũng muốn nói mấy câu an ủi Natasha vì dù sao nàng cũng vì hắn mà trúng thuốc mê nhưng bởi vì ngôn ngữ bất đồng nên câu nói xin lỗi của hắn chỉ có thể tắc nghẹn lại trong bụng. Sau khi bước vào trong phòng, Tần Lạc nói với Natasha một câu tiếng Anh mà hắn vẫn thường luyện tập, I am sorry. Chưa ăn thịt lợn nhưng Tần Lạc đã từng nhìn thấy lợn chạy qua. Dù Tần Lạc không nói được tiếng Anh nhưng đây chính là câu khẩu ngữ hắn vẫn hay nói hàng ngày. Chỉ là bình thường vì bài xích ngôn ngữ của người khác nên hắn không muốn nói mà thôi. Hơn nữa cách phát âm của hắn cũng hơi quái dị một chút. Tần Lạc, anh nói xin lỗi tôi hả? Natasha cười quyến rũ nói, không có chuyện gì. Tôi không trách anh bởi vì chúng ta là bạn bè. Tôi là bạn của người Trung Quốc. Tần Lạc nghe mà không hiểu Natasha đang nói gì. Hắn chỉ vào bộ sườn xám trên người nàng mà cửa hàng quần áo đã tặng nói, cô mặc bộ sườn xám này rất đẹp, rất có phong cách Trung Quốc cổ điển. Đương nhiên lần này Tần Lạc dùng tiếng Trung Quốc chuẩn mực nhưng hắn không thể nào dùng được tiếng Anh để nói mấy từ quần áo, đẹp, cổ điển, phong cách. Natasha nghe không hiểu gì nhưng nàng hiểu Tần Lạc đang nói về cái gì. Nàng cười ha hả nói, cảm ơn anh, Tần Lạc. Sau khi Lệ Khuynh Thành về nhà, nghe Tần Lạc kể lại chuyện bị tập kích bất ngờ ở cửa hàng quần áo,
nàng giật mình nói, tại sao lúc nào cũng có người xấu tới tìm anh vậy hả? Trên cổ anh có đeo tấm biển, tôi là người tốt không? Anh cũng không biết. Tần Lạc cười gượng gạo nói, có thể anh đắc tội với quá nhiều người. Xui xẻo nhất là Natasha, đi theo anh, không phải bị côn đánh ngất thì cũng bị ngươi hạ thuốc mê. Lệ Khuynh Thành trêu chọc Tần Lạc, nếu như anh không nhanh ăn tảng thịt bò tươi này thì chỉ e tảng thịt bò này sẽ bay mất. Sau hai chuyện khủng khiếp đó, sau này còn ai dám đi với anh không? Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành cười nói, không phải em không bỏ đi sao? Em khác với các cô ấy. Lệ Khuynh Thành nói, khi các cô ấy ở cùng với anh đã mang tai họa tới cho các cô ấy. Khi anh và em ở cùng một chỗ, em mang tai nạn tới cho anh. Gần đây bọn họ có tới tìm em nữa không? Tần Lạc nghiêm túc hỏi. Không. Lệ Khuynh Thành nói, người cần báo thù là em. Bọn họ vội gì chứ? Vậy em sẽ chủ động đi tìm bọn họ sao? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc nói, anh có sợ em làm ảnh hưởng tới Khuynh Thành quốc tế không? Anh chỉ lo lắng tới sự an toàn của em, Tần Lạc nói. Lệ Khuynh Thành bước tới cạnh Tần Lạc, ôm hắn từ sau lưng, cọ bộ ngực đầy đặn của mình vào lưng hắn nói, xem ra công phu trên giường của em rất khá, làm cho đại gia rất hài lòng, phải không? Một lần nữa Tần Lạc đi tới tiểu khu Hoa Hồng Viên, lần này hắn dễ dàng tìm thấy biệt thự của Trương Mẫn. Trước đó Trương Mẫn đã nhận được điện thoại, nàng đã đứng chờ hắn trước cửa. Trương Mẫn chào Tần Lạc, bác sĩ Tần, lại phiền anh phải đi xa như vậy. Không có gì, Tần Lạc cười nói, các cô ấy là bệnh nhân của tôi. Đây là điều tôi cần phải làm. Hai đứa vẫn đang ở trong phòng, Trương Mẫn dẫn Tần Lạc vào nhà. Hy Dung và Hy Vũ đang ngồi trên nền nhà phòng khách chơi đùa, khi nhìn thấy Tần Lạc và mẹ mình đi vào nhà, Hy Dung đỏ mặt, nhanh chân bỏ chạy lên lầu. Hy Vũ ở phía sau kêu lên, chú rể đến, chú rể đến. Hy Vũ, không được nói lung tung, Trương Mẫn chạy tới ngăn con gái. Con không nói lung tung, mẹ đã nói muốn gả Hy Dung cho anh ấy, Hy Vũ ấm ức nói. Trương Mẫn vốn định giải thích với con gái mình đó chỉ là một câu nói đùa nhưng không ngờ con gái mình lại không nghe. Trương Mẫn đành quay sang cười xấu hổ nói với Tần Lạc, bác sĩ Tần, thật sự xin lỗi. Khi đó tôi chỉ buột miệng nói thôi, không ngờ hai con bé lại nhớ. Anh đừng để ý. Không sao, Tần Lạc an ủi Trương Mẫn, hai cô ấy là bệnh nhân. Sau này khỏi bệnh là không có chuyện gì cả. Bác sĩ Tần, lần này cần chữa trị cho hai đứa như thế nào? Trương Mẫn hỏi. Tần Lạc cười nói, tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân phát bệnh của hai cô ấy, vì vậy giai đoạn ban đầu chỉ tiến hành điều trị có tính chất hỗ trợ mà thôi. Thứ nhất là dùng trung y để điều trị, bổ sung và tăng cường thể lực và chức năng của các cơ quan. Thứ hai là châm cứu để cân bằng, phối hợp vận hành ngũ tạng lục phủ cùng với bài trừ độc tố. Được, Trương Mẫn gật đầu nói, bác sĩ Tần là thầy thuốc nổi danh quốc tế, nhất định anh sẽ chữa khỏi cho Hy Dung và Hy Vũ. Tôi sẽ cố gắng hết sức, Tần Lạc nói. Sau khi suy nghĩ một lát hắn nói thêm, nếu như chị đồng ý, tôi có thể mời một người tới đây hỗ trợ điều trị. Ai vậy? Trương Mẫn hỏi. David Adam. David Adam. Ông ấy là chuyên gia nổi tiếng thế giới về bệnh tâm thần. Chúng tôi đã từng hợp tác với nhau. Các công trình nghiên cứu của ông ấy vô cùng xuất sắc, Tần Lạc giải thích. Khi Tần Lạc từ chối tới chữa bệnh cho Cửu lão gia, Cửu Yên Mị đành phải mời David Adam quay lại chữa bệnh cho Cửu lão gia. Lúc này Tần Lạc nói ra điều này là quả thực hắn muốn sự trợ giúp của con yêu quái mắt xanh ở phương diện chuyên môn cùng hỗ trợ tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho hai chị em sinh đôi này. Đây là căn bệnh hiếm thấy trên thế giới. Trước đây Tần Lạc hoàn toàn không biết gì về căn bệnh này. Hắn không đủ tự tin để nghĩ rằng y thuật của hắn hay Thái Ất Thần Châm có thể chữa khỏi bệnh cho hai chị em sinh đôi này. Đối với thầy thuốc mà nói, kéo dài thời gian của người bệnh chính là gây cho người bệnh chứng tự sát mãn tính. Tần Lạc không bao giờ làm chuyện không có đạo đức như vậy. Thứ hai, hắn kéo theo David Adam thì sẽ làm giảm bớt sự chú ý của Tần gia. Hai người chữa bệnh, công lao thuộc về hai người. Một người chữa bệnh, công lao dành tất cho Tần Lạc. Nói không chừng có thể khiến Lý Đằng Huy dao động. Đương nhiên Tần Lạc và Lý Đằng Huy chưa gặp mặt nhau. Hắn cũng không biết Lý Đằng Huy là người thế nào. Hắn không biết tình cảm của Lý Đằng Huy đối với Trương Mẫn và hai con gái sinh đôi bệnh tật sâu nặng tới mức độ nào. Thứ ba, bây giờ Tần Lạc rất hứng thú với những căn bệnh não bộ. Hắn muốn học tập nhiều điều từ David Adam, học được càng nhiều kinh nghiệm chữa bệnh càng tốt. Sau khi thanh danh Tần Lạc hiển hách, có tiếng vang trên diễn đàn y học thế giới.
Yêu quái mắt xanh đó cũng vì được Tần Lạc giới thiệu mà cũng được giới y học phương Tây tôn sùng gấp bội. Bởi vì Tần Lạc là thầy thuốc Trung Quốc đầu tiên chỉ động muốn hợp tác với những người hành nghề y học phương Tây. Hơn nữa Tần Lạc còn đặt cho ông ta một ngoại hiệu rất thú vị. Đây chính là vinh quang. Nếu vậy thì tốt quá, Trương Mẫn vui mừng nói. Tiền không thành vấn đề, nhưng sao tôi có thể liên lạc với bác sĩ đó? Mặc dù Trương Mẫn là tình nhân của Lý Đằng Huy nhưng về mặt tài chính Lý Đằng Huy rất hào phóng với ba mẹ con, nếu không Lý Đằng Huy đã không mua biệt thự ở tiểu khu Hoa Hồng Viên cho ba mẹ con ở. Hơn nữa bản thân Trương Mẫn cũng có công ty riêng, lợi nhuận hàng năm của công ty tương đối khả quan. Dù việc thuê chuyên gia hàng đầu thế giới tốn kém rất nhiều tiền nhưng đối với Trương Mẫn mà nói điều này cũng không tạo nên áp lực gì. Tôi có thể liên lạc giúp chị, có lẽ bây giờ ông ấy vẫn đang ở Yến Kinh, Tần Lạc nói. Chúng ta hãy lên lầu xem hai cô ấy thế nào. Được, Trương Mẫn nói. Hai người đang định lên lầu thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô. Trương Mẫn đi tới bên cửa sổ kính nhìn ra ngoài. Nàng cười nói, cha hai đứa đã về. Lý Đằng Huy. Tần Lạc thầm vui mừng nhưng hắn vẫn thản nhiên đi tới bên cạnh Trương Mẫn. Qua kính cửa sổ hắn nhìn thấy một người đàn ông bước xuống từ chiếc Mercedes. Thoạt nhìn thì gương mặt của Lý Đằng Huy trẻ hơn tuổi, khoảng chừng 40 tuổi. Một bộ vest phẳng phiu, mái tóc trải mượt, mới nhìn trông Lý Đằng Huy hoàn toàn không giống một nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu mà giống như một ông chủ thành công trên thương trường. Thảo nào hai đại mỹ nữ Ngô Sương và Trương Mẫn lại bằng lòng chung một chồng. Chỉ cần nhìn tướng mạo cũng đủ khiến người khác phải nảy sinh tình cảm. Lý Đằng Huy ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, sau khi ánh mắt ông ta chạm với ánh mắt Tần Lạc, Lý Đằng Huy mới bước vào nhà. Đằng Huy, anh đã về, Trương Mẫn cười bước tới đón ông ta. Ừ, anh tới thăm Hy Dung, Hy Vũ, Lý Đằng Huy trả lời nhưng ánh mắt ông ta vẫn không rời khỏi Tần Lạc. Ồ, để em giới thiệu với anh, Trương Mẫn chỉ vào Tần Lạc nói, đây là bác sĩ Tần, một thầy thuốc trung y rất có danh tiếng ở trong nước. Tần Lạc, hai hàng mi của Lý Đằng Huy chớp chớp. Hai tay ông ta vẫn buông thõng hai bên hông, không có ý định bắt tay với Tần Lạc. Là tôi, Tần Lạc gật đầu. Cút ra khỏi nhà, Lý Đằng Huy chỉ ra cửa nói. Chương 637, nghề nghiệp thầy thuốc, kiêm nằm vùng. Dường như Tần Lạc đã sớm đoán ra Lý Đằng Huy sẽ có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên tướng mạo hòa nhã nhưng lời lẽ không nể mặt nói. Câu nói vừa rồi là thể hiện quan điểm của anh, hay anh chỉ nói hộ quan điểm của Tần Túng Hoành? Có gì khác nhau sao? Lý Đằng Huy cười nhạt, hỏi ngược lại. Nếu anh ta đã quen biết Tần Túng Hoành vậy thì chuyện này càng khả nghi. Có, Tần Lạc trả lời, nếu như đây là quan điểm của anh muốn đuổi tôi ra ngoài thì anh sẽ mất đi một hai người con gái khỏe mạnh. Bởi vì con gái của anh mắc bệnh, tôi là thầy thuốc, hơn nữa tôi xác định rằng ở đất nước này, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể chữa khỏi bệnh tâm thần này cho con gái anh. Đương nhiên nếu như mấy người đủ may mắn, một trung y giang hồ tiện tay viết một đơn thuốc hay cho các cô ấy uống sữa đậu nành cũng có thể chữa khỏi bệnh cho các cô ấy. Nếu như anh đứng trên quan điểm của Tần Túng Hoành mà nói câu đó, anh không những mất đi cơ hội chữa bệnh cho con gái mình mà anh sẽ có thêm một kẻ thù nữa. Tần Lạc nhìn Trương Mẫn cười nói, nếu như là cha mẹ nhà khác, một khi con cái bị mắc bệnh thì nhất định lòng nóng như lửa đốt, khó có thể ngồi yên một chỗ. Tôi là người hành nghề y đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp cha của bệnh nhân có thái độ quyết liệt đuổi thầy thuốc chữa bệnh cho con gái đi. Đứng trên quan điểm tình cảm, anh nhất định sẽ mất đi tình yêu thương của các cô ấy. Đứng trên lập trường của thầy thuốc, anh đã sỉ nhục lòng tự trọng của tôi. Tôi có thể từ chối chữa bệnh cho con gái anh. Không chữa bệnh cho các cô ấy, đối với tôi mà nói chỉ là thiếu đi hai bệnh nhân nhưng đối với các cô ấy thì thế nào? Tần Lạc gật đầu với Trương Mẫn rồi hắn mở cửa bước nhanh ra ngoài. Trương Mẫn sửng sốt một lát rồi nàng đuổi theo cầm tay Tần Lạc nói, bác sĩ Tần, anh không thể đi, anh thật sự không thể đi. Hy Dung, Hy Vũ vẫn cần anh chữa trị, hai đứa còn quá nhỏ, cả đời hai đứa không thể hỏng như vậy. Bác sĩ Tần, tôi van anh. Quả thực Trương Mẫn sợ hãi Tần Lạc vì tức giận mà bỏ đi. Nàng cầm chặt tay Tần Lạc không chịu buông ra, vẻ mặt cầu khẩn, hai mắt đỏ. Dáng vẻ như sắp khóc, rất đáng thương. Tần Lạc thở dài nói, tôi có thể hiểu hy vọng của người làm mẹ như chị. Hy vọng con gái mình sớm bình phục, nhưng tôi không thể tha thứ cho chồng của chị vì lời nói xúc phạm tôi. Ông ta là cha của bệnh nhân, ông ta có quyền từ chối chữa trị và đuổi tôi đi. Bác sĩ Tần, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói. Có chuyện gì hay nói sau, Trương Mẫn vội gào lên.
Anh ấy nói không có ý gì hết. Tôi là mẹ của hai đứa. Tôi có quyền mời người tới chữa bệnh cho con của tôi. Tần Lạc cười nói, hai vợ chồng chị cứ thương lượng lại với nhau. Tôi đồng ý chữa bệnh cho hai con của chị nhưng tôi cũng muốn giữ lòng tự trọng của tôi. Người đàn ông nào cũng có thể diện. Ông ta có, tôi cũng có. Bác sĩ Tần, vậy như thế nào anh mới đồng ý chữa bệnh cho con gái của tôi? Hay tôi bảo anh ấy xin lỗi anh có được không? Tôi sẽ bảo anh ấy xin lỗi anh, Trương Mẫn nói. Nếu như ông ta đồng ý nói, tôi sẽ suy nghĩ lại. Tần Lạc gật đầu. Trương Mẫn chạy tới trước mặt Lý Đằng Huy nói, Đằng Huy, anh hãy mau xin lỗi bác sĩ Tần. Bác sĩ Tần là một thầy thuốc rất giỏi. Anh ấy nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con gái chúng ta. Không thể nào, Lý Đằng Huy ngạo mạn nói, anh sẽ không xin lỗi con người mưu mô khó lường đó. Đằng Huy, anh muốn từ bỏ chính con gái của mình sao? Trương Mẫn vội vàng la lên. Đương nhiên anh muốn con gái của mình, nhưng anh sẽ tìm thầy thuốc khác tới chữa trị cho hai đứa. Trên thế giới này có rất nhiều thầy thuốc, có tiền mà còn không mời được sao? Có hiệu quả không? Bao nhiêu năm rồi, mời nhiều thầy thuốc như vậy, có tác dụng không? Trương Mẫn buồn bực nói, không phải bọn họ không có khả năng mà bọn họ bị người Tần gia của anh hù dọa bỏ chạy hết. Nhiều năm trôi qua, bệnh tình của con gái ngày càng nghiêm trọng. Người làm cha như anh có trách nhiệm nào không? Trương Mẫn không phải là người ngu ngốc, trái lại đi cùng với dung mạo của nàng chính là trí tuệ. Nhưng năm gần đây bọn họ đã mời rất nhiều thầy thuốc tới chữa bệnh cho hai con gái. Những thầy thuốc này sau khi tới một lần thì không dám tới nữa. Thậm chí có thầy thuốc đã đồng ý tới nhưng ngày hôm sau lại gọi điện từ chối. Cho dù một kẻ ngốc cũng hiểu đã xảy ra điều gì đó. Nhưng nàng có thể làm gì được? Đối thủ của nàng chính là người phụ nữ của Tần gia, gia cảnh hùng hậu, thực lực phi phàm. Nàng không đấu lại, cũng không thể đánh lại. Nàng chỉ biết uất ức nuốt nước mắt vào trong bụng. Lần này nàng đã rất vui mừng khi Tần Lạc đến đúng theo giờ hẹn của hai người. Nàng tuyệt đối không ngờ chồng của mình lại ngáng chân cản trở, muốn đuổi thầy thuốc muốn chữa bệnh cho con gái mình ra khỏi cửa. Trương Mẫn còn không nóng vội sao? Còn không bực tức sao? Lý Đằng Huy nhìn thấy người phụ nữ của mình hai mắt đỏ hoe, dáng vẻ ngẩn ngơ thì không khỏi đau xót nói, Mẫn Mẫn, em có biết anh ta tới chữa bệnh cho con gái của chúng ta là có mục đích gì không? Em có biết anh ta là ai không? Em mặc kệ, Trương Mẫn nói, em chỉ muốn anh xin lỗi. Em chỉ muốn bác sĩ Tần chữa bệnh cho Hy Dung và Hy Vũ. Trương Mẫn, em quá đáng rồi đó. Lý Đằng Huy cũng không còn kiên nhẫn. Em chẳng biết chuyện gì cả, cũng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Bức bách anh và bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Anh thì biết gì chứ? Trương Mẫn chỉ tay vào Lý Đằng Huy quát, tất cả những thầy thuốc anh mời chữa bệnh cho con gái của mình đã bị người ta đuổi đi hết. Anh có biết tại sao không? Anh biết nhưng anh không dám nói. Bây giờ anh lại muốn đuổi bác sĩ Tần. Gã đàn ông Tần gia đó đã nói gì với anh? Nói bác sĩ Tần có dụng ý xấu sao? Nói anh ấy có chủ ý phá hoại Tần gia sao? Nói cho cùng đó có phải là gã đã bênh vực gì của mình không? Có, em chỉ là tình nhân, người thứ ba. Hai con gái của em ngốc nghếch nên mới bị người khác coi thường, khinh bỉ. Nhưng điều này là lỗi của em sao? Năm đó khi anh theo đuổi em, anh đã nói như thế nào? Trước khi lên giường, em không biết anh đã có vợ. Sau khi lên giường, anh mới nói tình cảm vợ chồng anh không hoàn thuận. Lý Đằng Huy, cả đời này của tôi đã bị anh hại tới mức thê thảm không ra người. Chẳng lẽ anh cũng muốn con gái của chúng ta cả đời này người không ra người sao? Khi em còn sống, em có thể chăm sóc cho các con. Nếu em chết đi, các con không bị Tần gia các người coi thường, ăn tươi nuốt sống sao? Lý Đằng Huy thở hổn hển. Ông ta không ngờ Trương Mẫn lại nói toạc chuyện ông ta đã lừa gạt con gái nhà lành trước mặt người khác. Lý Đằng Huy tức giận nói, Trương Mẫn, em nói cái gì vậy? Em có suy nghĩ cho đại cục không? Em có lập trường không? Anh ta phải đi, chúng ta không thể giữ anh ta ở trong nhà mình được. Anh ấy không cần phải đi. Trương Mẫn nổi giận, anh cút đi. Anh cút đi cho tôi. Anh cút đi. Lý Đăng Huy cười nhạt, em đừng quên, ngôi biệt thự này là anh mua. Nhưng tên trên giấy sở hữu nhà lại mang tên tôi. Trương Mẫn nói. Hai đứa là con gái của tôi có quyền quyết định thay hai đứa, có quyền lựa chọn thầy thuốc cho hai đứa. Trương Mẫn cười nhạt nói, là con gái của anh sao? Khi sinh hai đứa ra, người ký tên làm cha có phải là anh không? Trên giấy chứng sinh của bệnh viện, mẹ là tôi, còn cha không phải mang tên anh. Anh dựa vào cái gì nói hai đứa là con của anh? Em, cút, Trương Mẫn chỉ ra cửa nói.
tôi không muốn gặp lại anh, con gái của tôi cũng không muốn nhận người chỉ biết vì lợi ích của chính mình làm cha. Anh không được bước chân vào đây nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Mẫn Mẫn, em hãy nghe anh giải thích, chúng ta thật sự không thể mời anh ta chữa bệnh cho con gái của mình. Thấy Trương Mẫn tuyệt tình tới mức như vậy, Lý Đằng Huy không thể không xuống nước để khuyên nhủ. Chỉ cần bác sĩ Tần bằng lòng, tôi tuyệt đối sẽ không đuổi anh ấy đi, Trương Mẫn nói. Khi bọn họ đuổi những thầy thuốc tôi mời tới, anh chưa bao giờ giải thích cho tôi. Bây giờ anh cũng không cần phải giải thích, đưa ra nhiều lý do. Lý Đằng Huy biết bản thân mình không thể khuyên giải, đã thông người phụ nữ điên khùng này nên ông ta tức giận trừng mắt nhìn Tần Lạc rồi đi ra ngoài, lái xe rời khỏi biệt thự. Trương Mẫn đi tới trước mặt Tần Lạc, nàng cúi đầu nói, bác sĩ Tần, anh hãy ở lại. Ông ta không xin lỗi, Tần Lạc nói. Thật sự xin lỗi, tôi thay mặt anh ta xin lỗi anh. Hy Dung và Hy Vũ thực sự rất cần anh. Hai đứa rất đáng thương, tôi không muốn hai đứa giống như mẹ chúng. Cả đời trốn trong phòng không dám ra ngoài, nước mắt Trương Mẫn rơi xuống, nàng vội vàng quay mặt đi lau nước mắt. Tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của một người mẹ, Tần Lạc cười nói, yên tâm đi. Tôi sẽ không bỏ đi. Cảm ơn anh, bác sĩ Tần. Cảm ơn anh, buồn vui đan xen. Rốt cuộc Trương Mẫn không nhẫn nhịn được nữa, nàng ôm mặt khóc. Tần Lạc giơ tay ôm nàng, ôm người phụ nữ đáng thương vào lòng. Không vì bất kỳ điều gì, chỉ là vì nàng vừa mới đuổi người đàn ông của mình đi, hắn muốn tạm thời cung cấp cho nàng một chỗ dựa. Đúng như Trương Mẫn đã nói, nàng là một người phụ nữ đáng thương, cả đời không dám gặp người khác. Khi xe của Tần Lạc chạy ra khỏi tiểu khu Hoa Hồng Viên thì thấy chiếc Mercedes của Lý Đằng Huy đậu ven đường. Ông ta đang đứng cạnh xe, hút thuốc lá. Lý Đằng Huy nhìn thấy xe của Tần Lạc đi tới, ông ta đứng ra giữa đường vẫy vẫy. Tần Lạc ra hiệu cho Tần Lạc dừng e trước mặt Lý Đằng Huy. Có phải cậu muốn khuyên tôi rời khỏi Tần Thị không? Lý Đằng Huy nhìn Tần Lạc hỏi. Không phải, Tần Lạc cười nói. Tôi muốn khuyên anh mang cả đội ngũ của mình rời khỏi Tần Thị. Thằng ngốc này đã tiết lộ kế hoạch mà Bạch Lão Gia và Văn Nhân Mục Nguyệt đã hoạch định. Ánh mắt Lý Đằng Huy chợt lóe sáng, nếu như tôi từ chối. Nhiệm vụ của tôi thất bại, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Nếu như tôi không phản bội, có phải cậu sẽ từ chối chữa bệnh cho con gái tôi không? Lý Đằng Huy nói. Tần Lạc lắc đầu nói, cho dù anh từ chối hay đồng ý, tôi sẽ giúp chữa bệnh cho Hy Dung và Hy Vũ. Thật sao? Đương nhiên Lý Đằng Huy không tin lời Tần Lạc. Nghề nghiệp của tôi là thầy thuốc, chỉ kiêm chức năng nằm vùng, Tần Lạc cười nói. Tôi có thể là người mưu mô kém cỏi nhất nhưng tôi là thầy thuốc có trách nhiệm nhất. Lý Đằng Huy lộ vẻ xúc động nói, nếu như cậu không phải là người mưu mô nhất vậy cậu chính là người đáng tôn kính nhất. Tôi đương nhiên thuộc về người sau, Tần Lạc cười gượng nói, một người mà ai cũng biết bản thân sắp làm gì, người như vậy có thể xưng là người có mưu kế lợi hại nhất không? Ngay cả là người có mưu kế cũng không xứng. Lý Đằng Huy cười nói, bệnh của con gái tôi có thể chữa khỏi không? Có, Tần Lạc nói. Bây giờ các cô ấy có thể nghe và hiểu tôi nói. Tôi có thể nắm chắc 3 phần chữa khỏi bệnh cho các cô ấy. Nếu như có thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì có thể nắm chắc 5 phần. Nguyên nhân gây bệnh, Lý Đằng Huy suy nghĩ một lát, ông ta không khỏi cau mày lại. Anh có đầu mối gì sao? Tần Lạc hỏi. Không, không có, Lý Đằng Huy khoát tay nói. Nếu đã có thì đã không để tới bây giờ. Dường như Tần Lạc đã nhìn thấu tâm trạng của Lý Đằng Huy, hắn nói. Nếu như anh có thể nhớ ra điều gì, hãy nói cho tôi biết. Được, Lý Đằng Huy vứt mẩu thuốc xuống đường, dùng chân dẫm lên và nói, Văn Nhân ra phái cậu tới. Đúng vậy, Tần Lạc cười gật đầu. Điều kiện bọn họ đưa ra cũng rất tốt, anh có thể suy nghĩ. Tuyệt đối không thể, được, Lý Đằng Huy nói. Tần gia đối xử với tôi rất tốt. Tôi biết, Tần Lạc nói. Mặc dù tôi không hiểu nhiều lắm về Tần gia nhưng có một số chuyện ai cũng biết. Tần gia cần nguồn năng lượng với để phát triển. Anh đương nhiên là công thần lớn nhất, bọn họ nhất định phải đối xử với anh hậu hĩnh nhất. Hãy cảm tạ ý tốt của Văn Nhân tiểu thư hộ tôi. Nhưng vấn đề là tôi không thể bỏ chủ cũ. Lý Đằng Huy nói, Lý gia từ đời ông tôi đã bắt đầu làm việc cho Tần gia. Cha tôi cũng là quản lý của Tần gia. Tần gia cử tôi sang Mỹ học, đã chi trả tất cả chi phí học tập của tôi. Sở học của tôi đương nhiên phải báo đáp Tần gia. Giọt nước ân đức, báo đáp như suối chảy, Tần Lạc tán thưởng. Người biết báo ân không phải là người xấu. Tôi tha thứ cho anh chuyện anh đuổi tôi ra khỏi nhà hôm nay. Là tôi nợ cậu một lời xin lỗi, chính thức, Lý Đằng Huy nói, lúc nãy tôi đã rất lỗ mãng. Chuyện qua rồi, Tần Lạc nói.
Tôi mời cậu đi uống trà, được không? Lý Đằng Huy đề nghị. Với thân phận của anh, có lẽ không tiện. Tần Lạc cười nói. Hắn chỉ tay vào một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa nói, bọn họ sẽ nói với Tần Túng Hoành hành động của anh. Đại thiếu gia là người rất thông minh, càng che đậy càng chứng minh trong lòng tôi có quỷ. Chúng ta cứ thoải mái gặp nhau, ngược lại sẽ làm cậu ấy yên tâm, Lý Đằng Huy nói. Vậy được rồi, Tần Lạc gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Mỗi người đều có một phạm vi giới hạn của mình, trong phạm vi giới hạn đó có ấn định chi tiêu. Một nhân viên văn phòng lương tháng 2.000 tệ tuyệt đối sẽ không tới nơi giải trí xa hoa thiên thượng nhân gian. Một ông chủ nhỏ với lương tháng 10 vạn tệ cũng tuyệt đối không tới vương triều công tước hay Trung Quốc hội sở đã tiếp khách. Tần Lạc không quen thuộc Yến Kinh, Lý Đằng Huy là người lựa chọn địa điểm uống trà. Hội sở Tây Hồ, tên của một địa danh được dùng cho một trà lâu lâm viên xa hoa, không giống như là của tư nhân xây dựng mà là một văn phòng làm việc của chính quyền Hàng Châu xây dựng ở Yến Kinh. Lý Đằng Huy muốn một phòng riêng, cô gái phục vụ mặc sườn xám cao gầy xinh đẹp như sinh viên đại học văn khoa nói rằng tất cả các phòng đã được sử dụng hết, không còn phòng trống. Đương nhiên Lý Đằng Huy không phải là khách hàng cao giá ở chỗ này, cũng không phải là người thích nổi giận đùng đùng khiến cho nhân viên hội sơ run rẩy thể hiện quyền uy và sự uy nghiêm của mình. Ông ta chỉ hòa nhã nói hãy sắp xếp một vị trí thích hợp. Vì vậy Tần Lạc và Lý Đằng Huy được nhân viên hội sở sắp xếp ngồi ghế mây bên ngoài. Cây cầu nhỏ, cây cổ thụ, ao cá, cảnh quan lâm viên xem ra cũng rất đẹp. Nhân viên hội sở sắp xếp chỗ ngồi ở ngoài cho hai người bọn họ, trong đó có một người là nhân vật hiển hách của nguồn năng lượng mới xem ra cũng không phải là hạ thấp hai người. Có lẽ cô nhân viên nghĩ rằng chỗ ngồi này đẹp hơn những chỗ khác, dễ chịu hơn. Chỉ cần một chi tiết nhỏ này có thể thấy phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông. Cậu uống trà gì? Lý Đằng Huy hỏi. Long Tỉnh Tần Lạc trả lời. Tôi cũng thích uống trà Long Tỉnh, thanh cao bền bỉ, hương thơm như hoa lan, có vẻ lạnh nhạt nhưng lại xâm nhập vào trái tim. Lý Đằng Huy tươi cười nói, giống như hai người đã tìm điểm chung của nhau. Ông ta quay người nói với cô nhân viên xinh đẹp bên cạnh, một bình trà Long Tỉnh. Được, xin hai vị ngồi chờ. Cô gái bán hàng cười rụt rè rồi khom người lui ra bên ngoài. Nàng hiểu dù hai người này không thể vào phòng riêng uống trà nhưng người đã có thể vào đây uống trà tuyệt đối không thể trêu vào được. Đây là hội sở Tây Hồ, ở đây thực hiện chế độ hội viên. Hội viên, nói một cách chính xác chính là sự phân chia ranh giới giữa người người và người giàu. Nhưng về sau khi một thẩm mỹ viện 20 mét vuông hay một quán bán vịt quay nhỏ cũng phân phát thẻ hội viện cho bạn bè, khách hàng quen thì điều này đã trở nên tầm thường. Công việc của chúng tôi có áp lực rất lớn. Những đồng nghiệp khác thích uống cà phê để giữ vững tinh thần, tôi thích uống trà, yêu thích thơ ca. Đêm uống trà dưới ánh trăng. Sáng sớm với ánh bình minh, gạt bỏ hết nỗi mệt mỏi trong người. Cậu xem cổ nhân không chỉ biết uống trà mà còn biết bình trà. Tôi không viết ra được những vần thơ như vậy nhưng có thể hiểu được ý tứ của nó. Tần Lạc cười nói, anh không giống như một nhà khoa học mà giống như một nhà văn. Lý Đằng Huy rất thoải mái trước câu nói của Tần Lạc, trong lòng tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu tôi nghiên cứu không thể đạt được thành quả tốt, tôi muốn trở thành một thi nhân. Chứ không muốn trở thành một nhà khoa học bậy bạ. Cuối cùng không ngờ tôi lại đạt được thành quả nhất định. Những người phương Tây nhất định sẽ hối hận khi thưởng cho anh. Tần Lạc cảm thấy con người Lý Đằng Huy rất thú vị, ít nhất khi nói chuyện với ông ta hắn không lo chuyện tìm chủ đề. Trước đó khi ngồi trên xe, Tần Lạc vốn lo lắng về việc hai người đàn ông lần đầu tiên gặp nhau, uống trà ngồi nói chuyện thì cần nói gì. Tóm lại hắn không thể cứ nói đi nói lại chuyện bệnh tật của hai chị em đó. Cũng như không thể nói về chuyện lôi kéo Lý Đằng Huy từ bỏ Tần gia, đầu quân của văn nhân gia. Khi còn bé tôi muốn làm một nhà thơ, tôi còn viết những vì sao trên bầu trời giống như đôi mắt của trẻ em. Những ngôi sao biến ấm chính là đứa trẻ đã ngu thiếp đo, Lý Đằng Huy nói, khi lớn lên một chút tôi đã hiểu rõ ràng, chỉ làm một nhà khoa học mới có thể thực hiện được mục tiêu của mình. Mỗi người chúng ta không dễ dàng để có một lý tưởng, thực hiện lý tưởng càng không dễ dàng. Tôi muốn trước hết thành công ở lĩnh vực mình không thích, sau đó mới tập trung thời gian và sức lực hoàn thành chuyện mình thích. Đúng vậy, Tần Lạc thực sự xúc động nghĩ. Trong cuộc đời con người, muốn làm chuyện mình thích là vô cùng khó khăn. Đại đa số người không thể làm những việc mà mình yêu thích. Cũng may hắn đã chọn trung y. Đây cũng chính là sở thích của hắn, cũng là nghề nghiệp cả đời của hắn. Nghĩ vậy, đột nhiên Tần Lạc cảm thấy bản thân mình là một người vô cùng may mắn. Vì hắn đã mắc bệnh ngay từ bé mà tất cả những suy nghĩ bị ổi, hèn mọn cùng ác độc của nữ thần vận mệnh với hắn đều tan thành mây khói.
Khi hai người đang nói chuyện với nhau về lý tưởng của con người, từ một cửa sổ phòng riêng trên lầu 2, một thanh niên đẹp trai cùng một cô gái xinh đẹp đang chăm chú nhìn hai người. Vốn tưởng đây chỉ là lời đồn đại, không ngờ Lý Đằng Huy này quả thật muốn phản bội Tần gia chúng ta. Chúng ta họ Tần, gã kia cũng họ Tần nhưng họ Tần của nó có thể sánh với họ Tần chúng ta sao? Người thanh niên khinh bỉ nói, Lý Đằng Huy rất giỏi trong nghiên cứu nhưng bản lĩnh thì quá kém. Có lẽ hai người bọn họ chỉ là bạn bè, cô gái bưng chén trà nói. Cô ta mặc bộ trang phục màu bạc, mái tóc cắt ngắn, bên tay phải đeo một cái vòng tai dài gần như chạm vào vai mình, thoạt nhìn có vẻ thông minh, lanh lợi. Nếu như hắn là một con chó của Tần gia thì hắn nên đi cắn kẻ thù có ý định làm tổn thương chủ nhân của mình. Loại hành vi mập mờ này của hắn chính là một loại phản bội. Gã thanh niên đứng dậy nói, anh xuống đó xin chén trà uống. Đừng gây chuyện nữa, cô gái khuyên gã. Bây giờ Túng Hoành đang trọng dụng người này, chúng ta không nên làm khó cho Túng Hoành. Yên tâm đi, anh chỉ nói cho hắn biết bổn phận làm người của hắn mà thôi, gã thanh niên cười nói. Lý Đằng Huy thấy một đôi nam nữ thanh niên đi tới thì đứng dậy cung kính chào hỏi hai người, Huy thiếu gia, Lam tiểu thư, hai người cũng tới đây uống trà hả? Đúng vậy, gã thanh niên gật đầu, ánh mắt gã nhìn Tần Lạc, gã cười nói, không giới thiệu cho tôi làm quen người bạn này sao? Lý Đằng Huy biết đôi thanh niên nam nữ Tần gia này đã nhận ra thân phận của Tần Lạc. Bây giờ giấu giếm chữa lợn lành thành lợn què mà thôi. Ông ta thẳng thắn nói, cậu ấy là Tần Lạc. Ồ, thì ra là thánh thủ y học Trung Quốc lừng lẫy. Tần Huy cười ha hả nói, tôi cứ tưởng mình đã nhận lầm người. Tần Lạc biết đôi thanh niên nam nữ này. Ở buổi lễ thượng thọ 80 của Tần lão gia, hắn đã nhìn thấy hai người này đứng cạnh Tần Túng Hoành cùng nghênh đón khách. Mặc dù hắn không biết tên của hai người này nhưng một khi đứng ở vị trí thì chính là những người quan trọng của Tần gia. Không thể không nói người của Tần gia đều là những anh tài xuất chúng. Dù chỉ cần nhìn qua bề ngoài cũng thấy bọn họ quả thực là người đi ngàn dặm mới thấy một. Bọn họ tới đây uống trà, nhìn thấy hắn và Lý Đằng Huy ngồi uống trà, nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng nhất định không thoải mái. Đương nhiên bọn họ hiểu rất rõ nguy cơ của Tần gia. Tôi không biết hai người, Tần Lạc cười nói. Hắn vừa mới giáo huấn một công tử họ Sa của Tần gia, bây giờ lại có một công tử Tần gia thực sự tới tìm hắn. Nếu như dạy cho Tần Giật một bài học chỉ có thể làm Tần gia mất mặt đôi chút, còn nếu hắn động tới hai người này thì chính là đấm thẳng vào gương mặt già nua, quý phái, cẩn trọng của Tần gia. Chúng tôi đều là những người nhỏ bé. Tần thầy thuốc không nhớ cũng hiểu được, Tần Huy nói. Tần Huy quay nhìn Lý Đằng Huy nói. Chúng tôi gặp anh ở chỗ này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng thấy Dượng ở cùng với anh ta mới khiến chúng tôi rất kinh ngạc. Dượng hẳn biết nơi này thực hiện chế độ hội viên. Nếu như không có Tần gia, cả đời này Dượng cũng không thể tới đây uống trà. Chương 638, đề điểm, đề điểm. Lý Đằng Huy lộ vẻ xúc động nói, nếu như cậu không phải là người mưu mô nhất vậy cậu chính là người đáng tôn kính nhất. Tôi đương nhiên thuộc về người sau, Tần Lạc cười gượng nói. Một người mà ai cũng biết bản thân sắp làm gì, người như vậy có thể xưng là người có mưu kế lợi hại nhất không? Ngay cả là người có mưu kế cũng không xứng. Lý Đằng Huy cười nói, bệnh của con gái tôi có thể chữa khỏi không? Có, Tần Lạc nói, bây giờ các cô ấy có thể nghe và hiểu tôi nói. Tôi có thể nắm chắc 3 phần chữa khỏi bệnh cho các cô ấy. Nếu như có thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì có thể nắm chắc 5 phần. Nguyên nhân gây bệnh, Lý Đằng Huy suy nghĩ một lát. Ông ta không khỏi cau mày lại. Anh có đầu mối gì sao? Tần Lạc hỏi. Không, không có, Lý Đằng Huy khoát tay nói. Nếu đã có thì đã không để tới bây giờ. Dường như Tần Lạc đã nhìn thấu tâm trạng của Lý Đằng Huy, hắn nói, nếu như anh có thể nhớ ra điều gì, hãy nói cho tôi biết. Được, Lý Đằng Huy vứt mẩu thuốc xuống đường, dùng chân dẫm lên và nói, văn nhân gia phái cậu tới. Đúng vậy, Tần Lạc cười gật đầu. Điều kiện bọn họ đưa ra cũng rất tốt. Anh có thể suy nghĩ. Tuyệt đối không thể được, Lý Đằng Huy nói. Tần gia đối xử với tôi rất tốt. Tôi biết, Tần Lạc nói. Mặc dù tôi không hiểu nhiều lắm về Tần gia nhưng có một số chuyện ai cũng biết. Tần gia cần nguồn năng lượng với để phát triển. Anh đương nhiên là công thần lớn nhất. Bọn họ nhất định phải đối xử với anh hậu hĩnh nhất. Hãy cảm tạ ý tốt của văn nhân tiểu thư hộ tôi. Nhưng vấn đề là tôi không thể bỏ chủ cũ. Lý Đằng Huy nói. Lý gia từ đời ông tôi đã bắt đầu làm việc cho Tần gia. Cha tôi cũng là quản lý của Tần gia. Tần gia cử tôi sang Mỹ học, đã chi trả tất cả chi phí học tập của tôi. Sở học của tôi đương nhiên phải báo đáp Tần gia. Giọt nước ân đức, báo đáp như suối chảy, Tần Lạc tán thưởng.
người biết báo ân không phải là người xấu. Tôi tha thứ cho anh chuyện anh đuổi tôi ra khỏi nhà hôm nay. Là tôi nợ cậu một lời xin lỗi chính thức, Lý Đằng Huy nói, lúc nãy tôi đã rất lỗ mãng. Chuyện qua rồi, Tần Lạc nói. Tôi mời cậu đi uống trà, được không? Lý Đằng Huy đề nghị. Với thân phận của anh, có lẽ không tiện, Tần Lạc cười nói. Hắn chỉ tay vào một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa nói, bọn họ sẽ nói với Tần Túng Hoành hành động của anh. Đại thiếu gia là người rất thông minh, càng che đậy càng chứng minh trong lòng tôi có quỷ. Chúng ta cứ thoải mái gặp nhau, ngược lại sẽ làm cậu ấy yên tâm, Lý Đằng Huy nói. Vậy được rồi, Tần Lạc gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Mỗi người đều có một phạm vi giới hạn của mình. Trong phạm vi giới hạn đó có ấn định chi tiêu. Một nhân viên văn phòng lương tháng 2.000 tệ tuyệt đối sẽ không tới nơi giải trí xa hoa thiên thượng nhân gian. Một ông chủ nhỏ với lương tháng 10 vạn tệ cũng tuyệt đối không tới vương triều công tước hay Trung Quốc hội sở đã tiếp khách. Tần Lạc không quen thuộc Yến Kinh. Lý Đằng Huy là người lựa chọn địa điểm uống trà. Hội sở Tây Hồ, tên của một địa danh được dùng cho một trà lâu lâm viên xa hoa, không giống như là của tư nhân xây dựng mà là một văn phòng làm việc của chính quyền Hàng Châu xây dựng ở Yến Kinh. Lý Đằng Huy muốn một phòng riêng, cô gái phục vụ mặc sườn xám cao gầy xinh đẹp như sinh viên đại học văn khoa nói rằng tất cả các phòng đã được sử dụng hết, không còn phòng trống. Đương nhiên Lý Đằng Huy không phải là khách hàng cao giá ở chỗ này, cũng không phải là người thích nổi giận đùng đùng khiến cho nhân viên hội sơ run rẩy thể hiện quyền uy và sự uy nghiêm của mình. Ông ta chỉ hòa nhã nói hãy sắp xếp một vị trí thích hợp. Vì vậy Tần Lạc và Lý Đằng Huy được nhân viên hội sở sắp xếp ngồi ghế mây bên ngoài. Cây cầu nhỏ, cây cổ thụ, ao cá, cảnh quan lâm viên xem ra cũng rất đẹp. Nhân viên hội sở sắp xếp chỗ ngồi ở ngoài cho hai người bọn họ, trong đó có một người là nhân vật hiển hách của nguồn năng lượng mới xem ra cũng không phải là hạ thấp hai người. Có lẽ cô nhân viên nghĩ rằng chỗ ngồi này đẹp hơn những chỗ khác, dễ chịu hơn. Chỉ cần một chi tiết nhỏ này có thể thấy phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông. Cậu uống trà gì? Lý Đằng Huy hỏi. Long Tỉnh, Tần Lạc trả lời. Tôi cũng thích uống trà Long Tỉnh, thanh cao bền bỉ, hương thơm như hoa lan, có vẻ lạnh nhạt nhưng lại xâm nhập vào trái tim, Lý Đằng Huy tươi cười nói, giống như hai người đã tìm điểm chung của nhau. Ông ta quay người nói với cô nhân viên xinh đẹp bên cạnh, một bình trà Long Tỉnh. Được, xin hai vị ngồi chờ, cô gái bán hàng cười rụt rè rồi khom người lui ra bên ngoài. Nàng hiểu dù hai người này không thể vào phòng riêng uống trà nhưng người đã có thể vào đây uống trà tuyệt đối không thể trêu vào được. Đây là hội sở Tây Hồ, ở đây thực hiện chế độ hội viên. Hội viên, nói một cách chính xác chính là sự phân chia ranh giới giữa người người và người giàu. Nhưng về sau khi một thẩm mỹ viện 20 mét vuông hay một quán bán vịt quay nhỏ cũng phân phát thẻ hội viện cho bạn bè, khách hàng quen thì điều này đã trở nên tầm thường. Công việc của chúng tôi có áp lực rất lớn. Những đồng nghiệp khác thích uống cà phê để giữ vững tinh thần, tôi thích uống trà, yêu thích thơ ca. Đêm uống trà dưới ánh trăng, sáng sớm với ánh bình minh, gạt bỏ hết nỗi mệt mỏi trong người. Cậu xem cổ nhân không chỉ biết uống trà mà còn biết bình trà. Tôi không viết ra được những vần thơ như vậy nhưng có thể hiểu được ý tứ của nó. Tần Lạc cười nói, anh không giống như một nhà khoa học mà giống như một nhà văn. Lý Đằng Huy rất thoải mái trước câu nói của Tần Lạc, trong lòng tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu tôi nghiên cứu không thể đạt được thành quả tốt, tôi muốn trở thành một thi nhân, chứ không muốn trở thành một nhà khoa học bậy bạ. Cuối cùng không ngờ tôi lại đạt được thành quả nhất định. Những người phương Tây nhất định sẽ hối hận khi thưởng cho anh, Tần Lạc cảm thấy con người Lý Đằng Huy rất thú vị, ít nhất khi nói chuyện với ông ta hắn không lo chuyện tìm chủ đề. Trước đó khi ngồi trên xe, Tần Lạc vốn lo lắng về việc hai người đàn ông lần đầu tiên gặp nhau, uống trà ngồi nói chuyện thì cần nói gì. Tóm lại hắn không thể cứ nói đi nói lại chuyện bệnh tật của hai chị em đó, cũng như không thể nói về chuyện lôi kéo Lý Đằng Huy từ bỏ Tần gia, đầu quân của văn nhân gia. Khi còn bé tôi muốn làm một nhà thơ. Tôi còn viết những vì sao trên bầu trời giống như đôi mắt của trẻ em. Những ngôi sao biến ấm chính là đứa trẻ đã ngu thiếp đo, Lý Đằng Huy nói, khi lớn lên một chút tôi đã hiểu rõ ràng, chỉ làm một nhà khoa học mới có thể thực hiện được mục tiêu của mình. Mỗi người chúng ta không dễ dàng để có một lý tưởng, thực hiện lý tưởng càng không dễ dàng. Tôi muốn trước hết thành công ở lĩnh vực mình không thích, sau đó mới tập trung thời gian và sức lực hoàn thành chuyện mình thích. Đúng vậy, Tần Lạc thực sự xúc động nghĩ, trong cuộc đời con người, muốn làm chuyện mình thích là vô cùng khó khăn. Đại đa số người không thể làm những việc mà mình yêu thích. Cũng may hắn đã chọn trung y. Đây cũng chính là sở thích của hắn, cũng là nghề nghiệp cả đời của hắn.
Nghĩ vậy, đột nhiên Tần Lạc cảm thấy bản thân mình là một người vô cùng may mắn. Vì hắn đã mắc bệnh ngay từ bé mà tất cả những suy nghĩ bị ổi, hèn mọn cùng ác độc của nữ thần vận mệnh với hắn đều tan thành mây khói. Khi hai người đang nói chuyện với nhau về lý tưởng của con người, từ một cửa sổ phòng riêng trên lầu 2, một thanh niên đẹp trai cùng một cô gái xinh đẹp đang chăm chú nhìn hai người. Vốn tưởng đây chỉ là lời đồn đại, không ngờ Lý Đằng Huy này quả thật muốn phản bội Tần gia chúng ta. Chúng ta họ Tần, gã kia cũng họ Tần nhưng họ Tần của nó có thể sánh với họ Tần chúng ta sao? Người thanh niên khinh bỉ nói, Lý Đằng Huy rất giỏi trong nghiên cứu nhưng bản lĩnh thì quá kém. Có lẽ hai người bọn họ chỉ là bạn bè, cô gái bưng chén trà nói. Cô ta mặc bộ trang phục màu bạc, mái tóc cắt ngắn, bên tay phải đeo một cái vòng tai dài gần như chạm vào vai mình, thoạt nhìn có vẻ thông minh, lanh lợi. Nếu như hắn là một con chó của Tần gia thì hắn nên đi cắn kẻ thù có ý định làm tổn thương chủ nhân của mình. Loại hành vi mập mờ này của hắn chính là một loại phản bội. Gã thanh niên đứng dậy nói, anh xuống đó xin chén trà uống. Đừng gây chuyện nữa, cô gái khuyên gã. Bây giờ Túng Hoành đang trọng dụng người này. Chúng ta không nên làm khó cho Túng Hoành. Yên tâm đi, anh chỉ nói cho hắn biết bổn phận làm người của hắn mà thôi, gã thanh niên cười nói. Lý Đằng Huy thấy một đôi nam nữ thanh niên đi tới thì đứng dậy cung kính chào hỏi hai người, Huy thiếu gia, Lam tiểu thư, hai người cũng tới đây uống trà hả? Đúng vậy, gã thanh niên gật đầu, ánh mắt gã nhìn Tần Lạc, gã cười nói, không giới thiệu cho tôi làm quen người bạn này sao? Lý Đằng Huy biết đôi thanh niên nam nữ Tần gia này đã nhận ra thân phận của Tần Lạc. Bây giờ giấu giếm chữa lợn lành thành lợn què mà thôi. Ông ta thẳng thắn nói, cậu ấy là Tần Lạc. Ồ, thì ra là thánh thủ y học Trung Quốc lừng lẫy. Tần Huy cười ha hả nói, tôi cứ tưởng mình đã nhận lầm người. Tần Lạc biết đôi thanh niên nam nữ này. Ở buổi lễ thượng thọ 80 của Tần lão gia, hắn đã nhìn thấy hai người này đứng cạnh Tần Túng Hoành cùng nghênh đón khách. Mặc dù hắn không biết tên của hai người này nhưng một khi đứng ở vị trí thì chính là những người quan trọng của Tần gia. Không thể không nói người của Tần gia đều là những anh tài xuất chúng. Dù chỉ cần nhìn qua bề ngoài cũng thấy bọn họ quả thực là người đi ngàn dặm mới thấy một. Bọn họ tới đây uống trà, nhìn thấy hắn và Lý Đằng Huy ngồi uống trà, nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng nhất định không thoải mái. Đương nhiên bọn họ hiểu rất rõ nguy cơ của Tần gia. Tôi không biết hai người, Tần Lạc cười nói. Hắn vừa mới giáo huấn một công tử họ Xa của Tần gia, bây giờ lại có một công tử Tần gia thực sự tới tìm hắn. Nếu như dạy cho Tần Giật một bài học chỉ có thể làm Tần gia mất mặt đôi chút, còn nếu hắn động tới hai người này thì chính là đấm thẳng vào gương mặt già nua, quý phái, cẩn trọng của Tần gia. Chúng tôi đều là những người nhỏ bé. Tần thầy thuốc không nhớ cũng hiểu được, Tần Huy nói. Tần Huy quay nhìn Lý Đằng Huy nói, chúng tôi gặp anh ở chỗ này cũng không có gì ngạc nhiên nhưng thấy Dượng ở cùng với anh ta mới khiến chúng tôi rất kinh ngạc. Dượng hẳn biết nơi này thực hiện chế độ hội viên. Nếu như không có Tần gia, cả đời này Dượng cũng không thể tới đây uống trà. Chương 639, cô Cận Thị à. Ông của Lý Đằng Huy chính là một người làm viền của Tần gia, một sư phụ cắt sửa trong nghề làm vườn. Hàng ngày ông đều cầm cái kéo to đi cửa tỉa cây hoa cảnh trong vườn. Cuộc sống của ông rất thanh nhã, tiền lương không cao. Cha của Lý Đằng Huy tiến bộ hơn, ông được vào phòng bếp Tần gia, trợ giúp việc bếp núc. Vì chỉ là người phụ giúp công việc bếp núc chứ không phải là đầu bếp nên không thể cố gắng phấn đấu lên đầu bếp chính thức được. Công việc của ông chỉ đơn giản là trợ giúp sắp đặt món ăn. Nếu Lý Đằng Huy không bộc lộ tư chất kiệt xuất về vật lý học, có lẽ vận mệnh của Lý gia sẽ tiếp tục như vậy. Lý Đằng Huy có thể tiến bộ hơn làm tài xế cho Tần gia hay hơn nữa thì vào làm nhân viên văn phòng ở công ty của tập đoàn Tần gia. Mỗi thành công của một gia tộc đều có một người xuất sắc dẫn dắt. Bạn có phải là người đó không? Gia tộc Lý gia của Lý Đằng Huy vì sự xuất hiện của Lý Đằng Huy mà xảy ra thay đổi long trời lở đất. Cùng với thành tích học tập vật lý ngày càng xuất sắc, Lý Đằng Huy càng lúc càng nhận được nhiều khen thưởng. Sau đó ông ta bước vào học ở khoa vật lý công nghệ Đại học Thanh Hoa, hơn nữa còn được mời tới học tập ở nước Mỹ. Rốt cuộc Tần gia đã phát hiện ra trong gia tộc mình lại có một người trẻ tuổi tài cao như vậy. Vì vậy Tần gia mới bắt đầu thành lập một quỹ giáo dục trợ giúp cho lứa trẻ trong gia tộc, cung cấp tài chính cho Lý Đằng Huy, trợ giúp cho ông ta tất cả tài chính cần thiết trong quá trình du học ở nước ngoài. Hơn nữa Tần gia còn chỉ động trợ giúp cho Lý Đằng Huy rất nhiều cơ hội để thực tập. Ví dụ như mua chuộc giáo viên hướng dẫn, tiếp tục cung cấp tài chính cho một số giáo sư có các công trình nghiên cứu để những giáo sư này có đi có lại, một là quan tâm tới việc học tập của Lý Đằng Huy, hay mời hắn tham gia vào nhóm nghiên cứu.
Lý Năng Huy cũng là một người giỏi nắm bắt cơ hội. Ông ta biết nguyên nhân một Tần gia kiêu ngạo làm vậy là chính vì ông ta. Ông ta tuyệt đối không buông tha cơ hội làm thay đổi vận mệnh của mình và của gia đình mình, lấy tấm bằng tốt nghiệp loại ưu. Hơn nữa Lý Năng Huy còn mang theo tri thức về nguồn năng lượng tái sinh mà trong nước rất khan hiếm cùng với một nửa bạn học của phòng thí nghiệm về nước. Tần gia đã ủng hộ ông ta thành lập phòng nghiên cứu nguồn năng lượng mới. Vì Lý Năng Huy được Tần gia coi trọng, ông của ông ta đã được Tần gia đưa vào trại dưỡng lão. Ông là người làm vườn đầu tiên được vào viện dưỡng lão Tần gia. Chuyện này đã khiến cho những người giúp việc khác của Tần gia đã cố gắng giáo dục con cái trở thành những nhân vật điển hình. Cha của Lý Năng Huy cũng không giúp việc bếp núc nữa, thậm chí không cần làm đầu bếp. Ông đã trở thành một quản lý trung tầng của khách sạn Tần gia. Có thể nói vận mệnh của Lý gia đã thay đổi chính là nhờ Lý Năng Huy. Nhưng vận mệnh của Lý Năng Huy lại thay đổi vì chính Tần gia. Nếu như không có sự trợ giúp của Tần gia, dù Lý Năng Huy có thể sang Mỹ du học, ông ta cũng không bao giờ được các giáo sư coi trọng. Mặc dù thành tích học tập xuất sắc, ông ta cũng tuyệt đối không thể vào làm việc trong những phòng thí nghiệm tối mật được kiểm tra nghiêm ngặt cùng với kỳ thị chủng tộc. Nếu như không có Tần gia làm người tài trợ, đầu tư tài chính, một người mới tốt nghiệp đại học như Lý Đằng Huy sao có thể lôi kéo được nhiều bạn học như vậy? Nếu như không có Tần gia ủng hộ tài chính, ông ta sao có thể mang cả đồng nghiệp của một nửa phòng thí nghiệm về trước thành lập phòng nghiên cứu nguồn năng lượng mới? Trên thế giới này không thiếu nhân tài nhưng chỉ thiếu bá nhạc. Tần gia chính là bá nhạc của Lý Đằng Huy. Cho nên như Tần Huy đã nói, không có Tần gia, Lý Đăng Huy không đủ tư cách để bước vào hội sở Tây Hồ uống trà cũng không sai. Chỉ là câu nói này làm người nghe khó chịu mà thôi. Quả nhiên nụ cười trên gương mặt Lý Đăng Huy dần biến mất. Ông ta nói, Huy thiếu gia, tôi và Tần Lạc chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, rủ nhau tới đây uống trà, không có ý gì khác, chỉ là quan hệ cá thân mà thôi. Tôi biết hình như Tần Huy là người trở mặt. Vừa mới làm kẻ xấu bây giờ gã lại muốn làm người tốt. Đương nhiên tôi tin tưởng vào nhân phẩm của ông. Anh tôi coi trọng ông như vậy, hẳn phải có lý do của mình. Anh ấy không nhìn nhầm người. Dượng không nên chấp nhặt với anh cháu Tần Lam an ủi Lý Đằng Huy. Kỳ thật anh ấy không có ác ý. Anh ấy chỉ hiểu lầm khi thấy Dượng đi với người ngoài mà thôi. Dù sao Tần gia vẫn coi Dượng như người ngoài. Khi Tần gia gặp nạn, người Tần gia hẳn nên đoàn kết để vượt qua cửa ải gian khó này. Tôi biết Lý Đằng Huy nói, nhưng Tần Lạc quả thực là bạn của tôi. Có thể kết giao bạn bè, chúng tôi đã từng ngăn cấm ông kết giao bạn bè chưa? Tần Huy cười nói, nhưng nếu như kết bạn với những người bất lương thì đừng nói nữa. Tần Lạc một mực ngồi yên nghe mấy người nói chuyện, đây là chuyện riêng của Lý Đằng Huy và Tần gia, chính hắn không nên xen vào. Nếu như hắn can thiệp vào thì dù với lý do gì đi nữa cũng đẩy Lý Đằng Huy vào tình huống xấu. Thế nhưng hai anh em Tần gia này vẫn nhìn chằm chằm vào hắn như thể canh chẳng không cho hắn nhào tới Lý Đằng Huy. Lúc thì người ngoài, lúc thì kẻ bất lương, quả thật làm hắn ngồi nghe mà không thể nhẫn nhịn nổi. Vì vậy Tần Lạc cười nói, Lý Đằng Huy là thành viên của gia tộc các người chứ không phải là nô lệ của các người. Cho dù anh ấy kết bạn với người tốt hay người xấu, các người cũng không có liên quan gì cả. Đối với các người, có thể đó là bạn xấu nhưng với anh ấy có thể đó là bạn tốt thì sao? Chúng ta là người một nhà, tôi có trách nhiệm nhắc nhở ông ấy để phòng tiểu nhân Tần Huy phản kích. Thế nhưng bản thân anh coi bạn bè của anh ấy là tiểu nhân có nghĩa là chính bản thân anh đã không tôn trọng anh ấy, Tần Lạc nói, nếu như anh ấy nghĩ rằng tôi là tiểu nhân thì không có gì đáng nói. Còn anh đừng có áp đặt chính lối suy nghĩ của mình lên người khác. Đây không phải là kiểu ngồi trên cao điều khiển người khác sao? Anh đang bôi nhọ, hắt bát nước bẩn, Tần Huy nói. Tôi vốn chỉ nghĩ anh chỉ biết xem bệnh thì ra anh còn bản lĩnh đó. Tôi có rất nhiều, chỉ là các anh không phát hiện ra mà thôi. Tôi sẽ chờ biểu hiện của anh. Ánh mắt Tần Huy và Tần Lạc đấu nhau kịch liệt. Thế nhưng nơi này là Yến Kinh, không phải là Dương Thành. Nếu không dựa vào phụ nữ, anh vĩnh viễn không bao giờ có thể sánh ngang với Bạch Phá Cục và Tần Túng Hoành. Còn anh thì sao? Tần Lạc cười ha hả nói, nếu như anh không phải là vật bị loại bỏ của Tần gia, anh xứng đáng là gia chủ của Tần gia sao? Hơn nữa, tôi biết Bạch gia có cuồng nhân Bạch Phá Cục, người điên Bạch Tàn Phổ. Tần gia, ngoại trừ một chí công tử Tần Túng Hoành. Còn ai khác nữa đây? Xin thứ cho tôi nói thẳng, nếu như không phải là anh chủ động tới đây, trước mặt tôi nói là họ Tần, tôi căn bản không biết anh họ Tần. Anh, sắc mặt của Tần Huy trở nên vô cùng dữ tợn, giống như Tần Lạc đã nói đúng suy nghĩ của gã.
Không sai, mọi người đều xuất thân từ Tần gia, tại sao vị trí gia chủ cứ phải là Tần Túng Hoành? Tần Huy thừa nhận Tần Túng Hoành xuất sắc nhưng chẳng lẽ bản thân gã là một phế vật sao? Vì sao tất cả vinh quang đều tập trung tất trên đầu Tần Túng Hoành, những người khác cũng mang trong người dòng máu Tần gia thì lại chỉ có thể làm bóng ma đứng nhìn? Dù Tần Huy gã chưa từng nói ra ngoài nhưng trong lòng gã vẫn có một ý nghĩ không cam chịu. Đây chính là bản tính của con người. Tôi xin lỗi nếu lời nói của tôi làm tổn thương anh Tần Lạc thừa thắng xông tới. Thế nhưng tôi đã cố ý nói vậy. Nếu như không phải là người xuất thân từ Tần gia, lại thừa hưởng sự giáo dục của gia tộc, Tần Huy chỉ muốn chửi, con mẹ mày. Mày là đồ khốn. Thế nhưng vào lúc này Tần Huy chỉ có thể cảm thấy uất nghẹn, hít thở khó khăn. Anh không cảm thấy anh đang quá đáng sao? Tần Lam nhìn Tần Lạc nói. Không có Tần Lạc thẳng thắn lắc đầu. Lý Đằng Huy là người nhà của chúng tôi. Anh âm mưu tiếp cận, chính là hành động không đạo đức. Anh không phải là thầy thuốc sao? Y đức của anh để ở đâu? Anh dùng lý do đi xem bệnh cho người thân của Dượng để lấy cớ uy hiếp Dượng. Anh không cảm thấy quá vô sỉ sao? Đương nhiên Tần Lam cũng biết chuyện Tần Lạc chữa bệnh cho con riêng của Lý Đằng Huy. Cô ta lấy chuyện này để công kích hắn. Lương tâm của tôi ở đây Tần Lạc vỗ vỗ ngực. Không phải cô nói tôi là một thầy thuốc tốt thì tôi có y đức. Cô nói tôi không phải là một thầy thuốc tốt thì tôi không có y đức. Y đức ở trong lòng tôi, không phải do miệng của các người. Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể nhìn thấy anh có đủ phẩm chất đó. Tần Lam vuốt tóc, cười nhạt nói. Động tác của cô ta rất nữ tính nhưng trong con mắt Tần Lạc thì không có gì là mỹ quan. Ai bảo cô ta nói mình là không có y đức, mình nhất định không thừa nhận cô ta xinh đẹp. Toàn bộ người trên thế giới thấy, cô không thấy. Cô bị cận thị sao? Tần Lạc cười hỏi. Đồ lưu manh, Tần Lam tức giận mắng. Tôi vẫn nghĩ tôi không bằng cầm thú. Trong một gian phòng ở hướng Tây trên lầu 2, một đám thanh niên quần áo chỉnh tề đang ngồi uống trà. Ngồi ở vị trí bên cửa sổ là một người béo mập, gã vẫn đang nói chuyện với cô bạn gái ngồi bên mình nhưng ánh mắt gã vẫn chăm chú vào mấy người đang tranh cãi nhau bên dưới. Gã mập mạp đột nhiên đứng dậy nói, tốt lắm, hôm nay chỉ như vậy thôi, tôi có việc, tối nay chúng ta đi hát, tôi đãi. Bạch Sầu, tại sao hôm nay tan sớm vậy? Đúng vậy, Bạch Đại Thiếu vội đi tắm Huyền Ương sao? Cậu phải cẩn thận thân thể to béo của Đại Thiếu đè bẹp cậu đó. Đám bạn bè mèo mả gà đồng vừa trêu ghẹo Bạch Sầu và cô gái bên cạnh vừa thu thập đồ đạc rời khỏi phòng. Đợi khi mọi người ra về hết, gã mập Bạch Sầu nói với cô gái có đôi mắt mọng nước ở bên cạnh, em cũng về trước đi. Tối nay, anh sẽ cho xe tới đón em. Hừ, cô gái tức giận hừ một tiếng rồi lắc lư mông rời khỏi phòng. Gã mập Bạch Sầu khép cửa căn phòng lại, gã móc điện thoại, bấm số gọi. Anh, em có việc cần báo cáo với anh. Gã mập Bạch Sầu cúi người, gương mặt có vẻ nịnh nọt, giống như người đang nghe điện thoại bên kia đang đứng trước mặt hắn. Chuyện gì vậy hả? Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông rất êm tai. Em thấy Tần Huy và Tần Lam đi cùng với nhau. Bạch Sầu cười ha hả nói. Bạch Sầu, nếu mày không muốn chết thì hãy mau nói vào vấn đề chính. Nếu như không nói vấn đề chính thì mày hãy trừ chết đi. Đương nhiên người đàn ông đó không chờ được nữa. Hai người đó đang ở cùng với Tần Lạc và Lý Đằng Huy. Bạch Sầu nói nhanh như máy, có vẻ quan hệ của chúng không tốt lắm. Trông rất căng thẳng. Điện thoại bên kia vô cùng yên tĩnh. Một lát sau người đàn ông đó nói, tốt lắm. Bạch Sầu, mày cũng không phải là phế vật như tao nghĩ. Anh, em không làm được đại sự. Em có thể chia sẻ với anh những việc nhỏ nhặt. Hàng ngày em rất quan tâm tới chuyện của Bạch gia. Vấn đề là anh và anh cả rất tài giỏi. Bạch Sầu còn nói huyên thuyên một hồi nhưng điện thoại bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Khí trời đột nhiên vô cùng oi bức khiến con người rất khó chịu. Mưa gió sấm chớp sắp giáng xuống. Màn đêm tối đen, cuồng phong gào rít. Những hạt mưa to nhát đậu rơi vào cửa sổ, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Cũng may là xe được cách âm rất tốt nên ngồi trong xe không nghe thấy âm thanh rầm rĩ ngoài trời. Nửa đêm đi xe đã không an toàn, huống chi lai đi trong điều kiện mưa to gió lớn thế này khiến cho hành trình có thể xảy ra những chuyện không may. Thế nhưng con đường này cũng được sửa sang khá tốt, rộng rãi, bằng phẳng. Hai bên đường là những cột đèn cao ngất, mặc dù đang có sương mù khiến cho đèn đường khá mờ nhưng cũng đủ soi sáng đường để xe bọn họ nhìn rõ phương hướng, không bị lạc nơi thôn dã này. Bình thường con đường này có rất ít người đi, tại sao hơn một nửa số đèn lại sáng? Tần Lạc nói vẻ đau lòng, một hàng đèn đường dài như vậy, thắp sáng từ tối tới bình minh,
hàng ngày lãng phí bao nhiêu điện hả? Người với người không giống nhau, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Văn Nhân Mục Nguyệt mặc một chiếc quần màu đen, áo sơ mi trắng cổ bẻ, thắt cà vạt nhỏ màu đen, thoạt nhìn vô cùng. Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi cạnh Tần Lạc ở ghế sau, mặc dù nàng không sức nước hoa nhưng Tần Lạc vẫn cảm nhận được hương thơm dịu dịu. Mỗi người phụ nữ đều có một mùi thơm đặc trưng của cơ thể mình. Đó chính là mùi của Văn Nhân Mục Nguyệt. Đúng thế, Tần Lạc nói, người sống ở những khu ngoại thành đều là người nhiều tiền. Dù sao tiền sửa đường cũng không phải móc từ túi chính phủ, sao không tiếp tục thuận nước dong thuyền. Ngồi ở góc xe còn một người đàn ông khác, người đó giấu mình trong bóng tối, không nhìn rõ mặt, không nói lời nào khiến người khác cảm thấy tính cách người này u sầu. Két! Xe dừng lại trước một cánh cổng sắt, một vệ sĩ mặc áo mưa đi tới, sau khi kiểm tra hắn liền vẫy tay cho xe qua. Chiếc xe tiếp tục chạy, liên tục rẽ mấy khúc quặt, chạy trong trang viện 5, 6 phút mới dừng lại trước một biệt thự vẫn còn sáng ánh đèn. Hai anh em Bạch Phá Cục với gương mặt tươi cười, Bạch Tàn Phổ với gương mặt âm trầm đứng song vai nhau ở bậc thềm. Dáng vóc hai người cao lớn, tướng mạo ngông nghênh, dù hai người trầm mặc, không nói câu nào nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy có một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy xe dừng lại, cả hai bước xuống đón. Bạch Tàn Phổ bước chậm lại một cách vô thức, lùi lại sau Bạch Phá Cục một thân người. Bạch Phá Cục cảm giác được hành động của em mình nhưng hắn không có ý định quay người lại. Tần Lạc đẩy cửa xe bước xuống, một chiếc ô tô xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Bạch Phá Cục đi tới vỗ vào vai Tần Lạc cười nói, người anh em, đã để cậu chịu khổ rồi. Không có gì, Tần Lạc cười nói, ngồi xe cũng chẳng khác gì khi tạnh giáo. Dù sao Tần Lạc cũng không phải là tài xế. Đối với hắn mà nói, ngồi trên xe khi trời mưa với ngồi xe khi trời tạnh giáo cũng chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa Tần Lạc lại cảm thấy khi ra ngoài vào trời mưa to gió lớn là một việc vô cùng sảng khoái. Chạy xuyên qua rừng cây nghe lá xào xạc, mưa bay bên ngoài, bên cạnh còn có mỹ nữ làm bạn. Điều này quả thật còn sảng khoái, đã hơn nhiều so với việc đi tắm nước lạnh. Đương nhiên đại đầu có nghĩ như vậy không thì không thể biết được. Khi Văn Nhân Mục Nguyệt bước xuống xe, sự đón tiếp hoàn toàn khác. Hai chiếc ô, một bên trái, một bên phải xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, không một giọt nước mưa nào rơi xuống người nàng, còn cả một cô gái xinh đẹp bước tới khoác lên người nàng một chiếc áo khoác lông đã chuẩn bị sẵn. Mục Nguyệt, thiệt thòi cho em quá. Hai anh em chúng tôi đáng lẽ phải tới Văn Nhân ra thăm em nhưng bởi vì một số chuyện mà khiến mọi người phải đi tới đây. Quả thực là rất đáng trách, Bạch Phá Cục xoa tay nói với Văn Nhân Mục Nguyệt. Lời này của hắn không phải là câu nói khách sáo, ngược lại dáng vẻ hắn có phần ngượng ngùng. Có lẽ một con người ngang tàng như Bạch Phá Cục cũng cảm thấy để một cô gái như Văn Nhân Mục Nguyệt nửa đêm đường xa tới nhà mình là chuyện không có đạo đức. Không sao, Văn Nhân Mục Nguyệt nói ngắn gọn, nàng từ chối không khoác chiếc áo lông của cô gái đưa tới. Nàng không thích chạm vào đồ đạc của người xa lạ, đặc biệt là quần áo, trang sức cá nhân. Mau mời vào, Bạch Phá Cục nói, trong nhà ấm hơn. Nói xong Bạch Phá Cục liền dẫn hai người Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt vào trong nhà. Hình như Bạch Phá Cục không biết trong xe vẫn còn hai người ngồi. Hình như Tần Lạc cũng quên bản thân mình vẫn còn bạn ngồi trong xe. Bạch Tàn Phổ không nói câu nào, hắn chỉ chăm chú nhìn Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt. Lúc này Bạch Tàn Phổ giống như con mèo nhà ngoan ngoãn, hoàn toàn không muốn tranh đua danh tiếng với chủ nhân. Thế nhưng sự trầm tĩnh của Bạch Tàn Phổ không khiến cho người khác có cảm giác an toàn, ngược lại hắn còn khiến Tần Lạc không tự chủ được liếc nhìn hắn mấy lần. Trong phòng bật điều hòa nhiệt độ, ngay khi vừa bước vào phòng thì một luồng hơi nóng phả vào mặt, sau đó nhanh chóng bao vây toàn thân khiến có người ta có cảm giác thư thái không nói nên lời. Tần Lạc đi tới giúp Văn Nhân Mục Nguyệt cởi áo khoác ngoài, treo ở giá áo. Hắn thầm liếc trộm cặp mông căng tròn cùng bộ ngực tròn đầy của nàng, sau đó hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh nàng giống như một nam trợ lý đắc lực. Đây là lần hội đàm bí mật lần thứ tư. Bên Bạch gia chỉ có hai anh em Bạch Phá Cục và Bạch Tàn Phổ. Bên gia tộc Văn Nhân chỉ có Văn Nhân Mục Nguyệt cùng với Tần Lạc, một người đàn ông có mối quan hệ mập mờ với nàng, không xa cách cũng chẳng thân thiết. Ngoại trừ những người này ra thì không còn bất kỳ ai. Ngay cả người giúp việc bưng trà cũng không có. Chuyện đó có thật đã thành công rồi sao? Bạch Phá Cục cười ha hả hỏi. Hắn đứng ở quầy rượu rót rượu cho mấy người. Bởi vì không có người làm nên Bạch Đại Thiếu Gia tự mình đảm nhận công việc này. Nhờ có Bạch Lão Gia đã chỉ lối thoát khỏi bến mê nên chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, Văn Nhân Mục Nguyệt nói như nước chảy mây trôi, tôi không uống rượu. Có trà, Bạch Phá Cục nói.
Trước tiên hắn bưng tới cho Tần Lạc và Bạch Tàn Phổ và chính mình mỗi người một chén rượu đỏ đặt trên bàn, sau đó lại đi pha trà cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Bạch Phá Cục bưng chén trà lại và nói, ông tôi cũng chỉ biết có chuyện đó nên tiện nói ra. Lúc trước chúng tôi cũng đã từng thử nhưng Lý Đằng Huy này rất khó tiếp xúc. Hơn nữa ông ta rất trung thành với Tần gia nên không thể lay động được. Bạch Phá Cục nhìn thẳng vào mặt Tần Lạc, cầm chén rượu trên bàn nói, người anh em, tôi phải chúc cậu một chén. Việc này thành công, cậu đã lập công đầu. Tần Lạc cầm chén rượu lên chạm với Bạch Phá Cục và nói, tôi chỉ có khả năng làm chuyện nhỏ nhặt này thôi. Không cần phải khiêm tốn, Bạch Phá Cục nói, chúng ta quen nhau cũng khá lâu. Tới bây giờ cậu không làm người khác thất vọng. Nào, người anh em, cạn. Nói cong Bạch Phá Cục uống một hơi cạn chén rượu, Tần Lạc cũng làm theo. Một mùi thơm, chát xộc lên mũi, đầu hắn thoáng choáng váng nhưng cảm giác lại rất thoải mái. Người có tới đây không? Bạch Tàn Phổ ngồi trong góc, gần giá sách đột nhiên hỏi. Có Văn Nhân Mục Nguyệt nói, nếu anh ta không tới, chúng tôi cũng sẽ không tới. Nói đúng lắm, Bạch Phá Cục nói, tôi muốn gặp anh ta. Người đó có thể xuất lĩnh Tần ra phản kích trong tuyệt địa, không lý do gì để không trở thành bạn bè với anh ta. Tần Lạc đứng lên đi ra ngoài. Khi hắn quay vào phía sau lưng hắn có một đàn ông trung niên tướng mạo khôi ngô cùng đi vào. Đây là Lý Đằng Huy, Tần Lạc cười giới thiệu Lý Đằng Huy cho anh em Bạch gia. Lý Đằng Huy mỉm cười, ông ta đang định lên tiếng thì có cảm giác đang bị hai ánh mắt rất sắc bén chăm chú nhìn. Bị hai ánh mắt đó uy hiếp, đương nhiên Lý Đằng Huy thoáng á khẩu không sao nói được. Tất cả những điều muốn nói đều uất nghẹn quay trở lại. Đã sớm nghe tính cách anh em Bạch gia hung hãn, quả nhiên danh bất hư truyền, Lý Đằng Huy thầm nghĩ. Bản thân ông ta khi đứng trước mặt Tần Túng Hoành cũng không có cảm giác đó. Không ngờ khi đứng trước mặt anh em Bạch gia ông ta lại có cảm giác nguy hiểm, run như cầy sấy, giống như ông ta đang bị một loài động vật hung hãn nhìn thẳng vào mặt vậy. Lý Đằng Huy, Bạch Phá Cục đi tới trước mặt Lý Đằng Huy, cẩn thận quan sát ông ta. Là tôi, cuối cùng Lý Đằng Huy cũng bình tĩnh trở lại. Lâu nay nghe đại danh của Bạch Đại Thiếu, hôm nay nhìn thấy vô cùng vinh hạnh. Ha ha, khách khí, dường như lúc này Bạch Phá Cục mới xác định được thân phận của người đứng trước mặt mình. Hắn giơ bàn tay to của mình bắt tay Lý Đằng Huy nói, hoan nghênh anh gia nhập đại gia đình ấm cúng của chúng tôi. Mời ngồi xuống nói chuyện, tôi mời anh rượu. Bạch thiếu gia không cần khách khí, Lý Đằng Huy vội vàng nói. Ai, anh cũng không nên khách khí, Bạch Phá Cục nói. Bạn bè tới có rượu ngon, kẻ thù tới có quốc, chỉ một chén rượu mà thôi, không đáng gì. Cảm ơn, Lý Đằng Huy ngồi xuống bên cạnh Tần Lạc nhưng ông ta chỉ dám đặt một góc mông xuống ghế sofa. Không dám như Tần Lạc và Bạch Phá Cục ngồi hẳn vào trong ghế. Con cái nhà nghèo dù sau này làm ăn thăng tiến như diều gặp gió nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình không bằng những nhị thế tổ con nhà danh giá sống an nhàn từ nhỏ. Lý Đằng Huy biết rõ giá trị của mình và những người làm việc ở phòng nghiên cứu năng lượng mới do mình đứng đầu, nhưng khi đối diện với đại thiếu gia trong truyền thuyết ở Yến Kinh thì Lý Đằng Huy vẫn thấy căng thẳng. Số mệnh con người quả thật thần kỳ. Ai có thể ngờ con cháu của một người làm vườn, một người giúp việc bếp núc lại có ngày ngồi uống rượu đỏ ngang bằng với con cháu của những thương nhân cự phú. Nghĩ vậy đột nhiên Lý Đằng Huy có cảm giác lâng lâng. Bạch Phá Cục cầm một chén rượu đỏ đi tới. Lý Đằng Huy vội vàng đứng dậy nhận lấy. Ông ta nào dám ngồi yên để người ta hầu hạ mình. Thế nhưng ngay lúc đó một chuyện kỳ quái đã xảy ra. Bạch Phá Cục lại lùi lại sau từng bước một. Hắn từ chối trao chén rượu cho Lý Đằng Huy, hai tay Lý Đằng Huy trống rỗng. Tình huống người tiến kẻ lui làm nên một tình cảnh rất xấu hổ. Gương mặt Lý Đằng Huy vô cùng tức giận. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, Bạch Phá Cục nói. Vấn đề gì? Lý Đằng Huy cố nén sự tức giận trong lòng hỏi lại. Tại sao anh lại tới đây? Bạch Phá Cục hỏi. Tại sao lại tới đây? Lại đây là một cách hỏi thay thế rất uyển chuyển. Thực ra câu hỏi của Bạch Phá Cục là tại sao anh phản bội? Lý Đằng Huy trầm mặc. Mọi người trong phòng cũng trầm mặc nhưng ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn Lý Đằng Huy. Ai nấy cũng đang chờ câu trả lời. Ông nội tôi là người làm vườn của Tần gia. Cha tôi là đầu bếp của Tần gia, Lý Đằng Huy nói một cách khó nghe là hai người bọn họ chính là người làm của Tần gia. Tôi cũng vậy, nhưng tôi chỉ là một người làm thuê cao cấp. Tần gia trọng dụng tôi nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của bọn họ vẫn không thay đổi quan niệm này. Ánh mắt Lý Đằng Huy trở nên nóng rực. Tôi không muốn làm một nô tài, tôi cũng không muốn con cháu của tôi tiếp tục làm nô tài cho Tần gia. Chỉ có cách rời khỏi Tần gia,
tôi mới có thể ngẩng cao đầu làm người, tôi mới có thể được người khác tôn trọng. Chương 640, phản bội. Màn đêm tối đen, cuồng phong gào rít, những hạt mưa to nhát đậu rơi vào cửa sổ, sấm chớp rạch ngang bầu trời, cũng may là xe được cách âm rất tốt nên ngồi trong xe không nghe thấy âm thanh rầm rĩ ngoài trời. Nửa đêm đi xe đã không an toàn, huống chi lai đi trong điều kiện mưa to gió lớn thế này khiến cho hành trình có thể xảy ra những chuyện không may. Thế nhưng con đường này cũng được sửa sang khá tốt, rộng rãi, bằng phẳng. Hai bên đường là những cột đèn cao ngất, mặc dù đang có sương mù khiến cho đèn đường khá mờ nhưng cũng đủ soi sáng đường để xe bọn họ nhìn rõ phương hướng, không bị lạc nơi thôn dã này. Bình thường con đường này có rất ít người đi, tại sao hơn một nửa số đèn lại sáng? Tần Lạc nói vẻ đau lòng, một hàng đèn đường dài như vậy, thắp sáng từ tối tới bình minh, hàng ngày lãng phí bao nhiêu điện hả? Người với người không giống nhau, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Văn Nhân Mục Nguyệt mặc một chiếc quần màu đen, áo sơ mi trắng cổ bẻ, thắt cà vạt nhỏ màu đen, thoạt nhìn vô cùng. Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi cạnh Tần Lạc ở ghế sau, mặc dù nàng không sức nước hoa nhưng Tần Lạc vẫn cảm nhận được hương thơm dịu dịu. Mỗi người phụ nữ đều có một mùi thơm đặc trưng của cơ thể mình. Đó chính là mùi của Văn Nhân Mục Nguyệt. Đúng thế, Tần Lạc nói, người sống ở những khu ngoại thành đều là người nhiều tiền. Dù sao tiền sửa đường cũng không phải móc từ túi chính phủ, sao không tiếp tục thuận nước dong thuyền. Ngồi ở góc xe còn một người đàn ông khác, người đó giấu mình trong bóng tối, không nhìn rõ mặt, không nói lời nào khiến người khác cảm thấy tính cách người này u sầu. Két! Xe dừng lại trước một cánh cổng sắt, một vệ sĩ mặc áo mưa đi tới. Sau khi kiểm tra hắn liền vẫy tay cho xe qua. Chiếc xe tiếp tục chạy, liên tục rẽ mấy khúc quặt, chạy trong trang viện 5, 6 phút mới dừng lại trước một biệt thự vẫn còn sáng ánh đèn. Hai anh em Bạch Phá Cục với gương mặt tươi cười, Bạch Tàn Phổ với gương mặt âm trầm đứng song vai nhau ở bậc thềm. Dáng vóc hai người cao lớn, tướng mạo ngông nghênh, dù hai người trầm mặc, không nói câu nào nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy có một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy xe dừng lại, cả hai bước xuống đón. Bạch Tàn Phổ bước chậm lại một cách vô thức, lùi lại sau Bạch Phá Cục một thân người. Bạch Phá Cục cảm giác được hành động của em mình nhưng hắn không có ý định quay người lại. Tần Lạc đẩy cửa xe bước xuống, một chiếc ô to xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Bạch Phá Cục đi tới vỗ vào vai Tần Lạc cười nói, người anh em, đã để cậu chịu khổ rồi. Không có gì, Tần Lạc cười nói, ngồi xe cũng chẳng khác gì khi tạnh giáo. Dù sao Tần Lạc cũng không phải là tài xế, đối với hắn mà nói ngồi trên xe khi trời mưa với ngồi xe khi trời tạnh ráo cũng chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa Tần Lạc lại cảm thấy khi ra ngoài vào trời mưa to gió lớn là một việc vô cùng sảng khoái. Chạy xuyên qua rừng cây nghe lá xào xạc, mưa bay bên ngoài, bên cạnh còn có mỹ nữ làm bạn. Điều này quả thật còn sảng khoái, đã hơn nhiều so với việc đi tắm nước lạnh. Đương nhiên đại đầu có nghĩ như vậy không thì không thể biết được. Khi Văn Nhân Mục Nguyệt bước xuống xe, sự đón tiếp hoàn toàn khác. Hai chiếc ô, một bên trái, một bên phải xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, không một giọt nước mưa nào rơi xuống người nàng, còn cả một cô gái xinh đẹp bước tới khoác lên người nàng một chiếc áo khoác lông đã chuẩn bị sẵn. Mục Nguyệt, thiệt thòi cho em quá. Hai anh em chúng tôi đáng lẽ phải tới Văn Nhân ra thăm em nhưng bởi vì một số chuyện mà khiến mọi người phải đi tới đây. Quả thực là rất đáng trách, Bạch Phá Cục xoa tay nói với Văn Nhân Mục Nguyệt. Lời này của hắn không phải là câu nói khách sáo, ngược lại dáng vẻ hắn có phần ngượng ngùng. Có lẽ một con người ngang tàng như Bạch Phá Cục cũng cảm thấy để một cô gái như Văn Nhân Mục Nguyệt nửa đêm đường xa tới nhà mình là chuyện không có đạo đức. Không sao, Văn Nhân Mục Nguyệt nói ngắn gọn, nàng từ chối không khoác chiếc áo lông của cô gái đưa tới. Nàng không thích chạm vào đồ đạc của người xa lạ, đặc biệt là quần áo, trang sức cá nhân. Mau mời vào, Bạch Phá Cục nói, trong nhà ấm hơn. Nói xong Bạch Phá Cục liền dẫn hai người Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt vào trong nhà. Hình như Bạch Phá Cục không biết trong xe vẫn còn hai người ngồi. Hình như Tần Lạc cũng quên bản thân mình vẫn còn bạn ngồi trong xe. Bạch Tàn Phổ không nói câu nào, hắn chỉ chăm chú nhìn Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt. Lúc này Bạch Tàn Phổ giống như con mèo nhà ngoan ngoãn, hoàn toàn không muốn tranh đua danh tiếng với chủ nhân. Thế nhưng sự trầm tĩnh của Bạch Tàn Phổ không khiến cho người khác có cảm giác an toàn, ngược lại hắn còn khiến Tần Lạc không tự chủ được liếc nhìn hắn mấy lần. Trong phòng bật điều hòa nhiệt độ, ngay khi vừa bước vào phòng thì một luồng hơi nóng phả vào mặt, sau đó nhanh chóng bao vây toàn thân khiến có người ta có cảm giác thư thái không nói nên lời.
Tần Lạc đi tới giúp Văn Nhân Mục Nguyệt cởi áo khoác ngoài, treo ở giá áo. Hắn thầm liếc trộm cặp mông căng tròn cùng bộ ngực tròn đầy của nàng, sau đó hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh nàng giống như một nam trợ lý đắc lực. Đây là lần hội đàm bí mật lần thứ tư. Bên Bạch gia chỉ có hai anh em Bạch Phá Cục và Bạch Tàn Phổ. Bên gia tộc Văn Nhân chỉ có Văn Nhân Mục Nguyệt cùng với Tần Lạc, một người đàn ông có mối quan hệ mập mờ với nàng, không xa cách cũng chẳng thân thiết. Ngoại trừ những người này ra thì không còn bất kỳ ai. Ngay cả người giúp việc bưng trà cũng không có. Chuyện đó có thật đã thành công rồi sao? Bạch Phá Cục cười ha hả hỏi. Hắn đứng ở quầy rượu rót rượu cho mấy người. Bởi vì không có người làm nên Bạch Đại Thiếu gia tự mình đảm nhận công việc này. Nhờ có Bạch Lão gia đã chỉ lối thoát khỏi bến mê nên chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Văn Nhân Mục Nguyệt nói như nước chảy mây trôi, tôi không uống rượu. Có trà, Bạch Phá Cục nói. Trước tiên hắn bưng tới cho Tần Lạc và Bạch Tàn Phổ và chính mình mỗi người một chén rượu đỏ đặt trên bàn, sau đó lại đi pha trà cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Bạch Phá Cục bưng chén trà lại và nói, ông tôi cũng chỉ biết có chuyện đó nên tiện nói ra. Lúc trước chúng tôi cũng đã từng thử nhưng Lý Đằng Huy này rất khó tiếp xúc. Hơn nữa ông ta rất trung thành với Tần gia nên không thể lay động được. Bạch Phá Cục nhìn thẳng vào mặt Tần Lạc, cầm chén rượu trên bàn nói, người anh em, tôi phải chúc cậu một chén. Việc này thành công, cậu đã lập công đầu. Tần Lạc cầm chén rượu lên chạm với Bạch Phá Cục và nói, tôi chỉ có khả năng làm chuyện nhỏ nhặt này thôi. Không cần phải khiêm tốn, Bạch Phá Cục nói, chúng ta quen nhau cũng khá lâu. Tới bây giờ cậu không làm người khác thất vọng. Nào, người anh em, cạn. Nói cong, Bạch Phá Cục uống một hơi cạn chén rượu. Tần Lạc cũng làm theo. Một mùi thơm, chát xộc lên mũi, đầu hắn thoáng choáng váng nhưng cảm giác lại rất thoải mái. Người có tới đây không? Bạch Tàn Phổ ngồi trong góc, gần giá sách đột nhiên hỏi. Có Văn Nhân Mục Nguyệt nói, nếu anh ta không tới, chúng tôi cũng sẽ không tới. Nói đúng lắm, Bạch Phá Cục nói, tôi muốn gặp anh ta. Người đó có thể xuất lĩnh Tần gia phản kích trong tuyệt địa, không lý do gì để không trở thành bạn bè với anh ta. Tần Lạc đứng lên đi ra ngoài. Khi hắn quay vào, phía sau lưng hắn có một đàn ông trung niên tướng mạo khôi ngô cùng đi vào. Đây là Lý Đằng Huy, Tần Lạc cười giới thiệu Lý Đằng Huy cho anh em Bạch gia. Lý Đằng Huy mỉm cười, ông ta đang định lên tiếng thì có cảm giác đang bị hai ánh mắt rất sắc bén chăm chú nhìn. Bị hai ánh mắt đó uy hiếp, đương nhiên Lý Đằng Huy thoáng á khẩu không sao nói được. Tất cả những điều muốn nói đều uất nghẹn quay trở lại. Đã sớm nghe tính cách anh em Bạch gia hung hãn, quả nhiên danh bất hư truyền, Lý Đằng Huy thầm nghĩ. Bản thân ông ta khi đứng trước mặt Tần Túng Hoành cũng không có cảm giác đó. Không ngờ khi đứng trước mặt anh em Bạch gia ông ta lại có cảm giác nguy hiểm, run như cầy sấy, giống như ông ta đang bị một loài động vật hung hãn nhìn thẳng vào mặt vậy. Lý Đằng Huy, Bạch Phá Cục đi tới trước mặt Lý Đằng Huy, cẩn thận quan sát ông ta. Là tôi, cuối cùng Lý Đằng Huy cũng bình tĩnh trở lại. Lâu nay nghe đại danh của Bạch Đại Thiếu, hôm nay nhìn thấy vô cùng vinh hạnh. Ha ha, khách khí, dường như lúc này Bạch Phá Cục mới xác định được thân phận của người đứng trước mặt mình. Hắn giơ bàn tay to của mình bắt tay Lý Đằng Huy nói, hoan nghênh anh gia nhập đại gia đình ấm cúng của chúng tôi. Mời ngồi xuống nói chuyện, tôi mời anh rượu. Bạch thiếu gia không cần khách khí, Lý Đằng Huy vội vàng nói. Ai, anh cũng không nên khách khí, Bạch Phá Cục nói. Bạn bè tới có rượu ngon, kẻ thù tới có cuốc, chỉ một chén rượu mà thôi, không đáng gì. Cảm ơn, Lý Đằng Huy ngồi xuống bên cạnh Tần Lạc nhưng ông ta chỉ dám đặt một góc mông xuống ghế sofa. Không dám như Tần Lạc và Bạch Phá Cục ngồi hẳn vào trong ghế. Con cái nhà nghèo dù sau này làm ăn thăng tiến như diều gặp gió nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình không bằng những nhị thế tổ con nhà danh giá sống an nhàn từ nhỏ. Lý Đằng Huy biết rõ giá trị của mình và những người làm việc ở phòng nghiên cứu năng lượng mới do mình đứng đầu, nhưng khi đối diện với đại thiếu gia trong truyền thuyết ở Yến Kinh thì Lý Đằng Huy vẫn thấy căng thẳng. Số mệnh con người quả thật thần kỳ. Ai có thể ngờ con cháu của một người làm vườn, một người giúp việc bếp núc lại có ngày ngồi uống rượu đỏ ngang bằng với con cháu của những thương nhân cự phú. Nghĩ vậy đột nhiên Lý Đằng Huy có cảm giác lâng lâng. Bạch Phá Cục cầm một chén rượu đỏ đi tới. Lý Đằng Huy vội vàng đứng dậy nhận lấy. Ông ta nào dám ngồi yên để người ta hầu hạ mình. Thế nhưng ngay lúc đó một chuyện kỳ quái đã xảy ra. Bạch Phá Cục lại lùi lại sau từng bước một. Hắn từ chối trao chén rượu cho Lý Đằng Huy, hai tay Lý Đằng Huy trống rỗng. Tình huống người tiến kẻ lui làm nên một tình cảnh rất xấu hổ. Gương mặt Lý Đằng Huy vô cùng tức giận. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, Bạch Phá Cục nói.
Vấn đề gì? Lý Đằng Huy cố nén sự tức giận trong lòng hỏi lại. Tại sao anh lại tới đây? Bạch Phá Cục hỏi. Tại sao lại tới đây? Lại đây là một cách hỏi thay thế rất uyển chuyển. Thực ra câu hỏi của Bạch Phá Cục là tại sao anh phản bội? Lý Đằng Huy trầm mặc. Mọi người trong phòng cũng trầm mặc nhưng ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn Lý Đằng Huy. Ai nấy cũng đang chờ câu trả lời. Ông nội tôi là người làm vườn của Tần gia. Cha tôi là đầu bếp của Tần gia, Lý Đằng Huy nói. Nói một cách khó nghe là hai người bọn họ chính là người làm của Tần gia. Tôi cũng vậy, nhưng tôi chỉ là một người làm thuê cao cấp. Tần gia trọng dụng tôi nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của bọn họ vẫn không thay đổi quan niệm này. Ánh mắt Lý Đằng Huy trở nên nóng rực. Tôi không muốn làm một nô tài, tôi cũng không muốn con cháu của tôi tiếp tục làm nô tài cho Tần gia. Chỉ có cách rời khỏi Tần gia, tôi mới có thể ngẩng cao đầu làm người, tôi mới có thể được người khác tôn trọng. Chương 641, Hiệp nghị bí mật. Có một số sát thủ sau khi xuất sư thì việc đầu tiên họ làm đó là giết chết sư phụ của mình, vì kiếm thuật của họ là do sư phụ của họ dạy cho. Một số gian hùng sau khi đạt được thành công thì việc đầu tiên mà họ làm đó là tiêu diệt người bạn tâm phúc của mình, vì những người này biết hết tất cả những bí mật của họ. Tâm lý như vậy có từ thời cổ đại đến nay, chưa bao giờ thay đổi cả. Lý Đằng Huy chính là người có những tâm tư như vậy. Ông của hắn là một người giúp việc, cha của hắn cũng là một người giúp việc, nhưng hắn không thể tiếp tục làm một người giúp việc được. Nếu hắn lưu lại Tần gia, thì cả đời này hắn cũng đừng mơ nghĩ đến việc ngẩng cao đầu lên được, bởi vì một chút thành tích và bản tính kiêu ngạo của hắn đều được người khác ban cho hắn. Vì một cuộc đời toàn vẹn, hoàn mỹ, vì muốn thay đổi vận mệnh của bản thân và đời con cái sau này, nên hắn đã phản bội. Đấy là đáp án của hắn cho việc này, nội dung ẩn nấp bên trong lời thoại. Bạch Phá Cục hiểu, Bạch Tàn Phổ hiểu, Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt cũng hiểu. Bất kể ai ở trong phòng này đều hiểu được cái tư tưởng nguy hiểm này của loài người. Cái cớ này thế nào? Lý Đằng Huy cười nói. Khi nói những lời này, hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tựa như tự đáy lòng mình được bỏ thêm thứ gì vào vậy, không còn cảm thấy e sợ hay chùn bước trước mặt những người này nữa. Đúng vậy, hắn muốn bình đẳng, ngang hàng với những người cao cao tại thượng này. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể tìm thấy điều đó trong Tần gia, vì bọn họ chỉ coi hắn như một con chó có huyết thống cao cấp và bộ lông tuyệt vời hơn một chút mà thôi. Không tồi, quả là không tồi, Bạch Phá Cục cười nói. Hắn bước lên trước một bước, hai tay cầm chặt ly rượu vang đưa ra, nói, mời tráng sĩ uống cạn ly rượu này. Lý Đằng Huy cũng không hàm hồ, hắn tiếp lấy ly rượu vang uống cạn sạch, sau đó hắn vứt thẳng chiếc ly vỡ đánh choang vào bức tường màu vàng kim, chửi. Tần gia khốn kiếp, tôi không phải họ Tần, tôi họ Lý. Hắn ta làm một việc quá đáng như vậy nhưng Bạch Phá Cục không những không tức giận, mà còn vỗ vỗ vào vai của Lý Đằng Huy rồi cười hê hê nói, Lý Huynh, đàn ông vì sự lựa chọn mà thay đổi cả vận mệnh của mình đó. Bây giờ là lúc anh bắt đầu thay đổi vận mệnh của mình rồi đấy. Tôi có thể phát biểu trước một điều đó là, chỉ cần anh đến đây và kéo theo tất cả nhân viên trong phòng làm việc của anh đến nữa, thì một nửa số cổ phiếu của tôi sẽ thuộc về anh. Sắp xếp như vậy chắc Mục Nguyệt cũng không có ý kiến gì chứ. Một nửa số cổ phiếu là bao nhiêu tiền? Chẳng có ai biết được nó là bao nhiêu tiền cả. Với các công trình như việc nghiên cứu điện năng này, vốn đầu tư lên đến mấy chục tỷ. Thậm chí đến cả mấy trăm tỷ thì sau này tiền thu về sẽ còn nhiều hơn thế, rất có thể sẽ là những con số không tài nào mà đếm nổi. Để cả đồng tiền này vào trong nhà thì cất cũng không có chỗ mà cất, đếm mãi cũng không xuể. Tôi không có ý kiến gì cả. Văn Nhân Mục Nguyệt cũng là một phụ nữ có thể làm những việc lớn. Bạch Phá Cục mà hào phóng thì nàng cũng chẳng hề có chút hẹp hòi, nhấc tách trà lên miệng nhấp một miếng, sau đó liền đáp lại, đầu còn không thèm ngẩng lên. Cảm ơn, Lý Đằng Huy nói lời cảm tạ tự đáy lòng. Hắn không dám kỳ vọng đến sự đãi ngộ đặc biệt như thế này. Thậm chí đã vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Thế thì việc này cứ định sẵn như vậy đi. Bạch Phá Cục nói, tôi và Mục Nguyệt còn có một số việc cần bàn với nhau. Nếu Lý huynh đệ không còn chuyện gì nữa thì tôi bảo người đưa anh đi uống chén trà trước nhé. Vậy tôi đi trước, hai người cứ nói chuyện với nhau đi. Lý Đằng Huy biết là hai người hợp mưu với nhau này còn có việc khác cần thương lượng, bèn hiểu ý lui ra trước. Sự việc thế là đã thành kết cục đã được định từ trước rồi. Bạch Phá Cục đưa Lý Đằng Huy ra đến cửa rồi quay lại, bước đến trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi xuống rồi nói. Đại khái là như thế, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Thế việc hợp tác của chúng ta thì,
hùn vốn kinh doanh, mỗi nhà bỏ ra một khoản tiền cho vào tài khoản chung, số tiền này không được dùng vào những việc khác mà chỉ được dùng vào những việc có liên quan đến những hạng mục như sản xuất xây dựng và nghiên cứu, phát minh nguồn năng lượng mới. Văn nhân Mục Nguyệt nói ra bản dự thảo trong lòng mình. Điều này giống với những suy nghĩ của tôi. Bạch Phá Cục gật gật đầu nói, mặc dù chúng ta lấy đi Lý Đằng Huy và cả tiểu đội nghiên cứu của anh ta, nhưng thời gian không đợi người, Tần gia đầu tư vào việc này sớm, vì vậy mà cho ra cũng nhanh, hiện giờ bọn họ đã cho ra không ít thành quả ưu tú rồi. Gần đây Bộ Năng lượng rất xem trọng loại năng lượng điện lực mới của bọn họ, chuẩn bị ký kết để hợp tác. Mặc dù bị một nhát dao vào thời điểm then chốt thế này, cũng chỉ là làm cho kế hoạch của bọn họ tạm thời trì hoãn chậm lại một chút mà thôi. Nếu đợi đến khi bọn họ tìm được một tốp người khác lấp chỗ trống vị trí của những người này thì chúng ta vẫn khó mà có thể đuổi kịp được. Vì vậy mà chúng ta phải lập tức bắt tay vào làm việc thôi. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Trong vòng nửa năm thành lập phòng nghiên cứu, trong vòng một năm thì xây xưởng và bắt đầu đi vào sản xuất. Trong vòng từ 3 đến 5 năm thì sẽ thu được lợi nhuận. Đấy là bước đi nhanh nhất rồi. Em cho rằng mỗi nhà bỏ ra bao nhiêu tiền thì thích hợp đây? Bạch Phá Cục hỏi. Anh có thể đảm đương được chức vụ chủ nhân không? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi lại. Cái này, nếu thấp hơn số tiền đã định thì tôi có thể chi phối một cách thoải mái được. Bạch Phá Cục ngượng ngùng cười nói, em cũng biết đấy, mặc dù lão gia nhà tôi đã lui rồi nhưng vẫn chăm chú để ý đến việc chi phí lắm. 6 tỷ, Văn nhân Mục Nguyệt nói. Nhiều vậy sao? Bạch Phá Cục khẽ rùng mình hỏi. Đến cả người nãy giờ vẫn ngồi trên chiếc ghế salon ở góc phòng cũng phải ngồi thẳng người dậy nhìn về bên này một cái. Đây chỉ là một khoản đầu tư đầu tiên mà thôi. Văn nhân Mục Nguyệt nói, tôi đã nói chuyện với Lý Đằng Huy rồi, những thiết bị cần mua cho phòng làm việc, nghiên cứu nguồn năng lượng mới cần đến một số tiền khá lớn, số tiền để xây xưởng và mua những máy móc thiết bị cũng là con số trên trời. Đây vốn là một ngành đốt tiền mà. Và cũng là một ngành kiếm tiền. Bạch Phá Cục nói cần số quá lớn, tôi không thể làm chủ được, vẫn phải về hỏi lão gia nhà tôi một câu rồi mới quyết định được, cho tôi thời gian một ngày. Văn nhân Mục Nguyệt đặt tách trà trên tay xuống, đứng thẳng người dậy, nói, được, nếu một ngày sau mà vẫn không có kết quả gì thì văn nhân gia chúng tôi sẽ đầu tư một mình. Tần Lạc cũng đứng dậy, lấy chiếc áo vest khoác ngoài của văn nhân Mục Nguyệt từ trên giá áo rồi khoác lên người cho nàng. Hắn không chỉ đạt tiêu chuẩn của một trợ thủ nam, mà còn có một chức danh nữa đó là bảo mẫu nam. Bạch Phá Cục đưa hai người ra đến cửa rồi nói, nền tảng của văn nhân gia nhà em rốt cuộc là sâu đến mức nào vậy? Một khoản tiền lớn như vậy mà chỉ trong phút chốc đã có rồi. Cho dù Bạch gia nhà chúng tôi có thể bỏ ra 6 tỷ đó thì cũng là rút ra từ những hạng mục khác. Những hạng mục mà đang xây dựng thì ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Chẳng có việc gì lại quan trọng hơn việc này cả. Văn nhân Mục Nguyệt nói một cách ngắn gọn dứt khoát. Cũng đúng, Bạch Phá Cục nói, tất cả các hạng mục đều phục vụ cho nguồn năng lượng mới. Tôi sẽ thuyết phục ông nội, bỏ lỡ một lần rồi. Nếu bỏ lỡ lần nữa thì Bạch gia cũng khó mà cứu vãn nổi. Có đáng tin không, bên cạnh chiếc đèn dầu mờ nhạt, ảm đạm, là một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn. Ông không thích dùng đèn điện, vì ánh sáng của nó khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Ông thích khói từ ánh đèn, thích cái ánh sáng le lói yếu ớt cùng với mùi khen khét của nó khi cái khói đó trong ánh đèn bốc lên. Tất nhiên là như thế này thì ông ta muốn đốt thuốc cũng tiện. Chỉ cần đưa tẩu thuốc hướng ra phía ngọn đèn là có thể hút được ngay. Đáng tin mà cũng không đáng tin. Người đàn ông nói, đứng trước mặt ông ta hiện giờ không phải là người chủ đương thời của Bạch gia Bạch Phá Cục nữa mà là một người không được người ngoài coi trọng là Bạch Tàn Phổ. Nói ra xem nào, Bạch lão ra hít một hơi thuốc dài rồi nói. Kế hoạch này là do ông nghĩ ra. Chúng cháu vốn cho rằng việc này không thể thành được, một việc hệ trọng như vậy, một nhân vật trọng yếu như thế. Làm sao có thể giấu được Tần gia cơ chứ? Văn nhân gia phái Tần Lạc đi lôi kéo Lý Đằng Huy chỉ làm cho mối thù hận giữa hai nhà Tần gia và văn nhân gia ngày càng tăng thêm mà thôi, sau đó sẽ có thể dẫn tới xung đột bằng vũ lực. Bạch Tàn Phổ rút một điếu thuốc ra đốt trên ngọn đèn, rồi hít một hơi dài. Vốn là hắn định nhẫn nhịn một chút, nhưng mùi thơm từ thuốc mà ông nội hút đã dụ dỗ hắn, làm cho hắn không thể nhịn thêm được nữa. Thật không ngờ tên tiểu tử đó lại làm được, Bạch lão gia nói. Vâng, không ngờ Tần Lạc lại làm được việc này. Bạch Tàn Phổ nói, theo như mật thám về báo thì Tần Lạc đến Hoa Hồng Viên trị bệnh. Tần Giật qua đó ngăn lại, hai người còn động chân động tay nữa, sau đó Ngô Xương vội vàng chạy tới, rồi sự việc mới chìm trong im lặng. Có điều tối ngày hôm đó,
Tần Tung Hoành đã đến nhà Lý Đằng Huy ăn cơm tối. Lần thứ hai Tần Lạc đến Hoa Hồng Viên gặp mặt Lý Đằng Huy, thì hai người xảy ra xung đột một cách kịch liệt. Trương Mẫn không khuyên can nổi liền đuổi luôn Lý Đằng Huy ra ngoài. Nếu nói là Lý Đằng Huy cưng con và người tình của mình, thì ta tin. Còn nếu nói là Lý Đằng Huy vì con và người tình của mình mà phản bội Tần gia thì ta không tin. Một câu nói của Bạch Lão gia đã phán cho Lý Đằng Huy tội tử hình rồi. Cháu cũng không tin, Bạch Tàn Phổ cười nhạt, sống trong cái cảnh như vậy, thì đừng có mà giả bộ làm ra vẻ tình thâm sâu nặng, trân trọng giữ gìn gia đình làm gì. Đây là một việc ngu ngốc nhất, có biết bao nhiêu người để mà tiến lên trước một bước đã bỏ vợ từ con chứ? Phụ nữ thì là cái gì? Con cái là cái gì? Nếu đã là như thế, sao cháu còn nói là việc này đáng tin? Bạch Lão gia nheo mắt nhìn người cháu nội có tính giống mình nhất và cũng là đứa hợp ý mình nhất nghi hoặc hỏi lại. Vì Bạch Sầu đã gọi điện cho cháu, Bạch Tàn Phổ nói, khi Bạch Sầu uống trà ở Tây Hồ thì thấy Tần Lạc và Lý Đằng Huy ngồi uống trà với nhau. Tần Huy và Tần Thiến của Tần gia sau khi nhìn thấy vậy thì vô cùng khó chịu, bèn tiến lên trước vặn hỏi Lý Đằng Huy. Sau đó hai bên xảy ra một số chuyện không vui, cuối cùng hai anh em nhà Tần gia ôm cái tức rời khỏi đó. Bạch Lão gia gật gật đầu, cho dù việc này không thành thì Lý Đằng Huy và Tần gia cũng có mâu thuẫn. Đây không phải là lôi kéo mà là kế ly gián. Vẫn còn một nguyên nhân thứ ba nữa. Bạch Tản Phổ nói. Là cái gì? Lý Đằng Huy đưa ra lý do rời đi. Bạch Tản Phổ đáp, nếu anh ta không muốn cả đời làm người giúp việc cho Tần gia, thì anh ta chỉ có thể chọn cách rời khỏi Tần gia. Chỉ cần anh ta ở lại Tần gia thì cho dù người của anh ta có đứng thẳng được dậy thì trái tim của anh ta vẫn là đang quỳ xuống, cứ quỳ như vậy mãi. Bạch Lão gia nhắm hai mắt lại, say sưa hút điếu thuốc của mình. 6 tỷ, Bạch Lão gia hỏi. 6 tỷ, Bạch Tàn Phổ đáp. Rồi lại là một khoảng thời gian yên tĩnh. Một lát sau, đến khi nước trong cái tẩu thuốc của ông không còn nóng nữa rồi, thì Bạch Lão gia mới đột nhiên mở to mắt ra, ánh mắt sắc bén. Ký đi, vẻ mặt của Bạch Lão gia vô cùng nghiêm túc, sắc mặt xa sầm xuống nói. Chương 642, vợ chồng trở mặt. Mưa càng lúc càng to. Giống như là ông trời muốn cho nước mắt được tích tụ lại từ hai tháng nay dồn sạch xuống vậy. Một chiếc xe đâm xuyên qua một rừng nước mưa, từ từ tiến đến khu nhà xa hoa, sau đó dừng lại ở khu biệt thự cao cấp còn sáng đèn. Hắn ấn vào chiếc khóa ở cửa lớn một cái, chiếc cổng tự động mở rộng ra hai bên, tiếp đó hắn lái xe vào bên trong nhà xe, lúc này chiếc cổng phía sau lưng mới khép lại. Lý Đằng Huy sau khi tắt động cơ thì không mở cửa xuống xe ngay mà còn ngồi trên ghế lái một lúc lâu. Rồi lại nhìn lên kính chiếu hậu sửa sang lại đầu tóc, sau đó mới mở cửa xuống xe. Khi hắn vào đến phòng khách thì Ngô Sương đang ngồi bên cửa sổ đọc một quyển tạp chí kinh tế. Đây là thói quen của nàng, mỗi tối trước khi đi ngủ nàng đều làm xong hết bài vở rồi mới lên giường đi ngủ. Đứng trên góc độ sự nghiệp mà nói thì nàng quả đúng là một người phụ nữ có tính độc lập rõ ràng, nhưng nếu là một người vợ thì... Gạch dưới. Lý Đằng Huy thở dài một tiếng. Ngày sau e là sẽ thành người dưng nước lã thôi. Không, đây vẫn là một kết quả tốt đẹp nhất. Nếu tin tức hắn nổi loạn mà truyền ra ngoài thì e rằng hai vợ chồng hắn sẽ trở mặt thành thù mất. Một ngày phu thê trăm ngày ân, nếu tình cảm không còn nữa thì tình thân cứng phải còn. Nếu không có gì cần thiết thì hắn cũng không muốn làm gì dẫn đến độ không thể cứu vãn được. Lý Đằng Huy thay giày rồi đi ra sau lưng Ngô Sương, cười nói, sao vẫn không đi ngủ thế? Xem sách một lát đã, Ngô Sương gập quyển tạp chí lại, rồi đặt nó sang một bên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lý Đằng Huy, nói, cũng là đang đợi anh. Khi nói những lời này, thì cái bất hình ngôi sao ở dưới khóe mắt nàng trông quyến rũ vô cùng. Đợi anh làm gì, mau đi ngủ đi, anh đi tắm cái rồi cũng đi ngủ. Lý Đằng Huy hơi kinh ngạc, tình cảm vợ chồng của bạn họ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, mặc dù cùng sống trong một nhà, nhưng từ lâu đã không ngủ cùng giường rồi. Đột nhiên hôm nay nàng lại nói những lời xúc động như vậy làm cho hắn cảm thấy hết sức bất ngờ. Lý Đằng Huy có phần ngây ngất, sau đó bất giác đưa tay ra sờ vào lông mày của Ngô Sương. Hắn vốn định sờ vào cái bớt của nàng, nhưng hắn lại biết nàng vô cùng nhạy cảm với cái này, nàng không thích người ta chú ý đến cái bớt đó của nàng, lại càng không thích người ta chạm vào nó. Được, thế em lên giường đợi anh. Ngô Sương đứng dậy tiến đến giường, nàng bận trên mình một chiếc áo ngủ mong tang màu xanh da trời. Khiến cho thân hình diễm lệ của nàng hiện diện ra trước mắt của Lý Đằng Huy. Lý Đằng Huy sau khi tắm xong thì vốn định chuẩn bị quay về phòng mình đi ngủ, nhưng thấy phòng của Ngô Sương vẫn còn mở,
Không những thế bên trong còn bật đèn ngủ, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hắn hơi ngập ngừng đôi chút nhưng rồi vẫn bước vào bên trong. Sao không tắt đèn đi ngủ? Lý Đằng Huy hỏi. Ngô Sương nằm trên giường, chắn đắp kín mít người, nói, lại đây. Lý Đằng Huy bước đến bên giường, Ngô Sương liền kéo luôn hắn vào trong chăn. Lý Đằng Huy vừa đưa tay ra thì đã sờ vào làn da mịn màng nõn nà của Ngô Sương. Đến bây giờ hắn mới biết là Ngô Sương đã cởi bỏ xiêm y từ bao giờ, thân thể nàng giờ đây hoàn toàn không có mảnh vải che thân. Giống như là biết rõ đại nạn sắp buông xuống, nhưng vẫn có chút hoài niệm dĩ vãng đã qua. Thân thể của Lý Đằng Huy đột nhiên bị đốt cháy, nóng rừng rực, sau đó thì bị mất phương hướng trong cái cõi mê hương này. Hai người cắn xé, cọ sát nhau một cách điên cuồng tựa như là cả thế giới này đều phải lay động theo vậy. Khi gió đã ngừng thổi, mưa đã ngừng rơi thì Lý Đằng Huy mới thở hổn hà hổn hển bò từ trên người nàng xuống. Hôm nay đi đâu mà về muộn vậy? Ngô Sương mở tròn đôi mắt ra nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô thần hỏi. Khuôn mặt nàng khẽ đỏ ửng lên, đó là dư vị sau khi. Lý Đằng Huy hơi giật mình, đến cả toàn thân mềm nhũn không còn một chút sức lực của mình cũng trở nên cứng ngắc ra. Lẽ nào cô ấy biết được điều gì rồi chăng? Phòng nghiên cứu xảy một số chuyện, Lý Đằng Huy trả lời qua quyết cho xong. Em đã gọi điện đến phòng nghiên cứu, đồng nghiệp của anh nói là anh đã rời khỏi đó từ lâu rồi. Ngô Sương đã có chuẩn bị từ trước, lại một lần nữa hỏi một cách thờ ơ. Ồ, Lý Đằng Huy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, xem ra nàng vẫn chưa phát hiện ra điều gì, chỉ là gọi điện thoại đến phòng nghiên cứu nhưng không tìm thấy người mà thôi. Sau khi mọi việc giải quyết ổn thỏa rồi thì anh hẹn người ta ra ngoài bàn chút việc, sau đó thì cùng ăn tối thôi. Tần Lạc phải không? Ngô Sương hỏi lại. Lý Đằng Huy biết là Ngô Sương đã từng gặp qua Tần Lạc, vì vậy nên lúc này hắn tất nhiên là không ngốc đến nỗi là phủ nhận đối phương, liền nói, đúng vậy, quả là không thể xem thường người trẻ tuổi này được, học thức về y thuật của anh ta vô cùng cao siêu, không kém gì những công tử nhà giàu được dạy dỗ đàng hoàng ở cái đất hiến kinh này là mấy. Thế anh ta so với Tần Tung Hoành thì sao? Lý Đằng Huy cười gượng nói, anh ta làm sao có thể so sánh được với đại thiếu gia của Tần gia chúng ta được chứ? Đến sách dép cũng không xứng nữa. Thế còn Bạch Phá Cục và Văn Nhân Mục Nguyệt thì sao? Bọn họ cũng không thể so sánh với Tần Tung Hoành được sao? Những câu hỏi của Ngô Sương dường như không dứt, cứ câu nọ nối tiếp câu kia. Lý Đằng Huy nhìn nàng một cái với ánh mắt cảnh giác, rồi khẳng định nói. Bọn họ cũng không thể nào so sánh được với đại thiếu gia. Đại thiếu gia được người ta gọi là trí công tử, dựa vào trí tuệ mà đánh bại mọi thứ. Còn hai người bọn họ là gì chứ? Một người dựa vào sắc đẹp mà nổi tiếng, còn một người thì dựa vào bản tính khoa trương của mình mới được người ta để ý đến. Nếu đã như thế thì sao anh còn phải lén lút đi gặp họ làm gì? Ngô Sương hất chiếc chăn trên người ra, tức giận chất vấn. Toàn thân của nàng phơi bày ra trước mắt. Vì nàng đột nhiên ngồi dậy nên bầu ngực đầy đặn của nàng cũng lung la lung lay theo, đập thẳng vào mắt người khác. Em nói thế là có ý gì? Lý Đằng Huy cũng ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào Ngô Sương hỏi. Hắn không chắc chắn là nàng đã biết được điều gì chưa hay là đang cố tình dọa dẫm hắn. Vì vậy mà hắn cũng không ngốc đến nỗi mà vừa mới thế thôi đã khai hết toàn bộ sự thật ra rồi. Dù gì thì tối nay đi gặp Bạch Phá Cục cũng là một hành động vô cùng bí mật. Anh với cái tên Tần Lạc và đại tiểu thư nhà Văn Nhân đi gặp Bạch Phá Cục. Tôi nói sai hay sao? Ngô Sương lạnh giọng chất vấn. Em nghĩ gì vậy? Sao anh có thể làm những việc như thế chứ? Lý Đằng Huy ngụy biện nói. Tôi biết là anh sẽ không nhận đâu. Ngô Sương nói tôi cũng không có chứng cứ chứng minh anh đã làm vậy. Không có chứng cứ chứng minh mà cô dám nói sằng bậy vậy sao? Cô bị bệnh à? Tôi đúng là có bệnh. Tôi không thể sinh con. Ngô Sương cười nói. Tiếng cười đau buồn đến thê thảm. Đúng là thần kinh, Lý Đằng Huy chửi lại. Ba mẹ con ở Hoa Hồng Viên có thể đã đi ra nước ngoài chơi rồi. Lúc đi vì vội vã quá nên không kịp chào anh một tiếng. Ngô Sương nói. Lý Đằng Huy nhảy thoát xuống giường một cái, giọng nói trở nên sắc lạnh, quát lên, cô làm gì với bọn họ rồi? Tôi chẳng làm gì hết. Không làm gì sao cô biết bọn họ đã đi du lịch? Vô duyên vô cớ sao bọn họ lại đi du lịch cơ chứ? Cô nhốt bọn họ ở đâu rồi? Anh có chứng cứ chứng minh là tôi đã làm nhưng việc này không? Ngô Sương phản kích lại. Lý Đằng Huy nhìn chằm chằm vào mặt nàng ta một lúc lâu, sau đó liền đi thẳng ra ngoài. Khi hắn tìm được chiếc di động ở ngoài phòng khách thì hết gọi đến chiếc điện thoại bàn ở Hoa Hồng Viên rồi lại gọi vào di động cho Trương Mẫn,
nhưng chỉ thấy truyền tới những âm thanh khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Có thể khẳng định rằng, ba mẹ Trương Mẫn và Hy Dung, Hy Vũ đã bị bắt cóc rồi. Mưa còn chưa ngớt, kèm theo đó là những cơn gió nóng ẩm, tựa như thân thể người bị bao bọc bởi một lớp màng nhện vậy, làm cho người ta khó chịu hết chỗ nói. Nhưng tâm tình của Tần Lạc thì lại sung sướng, sảng khoái vô cùng. Dưới sự giám định của Tần Lạc và các bác sĩ thì cuối cùng Tần Tranh cũng được xuất viện. Vết thương của ông đã khỏi từ lâu, nhưng vì cái bệnh viện tư này của gia tộc Văn Nhân đúng là không chê vào đâu được, những bác sĩ ở đây không những y thuật cao minh, mà những máy móc thiết bị trị liệu cũng vô cùng tiên tiến, vì vậy mà Lâm Hoán Khê và Tần Lạc muốn để ông ở lại bệnh viện quan sát thêm một thời gian cho chắc. Tần Lạc đến Yến Kinh đã được gần 2 năm rồi mà vẫn chưa mua nhà, trước nay vẫn lấy danh nghĩa thân phận con rể mà ở trong căn biệt thự nhà họ Lâm, vì vậy mà Tần Tranh sau khi xuất viện thì hiển nhiên là cũng đến đấy ở rồi. Thế là căn nhà 2 tầng vốn trống trải mênh mông, bỗng nhiên trở nên náo nhiệt chật chội hẳn lên. Trẻ nhỏ thích đông người, Bối Bối lúc thì ôm người này lúc lại hôn người khác, khiến cho hai ông già vui mừng hết chỗ nói. Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười. Lâm Hoán Khê tự tay buộc tạp dề xuống bếp nấu cả một bàn thức ăn. Tần Lạc và Tôn Nhân Diệu uống trà trong phòng sách, đến tận khi Tần Tranh xuất viện, Tôn Nhân Diệu mới như thở được một hơi dài nhẹ nhõm, khuôn mặt u ám buồn rầu mãi cũng nở được một nụ cười rạng rỡ. Nhưng, thù lớn còn chưa báo, nên trong lòng hắn chắc vẫn khó chịu vô cùng. Sự việc tiến triển thế nào rồi? Tôn Nhân Diệu hỏi. Cậu muốn biết điều gì? Tần Lạc tủm tỉm cười hỏi. Hung thủ đã tìm ra chưa? Vẫn chưa, Tần Lạc nói. Thế cậu dạo này bận bịu cái gì thế? Có vẻ như đi lại rất gần với tiểu thư nhà Văn Nhân hả? Tôn Nhân Diệu nói. Tần Lạc nhìn Tôn Nhân Diệu, nói, Nhân Diệu, tôi không muốn lơ cậu đi, lại càng không muốn nói dối cậu. Nhưng có một số việc thực sự là tạm thời tôi chưa muốn nói cho cậu biết. Tôi hiểu rồi, Tôn Nhân Diệu nói, cậu làm việc của cậu đi, tôi điều tra hung thủ. Lão gia đỡ cho tôi phát đạn đó, tôi sẽ đền đáp đến cùng. Nhân Diệu, không cần phải khuyên tôi nữa. Tôn Nhân Diệu phất tay nói, tính của tôi thì cậu cũng biết rồi đấy. Tôi không lợi dụng người khác, mà cũng không muốn chịu thiệt điều gì. Phải cẩn thận đó, Tần Lạc dặn dò, hắn biết, gần đây Yến Kinh không được yên ổn cho lắm, mỗi một lần thay đổi đều kèm theo những trận chiến đẫm máu. Tôi biết rồi, Tôn Nhân Diệu gật đầu. Lâm Hoán Khê đẩy cửa đi vào, nói, ra ăn cơm thôi. Cảm ơn chị dâu, Tôn Nhân Diệu nhìn Lâm Hoán Khê cười nói. Hiện giờ thì vẫn chưa phải đâu. Khuôn mặt lãnh đạm của Lâm Hoán Khê lộ ra một nụ cười tươi tắn, phủ nhận nói. Không phải chị thì là ai chứ? Tôn Nhân Diệu nói, bọn em đã đến tận đây rồi thì chị đã là chị dâu rồi. Đi ăn cơm thôi, Tần Lạc nói, đang định bước ra khỏi phòng đọc sách thì chiếc di động của Tần Lạc đặt trên bàn bỗng kêu lên. Hắn nhìn thấy một số lạ hoắc gọi đến thì vẫn cầm máy lên nghe nhưng lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Alo, xin hỏi là ai vậy? Tần Lạc hỏi. Tôi là Lý Đằng Huy đây. Từ bên kia đầu dây truyền đến giọng nói gấp rút, Trương Mẫn và Hy Dung, Hy Vũ đều bị bắt cóc rồi. Hiện giờ tôi cũng bị người theo dõi, tôi đang ở trên đường cao tốc Kinh Hàng. Tần Lạc, mau phái người đến đón tôi. Anh đợi tôi sẽ đi ngay bây giờ đây. Tần Lạc cúp máy xong liền vội vàng chạy ra bên ngoài. Khi chạy đến cửa thì dừng lại, quay đầu lại nhìn Lâm Hoán Khê với ánh mắt ngượng nghịu, nói, chứ anh không ở nhà ăn cơm được rồi. Anh đi làm việc của anh đi. Lâm Hoán Khê gật đầu nói, về sớm nhé. Chương 643, cứu người từ trên cao. Đường cao tốc Kinh Hàng là đường đi đến Tô Hàng, trên con đường có giới hạn tốc độ thấp nhất và cao nhất này đang có vô số xe lớn bé chạy nhanh như bay trên đó. Trong đó có hai chiếc Audi màu đen khiến người ta phải chú ý. Vì bọn họ hoàn toàn không thèm để ý đến quy định về tốc độ, mà để tốc độ ở mức cao nhất có thể. Hai chiếc xe một trước một sau nhìn không khác gì hai con cá ở trong hồ đang chơi đùa với nhau, không ngừng xen kẽ truy đuổi nhau vậy. Nhìn điên rồ vô cùng. Khi đầu xe lại một lần nữa vượt lên rồi va đập vào lan can thì Lý Đằng Huy thậm chí muốn dừng luôn lại rồi cho bọn họ giam lỏng cho xong chuyện. Hắn muốn có vinh hoa phú quý, muốn không phụ thuộc vào ai, muốn con cháu của mình được sống sung sướng, hiển hách, nhưng, hắn không muốn chết. Nếu hắn mà chết thì sẽ chẳng còn gì hết cả. Nhưng, trong người hắn có một luồng sức lực nào đó đang đỡ lấy hắn. Khiến cho mỗi lần hắn có ý nghĩ từ bỏ thì việc hắn làm lại là nhấn mạnh ga một cái rồi đánh tay lái một cách điên cuồng. Liều mạng đến cùng. Di động lại một lần nữa vang lên,
Lý Đằng Huy nhấn vào nút nghe, rồi bật tiếng to hẳn lên, như vậy tiện cho việc hắn vừa lái xe lại vừa nghe được đối phương nói. Bây giờ anh đi tới đâu rồi? Tần Lạc hỏi. Lý Đằng Huy lướt mắt nhìn đường xung quanh rồi nói, vẫn ở trên đường quốc lộ, nếu các cậu không đến kịp thì đứng ở trạm thu phí Tô Hàng đợi tôi. Kỳ thực thì những lời nói này của Lý Đằng Huy có phần sai lệch. Nếu đã không đuổi kịp xe của bọn họ thì làm sao có thể đến trạm thu phí Tô Hàng trước để tiếp ứng được cơ chứ? Nhưng lúc này đây hắn làm sao có thể để ý đến nhiều thứ như vậy được, hắn chỉ lo làm thế nào để bảo toàn tính mạng, chỉ muốn thoát khỏi sự truy đuổi của những sát thủ ở phía sau mà thôi. Tần Tung Hoành cũng là một nhân vật vô cùng tàn nhẫn, sau khi phát giác được mình không có dấu hiệu bị khống chế bèn chuẩn bị trở mặt và đáp trả một cách không khoan nhượng. Lẽ nào là do cô ta đã nói việc này cho Tần Tung Hoành? Nếu đã như vậy thì sao tối qua khi mình về lại không khống chế mình luôn đi? Hoặc có thể là cô ta có ý đồ là dùng tình cảm bao năm nay của hai vợ chồng và thân hình vẫn còn tràn đầy khiêu gợi để cảm hóa mình chăng? Lý Đằng Huy vứt bỏ những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu óc, rồi lại cố gắng vượt lên trên một cách nguy hiểm. Lúc này Tần Lạc đang đuổi theo lên đường cao tốc, hiếm có được một ngày cả gia đình đoàn tụ, hắn bảo đại đầu vào bên trong nhà nhưng đại đầu không chịu, thế là hắn liền bảo đại đầu về nghỉ ngơi. Đại đầu lái xe rời đi nhưng còn chưa đi quá xa thì Tần Lạc lại gọi điện thoại, 2 phút sau cậu ta lại xuất hiện ở trước cổng khu biệt thự nhà Lâm gia. Lúc đó, Tần Lạc bị sự trầm mặc của người đàn ông bé nhỏ này làm cho cảm động hết chỗ nói. Bọn họ vẫn còn ở trên đường cao tốc, Tần Lạc nói, có hy vọng đuổi kịp họ không? Đại đầu khẽ cau mày lại, nói, rất khó, tốc độ nhanh nhất của xe bị hạn chế, cho dù kỹ thuật có thể đẩy nhanh tốc độ lên nhưng bọn họ xuất phát sớm hơn chúng ta 20 phút, cái khoảng cách này khó mà kéo lại gần được. Khi chúng ta tăng tốc để tiến tới nhanh hơn thì bọn họ cũng tăng tốc để chạy thoát. Tần Lạc cảm thấy điên đầu, nói, vậy bây giờ phải làm thế nào? Phi cơ của Long Tức, đại đầu lên tiếng nhắc nhở. Tần Lạc nghĩ ngợi một lát, ừ nhỉ, lần trước khi mình bị người của Hoàng Thiên Trọng bắt đi, thì không phải là Long Vương đã đáp máy bay đến cứu mình đó sao? Cho đến tận bây giờ, Tần Lạc vẫn nhớ như in cái cảnh tượng hoành tráng của một ông già chống nạng từ trên trời giáng xuống đó. Hơn nữa, hắn có thể bảo đảm một việc. Đó là chỉ cần ai chứng kiến cảnh tượng thần kỳ đó thì cả đời này cũng không bao giờ quên được. Lý Đằng Huy không thể chết, lại càng không thể bị người ta bắt đi. Chúng ta bằng giá nào cũng phải đuổi theo, Tần Lạc nghiến răng nói. Hắn lập tức rút di động ra gọi cho một ai đó. Nhưng số mà hắn gọi lại không phải là Long Tức, mà là Văn Nhân Mục Nguyệt. Đây là việc tư, hơn nữa còn liên quan đến sự tranh chấp của 3 gia tộc lớn là Tần, Bạch và Văn Nhân. Nên tốt hơn cả là không nên để Long Tức tham gia vào. Tần Lạc cũng không muốn có người lấy việc này ra để công kích Long Vương. Gia tộc Văn Nhân vừa có tiền tài lại vừa có khí thế, hắn không tin là nhà họ lại không có một chiếc máy bay trực thăng. Có người nhấc máy, giọng của Vương truyền từ đầu dây bên kia lại. Tôi muốn tìm Mục Nguyệt, Tần Lạc nói. Xin anh đợi cho một lát, của Vương không dám làm lỡ thời gian, lập tức nối dây cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Tôi là Văn Nhân Mục Nguyệt, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Lý Đằng Huy bị người ta đuổi giết, hiện giờ đang chạy trốn ở đường cao tốc Kinh Hàng, nếu giờ mà lái xe đuổi theo bọn họ thì chắc sẽ không kịp, em có thể nghĩ cách tìm một chiếc trực thăng không? Có thể, Văn Nhân Mục Nguyệt đáp lại mà không một chút do dự, thậm chí nàng còn không hỏi thêm một câu là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Nàng biết là lúc nào thì nên nói gì, lại càng biết rõ mình khi nào nên làm gì. Được. Vậy anh sẽ đợi ở trên đường cao tốc, Tần Lạc nói. Hai người nói xong bèn cúp điện thoại. Tướng thế nào thì sẽ có binh thế đó. Văn Nhân Mục Nguyệt nổi tiếng là làm việc nhanh chóng, gọn gàng, vì vậy mà thủ hạ của nàng cũng không phải là ngoại lệ. Khi Tần Lạc và đại đầu đến đoạn đường cao tốc thì thấy một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã đang vù vù trên đỉnh đầu rồi. Thấy xe của Tần Lạc dừng lại thì cửa khoang máy bay được mở ra. Của Vương mặc một bộ đồ vest màu đen đang cố gắng hết sức để vẫy tay ra hiệu cho Tần Lạc. Đại đầu cho xe dừng hẳn lại, sau đó hai người cùng mở cánh cửa ra rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc trực thăng gần đó. Còn về phần chiếc Chevrolet thì ai còn để ý đến vận mệnh của nó nữa chứ? Mau bay đi, Tần Lạc sau khi bước lên máy bay còn chưa ngồi vững đã bắt đầu thúc giục. Có thể đuổi kịp, đại đầu nói. Nghe đại đầu nói vậy thì Tần Lạc mới cảm thấy yên tâm phần nào. Đại đầu là một chuyên gia trong những vấn đề như thế này, cậu ta cho ra một đáp án như vậy thì chắc chắn là do cậu ta hiểu rõ về tốc độ của 2 loại công cụ giao thông này,
rồi từ đó mới đưa ra được kết luận như vậy. Chỉ sợ giữa đường bị bắt thôi, Đại Đầu lại bổ sung thêm một câu. Đúng vậy đó, Tần Lạc nói, chỉ sợ bị bắt ở giữa đường. Khi tôi đến đây thì tiểu thư đã sắp xếp đâu vào đó rồi, bên phía Tô Hàng sẽ có tiếp ứng. Người của bọn họ sẽ xuất phát từ Tô Hàng, đi ngược vào đường cao tốc. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Lạc ngồi máy bay, nhưng đây lại là lần đầu tiên Tần Lạc ngồi trên một chiếc máy bay nhỏ như thế này. Bay dọc theo đường cao tốc, hàng xe ở phía dưới nhìn nhỏ bé không khác gì những con cún nhỏ, tất cả ánh mắt của mọi người đều dính chặt xuống phía dưới, hy vọng tìm ra được mục tiêu mà họ cần từ những vật thể đang chuyển động ở phía dưới kia. Ở đằng trước mặt, mắt của Đại Đầu vô cùng sắc bén, và cũng có sở trường về việc phát hiện những vụ việc đáng ngờ nhất. Cậu ta chỉ vào hai chiếc xe đang dính chặt lấy nhau ở phía dưới nói. Tần Lạc không biết là chiếc xe nào trong hai chiếc xe này của Lý Đằng Huy, nhưng, bất luận là chiếc xe ở phía trước hay chiếc xe ở phía sau thì tình cảnh của Lý Đằng Huy hiện giờ là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì với cái khoảng cách rất không an toàn này mà nếu trong tay của mấy tên truy sát kia có súng thì bọn chúng sẽ làm bất kể chuyện gì mà bọn chúng muốn làm. Sở dĩ là vẫn ở trong tình trạng rằng coi như thế này thì chắc là vì Tần Tung Hoành dặn bọn chúng phải bắt sống cũng nên. Tần Lạc rút di động ra, lại gọi cho Lý Đằng Huy một lần nữa. Tiếng chuông vang lên một hồi lâu thì đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Có thể thấy được sự bối rối hết sức của Lý Đằng Huy lúc này và thời gian đang trở nên cấp bách như thế nào. Sau khi hắn mở điện thoại ra thì nói với giọng dồn dập, Tần Lạc, cậu đến chưa vậy? Đến rồi, ở trên đầu anh. Tần Lạc nói, chiếc xe của anh là ở trước hay ở sau vậy? Ở trước, Lý Đằng Huy đáp. Thế được rồi, anh chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước là được. Còn những việc khác thì anh không cần phải lo. Tần Lạc nói, bay xuống phía dưới. Của Vương lập tức truyền đạt mệnh lệnh của Tần Lạc cho cơ trưởng biết, thế là máy bay lại một lần nữa giảm độ cao xuống. Hạ thấp hơn một chút nữa. Đại Đầu rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước tới cạnh cửa máy bay nói. Của Vương hiểu ý. Lại một lần nữa bảo cơ trưởng hạ máy bay thấp xuống. Khi máy bay hạ xuống cách mặt đất ngang với khoảng cách của những biển quảng cáo ven đường thì Đại Đầu mở cửa máy bay ra. Mặc dù tối qua cơn mưa rào xối xả đã ngừng rồi, nhưng những hạt mưa phùn lất phất cùng với tiếng gió lạnh thét gào vẫn còn chưa ngớt, điều này khiến cho thân thể của Vương run lên bần bật. Tần Lạc có thể chất đặc biệt, hắn không mẫn cảm đối với thời tiết lạnh, còn Đại Đầu thì được huấn luyện từ lâu nên không hề cảm thấy gì gọi là trắc trở cả. Đại Đầu một tay nắm chặt vào cánh cửa máy bay, còn tay kia rút ra một khẩu súng lục màu đen. Mắt cậu ta hơi nheo lại, họng súng nhắm thẳng xuống phía dưới. Có một số người lái xe sau khi phát hiện ra tình huống này thì hơi ngẩn người ra, sau đó liền đạp mạnh ga một cách liều mạng. Anh ta vừa có hành động như vậy thì những tài xế khác cũng phát hiện ra tình hình vô cùng nguy hiểm. Thế là hàng xe đang chạy có trật tự trên đường cao tốc bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Ai nấy đều lao thẳng về phía trước lánh nạn, lo lắng mình chính là mục tiêu của thằng điên cầm súng đang nhắm xuống đây từ trên cao kia. Cho dù mình không phải là mục tiêu đi chăng nữa thì nhỡ hắn ta bắn lệch sang một bên thì làm thế nào? Hắn ta thất thủ thì làm sao đây? Trách nhiệm này sẽ thuộc về ai? Tất nhiên, đến lúc đó sẽ không phải là lúc để truy cứu xem trách nhiệm thuộc về ai rồi, vì người cũng đã chết rồi. Chẳng có ai muốn đem tính mạng của mình ra để đùa cợt cả. Ngoại trừ kẻ điên ở trên không trung kia ra. Bùm! Đại Đầu bóp cò. Chiếc Audi ở phía sau của hai chiếc xe đang dính chặt lấy nhau kia bị nổ lốp. Tần Lạc căn bản là không thể tưởng tượng nổi, với một độ cao kèm theo góc độ như thế này mà cậu ta lại có thể nhắm chuẩn đến mức thế. Bùm! Lần này thời gian ngắm của cậu ta có phần ngắn hơn trước. Phát súng trước vừa mới kết thúc thì Đại Đầu đã bắn ra phát súng thứ hai. Chiếc lốp khác của chiếc Audi đó bị bục. Thân xe sụp xuống, sau đó trà sát trên mặt đất phát ra những tia sáng đến chói mắt. Bọn chúng cuối cùng cũng không có cách nào tiếp tục tiến lên phía trước nữa, tốc độ xe bắt đầu chậm dần, sau đó thì tắt máy. Lý Đằng Huy mất đi sự kiềm chế của chiếc xe ở phía sau thì tốc độ cũng chậm dần, không điên cuồng như những tên đua xe như lúc trước nữa. Tần Lạc an toàn ở trên chiếc máy bay vẫn đang lượn lờ trên không kia. Sau khi đi qua trạm thu phí Tô Hàng, Lý Đằng Huy cho xe dừng lại. Chạy lại hội hợp với Tần Lạc. Đầu hắn mướt mồ hôi, tóc tai rối bời. Nhìn vậy có thể tưởng tượng ra được độ nguy hiểm như thế nào ở trên quãng đường trước. Hắn nắm chặt lấy tay của Tần Lạc, cảm kích nói, cảm ơn cậu, thực sự vô cùng cảm ơn. Sự việc do tôi mà ra, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được chứ. Tần Lạc cười nói.
Lý Đằng Huy là một nhân vật vô cùng quan trọng, nhiệm vụ cứu người từ trên không này cũng coi như là đã hoàn thành một cách mỹ mãn. Tần Lạc vỗ vỗ vào vai của Lý Đằng Huy, nói, đi thôi, chúng ta về thôi, bây giờ đã đến lúc phải lật bài ngửa ra rồi. Về thôi, đôi chân của Lý Đằng Huy vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng vẫn đi sau Tần Lạc một cách kiên định. Trong căn phòng làm việc rộng rãi, Tần Tung Hoành sau khi nhận được một cú điện thoại thì đứng ngẩn người ra trước cửa sổ không nói câu gì. Bên ngoài mây mưa mịt mù, bóng hình hắn trở nên hiu quạnh lạ thường. Chương 644, thà trêu chọc kẻ tiểu nhân, chứ chớ lừa gạt phụ nữ. Có phúc mà không hưởng, quá hạn thì chẳng còn giá trị gì nữa. Trên đường đến, Tần Lạc vô cùng lo lắng, chỉ sợ Lý Đằng Huy giữa đường gặp chuyện bất chắc, vì vậy mà không kịp hưởng thụ cái uy phong của việc đưa đón từ máy bay chuyên dụng. Thế nên, lúc quay về, Tần Lạc đã kéo Lý Đằng Huy lên máy bay cùng, chuẩn bị thử nghiệm cái cảm giác này một chút, còn xe của Lý Đằng Huy lái đến đây thì đã được người tiếp ứng ở bên Tô Hàng phụ trách lái về cho. Sau khi đến Yến Kinh, thì bọn họ không vào trong thành phố ngay mà đến thẳng đài đồng tước của Bạch Tàn Phổ. Dù gì thì Tần Tung Hoành cũng đã biết rõ việc này, sự thực về chuyện Lý Đằng Huy phản bội cũng đã ngã ngũ, mọi người cứ thẳng thắn đem sự thật đưa ra ngoài ánh sáng luôn cho rồi. Vì khi còn ở trên máy bay Tần Lạc đã nói chuyện với bọn họ hết rồi, nên đợi đến khi họ đến nơi thì Văn Nhân Mục Nguyệt, Bạch Phá Cục, Bạch Tàn Phổ đều đã đứng đó chờ nghênh đón rồi. Thấy Tần Lạc và Lý Đằng Huy đi đến, Bạch Phá Cục lập tức bước lên trước nghênh đón, vỗ mạnh vào vai Lý Đằng Huy vài cái rồi nói, chuyện của anh tôi đã biết cả rồi, không ngờ Tần Tung Hoành lại ra tay nhanh chóng đến vậy. Cái này cũng là do lỗi của chúng tôi, công tác bí mật của chúng tôi làm không được tốt cho lắm, làm cho anh ta đã phát giác được từ sớm, và cũng là do chúng tôi suy nghĩ chưa được chu toàn, không đưa người nhà anh đến một nơi an toàn tuyệt đối. Cái này không thể trách anh được, Lý Đằng Huy khách sáo nói, sự việc xảy ra quá đột ngột. Tôi cũng không ngờ anh ta lại ra tay nhanh đến vậy. Có biết lỗ hổng ở đâu không? Bạch Phá Cục suy nghĩ hỏi. Có thể là do vợ của tôi đã nghi ngờ. Lý Đằng Huy thẳng thắn nói. Cô ấy và Tần gia quan hệ rất tốt, lúc nào cũng nghĩ cho Tần gia nhất. Tối qua chúng tôi xảy ra xung đột, đến sáng nay tôi đi làm thì phát hiện ra có người đi theo. Tôi sợ nếu về phòng làm việc thì sẽ bị bọn họ giam lỏng, vì vậy mà sau khi lên đến đường cao tốc thì quay đầu chạy về phía Tô Hàng. Cũng may mà có Tần Lạc dùng máy bay đến cứu, nếu không thì lành ít dữ nhiều. T. Trong khi nói những lời này thì Lý Đằng Huy quay ra nhìn Tần Lạc đầy vẻ cảm kích. Bạch Phá Cục cũng đưa mắt về phía Tần Lạc, cười nói, Tần Lạc, anh lại làm được một việc lớn rồi đó. Tôi đã nói rồi mà, anh trước giờ đều không bao giờ làm cho chúng tôi thất vọng. Việc nên làm mà, Tần Lạc nói, tôi kéo anh ấy về đây, vì vậy mà cũng nên chịu trách nhiệm về sự an toàn của anh ấy một chút. Người nhà của anh ấy bị người ta bắt cóc đã làm cho tôi áy náy lắm rồi. Đúng đấy, Bạch Phá Cục gật đầu nói tiếp, Đằng Huy, anh không phải lo đâu, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu vợ và con gái của anh ra. Cảm ơn anh, Lý Đằng Huy cảm kích nói. Không cần phải khách sáo như thế, mấy ngày này anh cứ ở đây, ăn uống chơi hay đồ dùng gì đều có cả, anh có cần gì thì cứ nói. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày thì giúp chúng tôi xây dựng phòng nghiên cứu. Lấy cái thành công đó của mình mà cho Tần Tung Hoành một cái bạt tai. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không làm anh phải thất vọng đâu, cũng sẽ không làm cho những hy sinh của anh bỏ ra một cách vô nghĩa. Tôi biết phải làm thế nào mà, Lý Đằng Huy gật đầu nói. Một người đàn ông mặc bộ vest màu đen bước tới, anh ta dừng lại ở trước mặt Bạch Tàn Phổ thấp giọng báo cáo cái gì đó. Khuôn mặt tươi cười của Bạch Tàn Phổ bỗng nhiên sa sầm xuống, nói với Bạch Phá Cục, Tần Tung Hoành đến rồi. Ồ. Bạch Phá Cục sững người lại một lúc, sau đó cười nói, của là một người khách hiếm. Cái mũi anh ta cũng thính thật, tìm được đến cả đây. Mau mời anh ta vào đây đi. Bạch Tàn Phổ vẫy vẫy tay với người đàn ông mặc vest đen, sau đó người đàn ông liền rời đi. Bạch Phá Cục nhìn Lý Đằng Huy, nói với vẻ mặt nghiêm túc, sự việc đã đến mức này thì chúng ta cũng đã trở thành những người cùng trên một con thuyền lênh đênh trên biển. Chỉ có cách đoàn kết lại, mới có thể tìm được con đường sống. Đại thiếu gia, tôi hiểu rồi. Lý Đằng Huy vội vàng nói. Tôi sẽ không quay đầu lại đâu, tôi biết hậu quả của việc làm đó. Là tôi đã khinh thường rồi. Bạch Phá Cục nhếch mép cười nói, anh là một nhà vật lý ưu tú của nước Trung Quốc chúng ta. Cái đầu của anh tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Ồ, không có như vậy đâu. Lý Đằng Huy phất tay liên tục phủ nhận, tầm mắt dán chặt lấy đầu con đường dẫn vào trong này.
Gặp lại ông chủ cũ của mình ở trong một hoàn cảnh và một địa điểm như thế này, về sau còn phải đối mặt với nhau với thân phận là hai kẻ thù địch, trong lòng giờ đây có cảm nhận thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu hơn ai hết. Hoặc ít hoặc nhiều, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng không yên. Người đàn ông đó là Chí công tử Tần Tung Hoành đó. Anh ta không tàn nhẫn, nhưng, gạch dưới thủ đoạn của anh ta không hề nhân từ chút nào. Nói vài câu hỏi han xã giao xong, Tần Tung Hoành với bộ vest dạ màu xám bước vào dưới sự dẫn dắt của nhân viên làm việc trong này. Hắn không đem theo rất nhiều vệ sĩ mà chỉ có một mình Điền Loa mà thôi. Trên mặt hắn không hề có chút biểu cảm của sự giận dữ hay thất bại nào cả, vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng còn nở một nụ cười không hề khó coi chút nào nữa. Hắn bước nhanh về phía này, cười nói, tôi cũng nghĩ là mấy người chắc là đến đây, vì vậy mà đã không mời mà tới. Không làm phiền các vị đó chứ? Ồ, không, Bạch Phá Cục bước lên trước hai bước nghênh đón, nói, lần này, nhân tài coi như đã đến đông đủ, nếu anh mà không đến thì cảm giác thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tần Tung Hoành cười nói, nếu đã như thế thì sao không sớm gọi điện thoại cho tôi biết trước? Sợ là anh bận bịu quá không có thời gian, Bạch Phá Cục nói. Công việc có bận bịu thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bỏ qua việc tụ họp cùng bạn bè chứ. Lao động và vui chơi luôn đi đôi với nhau mà. Lần sau có những cuộc tụ họp như thế này thì nhất định là không được quên thông báo cho tôi đâu đấy. Nhất định rồi, Bạch Phá Cục nhận lời nói. Hai người vừa nhìn thấy nhau đã tặng nhau những lời nói sắc bén đầy hàm ý, không ai nhắc tới việc Lý Đằng Huy đổi chỗ làm việc cả. Cứ như là bọn họ không quen người này vậy. Lý Đằng Huy đứng ở đó với vẻ mặt ngượng ngùng, không ngừng xoa xoa tay vào nhau, chỉ muốn có cái lỗ nào để mà chui luôn xuống đó cho rồi. Cho đến lúc này đây, ánh mắt của Tần Tung Hoành mới chuyển sang phía Lý Đằng Huy, nói, Đằng Huy, không quay về nữa phải không? Tôi, gạch dưới Lý Đằng Huy muốn nói nhưng vừa định nói ra thì lại không thể nói được nữa. Hắn cảm thấy giờ đây mình có nói gì thì cũng là sai. Một người đàn ông khi đã quyết định điều gì thì không nên hối hận, có thể anh thấy làm như vậy sẽ thích hợp với anh hơn. Không sao đâu, Tần Tung Hoành an ủi nói. Đại thiếu gia, xin lỗi cậu, Lý Đằng Huy áy náy nói. Tần Tung Hoành cười nói, khi đến đây, người nhà của anh bảo tôi hỏi thăm sức khỏe của anh. Khuôn mặt của Lý Đằng Huy bỗng nhiên trở nên lo lắng lạ thường. Cái chữ, người nhà, này rộng quá. Bao gồm ông nội của hắn ở trại an dưỡng, cha hắn, người tình Trương Mẫn và hai cô con gái song sinh Hy Dung và Hy Vũ của hắn. Gạch dưới bọn họ đều ở trong tay của Tần Tung Hoành rồi sao? Xin đừng làm hại bọn họ, Lý Đằng Huy đau khổ nói. Việc này không liên quan gì đến bọn họ cả, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi sao có thể làm hại bọn họ được cơ chứ? Tần Tung Hoành cười hê hê nói. Được rồi, tôi cũng chỉ đến đây xem thế nào thôi. Mọi người chắc vẫn còn việc quan trọng phải bàn, tôi không làm phiền nữa. Cáo từ. Nói xong, Tần Tung Hoành quay người rời đi. Không một chút nấn ná dài dòng, cũng không ồn ào ầm ĩ. Trên cái thế giới này, còn có người nào phong độ đầy mình như hắn không? Điền Loa nhìn Tần Lạc cười cười, sau đó quay ra nhìn đại đầu rồi giơ ngón giữa lên trước mặt cậu ta rồi mới chịu đi theo sau Tần Tung Hoành rời đi. Đúng là một nhân vật thấu tình đạt lý, Bạch Phá Cục cười nói, còn biết cả việc chúng ta còn có việc hệ trọng cần bàn nữa. Văn nhân Mục Nguyệt ngầm hiểu ý, liền hỏi, mấy người suy nghĩ thế nào rồi? Chúng tôi chấp nhận ý kiến của em, hai bên mỗi bên bỏ ra 6 tỷ vào tài khoản chung chuyên dụng. Bạch Phá Cục nói tiếp, trừ đi nửa số cổ phần cho Lý Đằng Huy, chỗ còn lại thì phân đều ra. Được, tôi đã đem hợp đồng đến đây, văn nhân Mục Nguyệt nói, tính từ ngày ký kết hợp đồng thì trong vòng 3 ngày tiền sẽ có ở trong tài khoản. Nếu không thì sẽ hủy tư cách nhập cổ đông. Không vấn đề gì, Bạch Phá Cục hào phóng nói, Bạch gia chúng tôi sẽ đánh cuộc với mấy người lần này. Nếu mà thắng thì chúng tôi còn có thể suôn sẻ khoảng 100 năm, còn nếu mà thua thì sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bạch Tàn Phổ cau mày lại, nhưng từ đầu đến cuối không nói câu gì. Hôm nay không phải là một ngày trọng đại gì, lại càng không phải là ngày lễ ngày Tết gì hết, thậm chí còn không phải chủ nhật nữa. Đối với người dân bình thường mà nói, thì nếu có việc gì khiến cho họ cảm thấy kinh ngạc hoặc ghi nhớ mãi, thì đó chính là chuyện nổ súng từ trên không ở trên đường cao tốc Tô Hàng. Nhưng ngày hôm nay cũng là một ngày đáng để ghi nhớ, vì ngày hôm nay một số người sẽ làm thay đổi bố cục nền kinh tế Trung Quốc trong vòng vài chục năm, thậm chí lên đến cả 100 năm.
hai người Bạch Phá Cục và Văn Nhân Mục Nguyệt sau khi ký tên và đóng dấu của công ty và dấu riêng của mình vào giấy thì đứng sang một bên chứng kiến tất cả những sự việc vừa xảy ra. Tần Lạc thì đột nhiên mở miệng cười lớn. Cười cái gì? Bạch Tàn Phổ cũng cười theo, nhưng lại lên tiếng hỏi. Ngày sau ba đại gia tộc của Yến Kinh sau này chỉ còn hai nhà rồi. Tần Lạc nói. Đúng vậy, Bạch Tàn Phổ gật đầu nói. Hơn nữa gia tộc bị loại trừ mang họ Tần. Mọi người nói xem ngày sau người ta gặp tôi liệu người ta có gọi tôi là Tần Đại Thiếu Gia không nhỉ? Tôi thấy Hương Soái thích hợp với cậu hơn đó. Bạch Tàn Phổ nghiêm túc nói. Phụ nữ ở bên cạnh cậu đủ nhiều, lại rất cao quý. Ở cái đất Yến Kinh này có không ít phong lưu tài tử, về mặt số lượng thì vượt xa cậu, nhưng về mặt chất lượng thì, gạch dưới quả là kém hơn nhiều. Thì ra là ông cũng nghe qua cái biệt hiệu này à? Tần Lạc ngượng ngùng nói. Tần Hương Soái, ngày sau cái danh hiệu này sẽ vang dội khắp Yến Kinh. Bạch Tàn Phổ nói. Trên đường về, Tần Lạc ngồi trên chiếc xe Rolls Royce hào nhoáng của Văn Nhân Mục Nguyệt, còn trợ lý của vương của Văn Nhân Mục Nguyệt thì ngồi ở chiếc xe vệ sĩ đi đằng sau. Văn Nhân Mục Nguyệt ngả đầu vào vai Tần Lạc như một cô gái bé nhỏ, nói, những việc về sau em sẽ giao cho Văn Nhân Chiếu xử lý, có của vương chỉ dẫn cho, chắc cậu ấy sẽ không phạm phải sai lầm gì đâu. Thế còn em, Tần Lạc hỏi, anh ngày trước đã nói là sẽ đưa em đi khắp đây đó như Thái Sơn, Vân Điền, Tam Á chấm xem gấu trúc, ngắm cảnh núi non sông nước mà. Văn Nhân Mục Nguyệt thấp giọng nói, anh đồng ý đi nhiều nơi vậy sao? Tần Lạc kinh ngạc hỏi lại. Lúc đó hắn cũng chỉ là thuận miệng mà nói ra vậy thôi, vì nghĩ Văn Nhân Mục Nguyệt thì làm gì có thời gian mà đi, ai ngờ nàng lại tưởng thật sao. Văn Nhân Mục Nguyệt ngước mắt lên nhìn Tần Lạc, hỏi, nói như vậy có nghĩa là những lời nói ngày trước đều là lừa em sao? Ồ không, Tần Lạc vội vàng giải thích, những lời anh nói đều là sự thật, em muốn đi đâu thì sẽ đi đó. Thà trêu chọc kẻ tiểu nhân, chứ chớ lừa gạt phụ nữ. Phụ nữ sẽ không làm cho bạn chết, mà sẽ cho bạn sống không bằng chết. Chương 645, Hỏa hoạn.